Chương 361, người thấy có phần. Diệp Phàm đi phía sau Mã Thiết Lâm, thấy dáng vẻ thở hổn hển của y, mặt đen sì giống như bao công. Thuốc mà Mã Thiết Lâm kiếm được cũng là vì đưa cho lãnh đạo trong thành phố, thoáng cái chỉ còn lại một bao thì làm sao đưa cho người ta. Người ta nói việc tốt thành đôi, chí ít cũng phải hai bao mới được. Lúc này đột nhiên cảm giác cánh tay bị người ta đụng nhẹ, Mã Thiết Lâm đang bừng bừng lửa giận, lúc này người nào chọc vào y nhất định là cực kỳ xui xẻo. Miệng đang há ra chuẩn bị chửi mẹ kiếp thì phát hiện Diệp Phàm đang lén lút đụng tay mình. Diệp Phàm đưa mắt, len lén móc từ trong túi ra hai bao thuốc đưa tới. Cảm ơn. Mã Thiết Lâm lập tức mỉm cười, không dám lên tiếng, sợ Triệu Bính Kiện ở phía trước phát hiện, âm thầm làm điệu bộ cảm ơn, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vội vàng nhét hai bao thuốc vào trong túi quần. Hừ, cầm một bao tới đây, định ăn lén một mình phải không? Lúc này ở phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh của Triệu Bính Kiện đang quay mặt lại nở nụ cười di lặc, thật ra ánh mắt của y sớm đã quan sát chăm chú hành động của Diệp Phàm, thò bàn tay to như móng vuốt sói. Mã Thiết Lâm thật sự muốn vung đao chém nó mới hết giận. Anh Triệu, chỉ có một chút thôi mà. Mã Thiết Lâm ấp úng, ngập ngừng không muốn đưa ra. Được rồi, em đang còn một bao, đưa cho anh Triệu. Diệp Phàm giống như làm ảo thuật lại biến ra một bao. Thằng nhãi này, rút của cậu có bao nhiêu, không phải là hộp bảo bối chứ. Sau khi Triệu Bính Kiện nhận lấy bao thuốc không kìm được lại muốn cướp thêm. Đừng, bao cuối cùng rồi. Diệp Phàm vội vàng hạ thủ, đem bao thuốc cuối cùng trong bọc nhét vào trong túi quần, đưa cái cặp rỗng ra. Không thấy, xem ra thật sự nhìn thấy đấy rồi. Triệu Bính Kiện cười cười buông tha cho hắn. Sau khi quay về, Diệp Phàm đã hơi ngà ngà say. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể, chỉ là có chút lực bất tòng tâm, dù sao cũng một hơi uống cạn hai bình rượu trắng. Cho dù có khí nội kính của thân thủ quốc thuật thất đoạn liều mạng phóng ra ngoài để giải rượu, nhưng nội kính dù sao không phải là tiên thuật, cũng không giống như chuyện anh hùng xạ điêu chiếu trên TV vừa uống rượu vừa dùng kình khí nội ra của rượu ép xuống toát ra từ lòng bàn chân. Nội kình quốc thuật thật sự thi triển ra chỉ có thể nói là giảm bớt khoảng 2 thành lực rượu của tổng lượng uống vào. Đương nhiên khi công lực càng cao thì nội kình càng cường đại, lực rượu phóng thích sẽ càng nhiều hơn. Với thân thủ của Diệp Phàm, tương đương hắn phóng thích nửa lượng bình rượu, nhưng trong bụng vẫn còn có lượng 2 bình rượu, chỉ có thể chờ từ từ tự nhiên mất đi. Người làm bằng sắt cũng không chịu được. Đồng chí, các đồng chí. Diệp Phàm vừa nói một câu, một tiếng cạch cạch đã vang lên, mông còn chưa ngồi vững, đã từ trên ghế trượt xuống, thiếu chút nữa thì ngã trên sàn nhà. Phó chủ nhiệm văn phòng Đinh Hương Muội ở bên cạnh lập tức nghiêng người đỡ lấy hắn. Diệp Phàm trong lúc mơ hồ cảm thấy chỗ cánh tay làm sao lại có chút mềm mềm, định thần lại nhìn kỹ mới phát hiện cánh tay của mình đã chĩa vào bộ ngực 36B của Đinh Hương Muội. Cả bộ ngực bị cánh tay của mình không cẩn thận chĩa vào trong, Đinh Hương Muội sợ vị cục trưởng tiếp tục uy phong đại phát, cho nên cũng không dám thả tay. Ôm chặt cánh tay Diệp Phàm ở trước ngực mình, cũng không biết có phải cố ý hay không. Nhưng có lẽ không phải, vì ở hiện trường còn có mấy người, ảnh hưởng cũng không tốt. Trong lòng thằng nhãi này lập tức xôn xao, thầm nghĩ, mình cứ thắc mắc tại sao lại mềm như vậy, thì ra là hai bầu ngực này tác quái, hừ. Thật đáng tiếc chỗ này không tiện, nếu không có rút lại một chút cũng không tệ. Mọi người đều không để ý vì cục trưởng Diệp uống say, mọi người đều hiểu hắn là vì tiền đánh cược cho cục. Đặc biệt trong lòng mọi người suy đoán người này không trả được hóa đơn. Lại càng ước cục trưởng Diệp có thể kiếm được mấy vạn về, để cuộc sống của mọi người tốt hơn một chút. Những năm gần đây mọi người thật sự quá sợ cái nghèo, nghèo đến mức đi công tác cũng không dám đi. Nghèo đến mức xe cũng không dám gọi, vì một năm qua, nhân viên công tác của các phòng cục khác đều ôm đồm nhiều việc mang phong bao lì xì về nhà. Còn cái cục rách nát của mình, mọi người đều chỉ có thể ảo não lĩnh chút tiền lương ít ỏi mang về. Tết năm ngoái ngay cả tiền lương cũng bị khấu trừ mất 100 đồng. Đến bây giờ cục trưởng cũ về hưu có lẽ cũng không trả lại. Bây giờ nghe nói lão cục trưởng Lôi đang nằm bệnh viện, ai còn dám đi thúc giục đòi 100 đồng đấy, làm như vậy không phải ép người ta chết sao? Còn cục trưởng Diệp mới nhậm chức, người ta chỉ cần nói một câu không nhận nợ, mọi người cũng chỉ có thể thầm than xui xẻo chứ còn có cách gì nữa. À, xin lỗi, tôi hơi say rồi. Chủ nhiệm Đinh. Chiều này cô làm xong thủ tục lập tức đem số tiền mà cục trưởng Mã của cục tài chính đồng ý cắt ra trả nợ cho cục chúng ta. Cục phó vệ, cục phó Lâm,
Cục phó Trương tổ chức cho mọi người một chiếc xe tải, sau khi ăn xong thì đi chuyển bàn, chuyện này làm sớm thì càng ổn định, nếu không làm nhanh, các thị xã khác tới đoạt trước, chỉ để lại cho chúng ta mấy cái bản rách nát, thì không phải quá lỗ hay sao? Sau khi chuyển bàn về thì cục phó vệ tổ chức lại, mọi người tập trung thành một nhóm tới chùa Nam Thiên tổ chức hoạt động. Nhất định phải viết rõ kế hoạch tường tận, phải làm nó như một chuyện đại sự. Chiều nay tôi tới chủ tịch huyện vệ, xin chút kinh phí hoạt động, nếu không hoạt động này làm sao khai triển có phải không? Tôi uống nhiều rồi, lời không hay nói trước, nếu như người nào quảng gánh, làm hỏng chuyện này thì cục tôn giáo sẽ không dung nạp người đó, thích đi đến chỗ nào mát mẻ thì đi. Làm tốt tôi sẽ có thưởng, nói lời giữ lời, ha ha ha. Diệp Phàm nói ra trong men say ngà ngà. Cục trưởng Diệp, muốn làm ra phương án thì không khó, nhưng làm phương án cần bao nhiêu tiền? Vệ Bảo Quốc hỏi. Anh có thể chuẩn bị mấy bộ, có thể linh hoạt ứng dụng. Có thể lôi kéo được nhiều thì làm phương án lớn, tiền ít thì làm phương án nhỏ. Anh chuẩn bị 3 bộ phương án, lớn, vừa, nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Cục trưởng Diệp, anh nói nếu làm tốt hoạt động lần này sẽ có thưởng thì phải giữ lời, nếu không rượu này uống vào có chút. Trưởng phòng tuyên truyền Ninh Ngọc Muội hỏi kích thích, cô ta có chút lo sợ Diệp Phàm uống sau nói linh tinh, đến lúc tỉnh rượu lại không chịu nhận. Vì cục trưởng Lôi trước kia thường xuyên hoạt động nói suông, mấy lần đều nói cần chút phúc lợi gì đó, đến cuối cùng đều là canh suông. Quanh năm suốt tháng không có một đồng tiền phúc lợi lễ lạt gì cả. Nghe cô ta hỏi như vậy, ánh mắt của tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm, vì vừa rồi cục trưởng Diệp không phải mới kiếm được 5.000 đồng từ trong tay cục trưởng Mã của cục tài chính, chỉ cần cục trưởng chịu mở miệng, cuối năm chắc vẫn có được một cái phong bao lì xì nhỏ. Mua một ít trái cây cam quýt mang về cũng không bị vợ con của trách. Năm này cũng về tay không cũng rất mất mặt, vì vợ con thường xuyên lấy số lượng của các cục khác ra để so sánh. Sao hả, không tin lời nói của tôi, tưởng tôi say nên nói mớ có phải không? Được rồi, làm tốt công tác đi. Trước cuối năm một phong bao lì xì không thành vấn đề, nếu làm không tốt, mọi người đừng nghĩ đến nữa, còn phải ăn cờ lê. Được rồi, tiền chuyển bàn hôm nay cục trưởng Mã nói là tính cho ông ấy, chúng ta lại được ăn không một bữa. Cục phó vệ, anh lập tức tổ chức người đi chuyển bàn, vất vả một chút. Tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút, không gắng được rồi. Diệp Phàm cũng đã có chút không rõ ràng, líu lưỡi, lại nói với Đinh Hương Muội, chủ nhiệm Đinh, cô chờ tôi dặn dò chuyện đi lấy tiền ở cục tài chính một lát. Được, cục trưởng Diệp, anh nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay vì cục chúng ta mà làm anh phải say. Tôi dẫn mọi người đi chuyển bàn, tiên hạ thủ vi cường, ha ha. Phó cục trưởng Vệ Bảo Quốc lúc này giống như một đứa trẻ, bộ dạng rất vui vẻ. Kỳ thực trong lòng y rất chua xót. Trước kia làm phó cục trưởng ở cục đất đai uy phong bao nhiêu. Bây giờ đi chuyển đồ của người ta không dùng nữa còn phải lộ ra vẻ mặt tươi cười, sợ người khác không đưa cho. Đây là thói đời gì chứ, đồng dạng đều là cục, chênh lệch lại lớn như vậy. Sau khi mọi người đi rồi, Diệp Phàm dặn dò Đinh Hương Muội một chuyện, lại thần bí nói. Chủ nhiệm Định, đợi lát nữa đi lĩnh 1.500.000 đồng. Cho nên cô phải ghi chép nhiều như vậy. À, không phải 5.000 sao? Đôi mắt xinh đẹp mê người của Đinh Hương Muội bắn ra vẻ vui mừng, làm tâm cam Diệp Phàm giống như cứ ngứa ngáy, thầm thở dài, thật là xinh đẹp, đúng là yêu tinh. Mẹ kiếp, đường tăng mình không biết có thể giữ được tấm thân này không? Đúng, không sai, tạm thời đừng nói cho mọi người, nếu không cứ nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền đó. Diệp Phàm cười nói, lảo đảo đi xuống lầu. Chương 362, mấy cái bàn cũ làm ba thường vụ ra mặt. Đinh Hương Muội hoảng sợ vội vàng đỡ hắn, hỏi. Cục trưởng Diệp, anh ở đâu để em đưa về nghỉ ngơi? Ừ, phòng 408, khách sạn Ngư Dương. Diệp Phàm mơ mơ màng màng nói, Đinh Hương Muội bắt một chiếc xe kéo chạy về khách sạn Ngư Dương khách. Vừa tiến vào phòng thì Diệp Phàm mềm nhũn ngã vật ra giường kéo theo cả Đinh Hương Muội. Cảm giác bên dưới có một thân thể mềm mại, Diệp Phàm còn tưởng rằng là Phương Nghê Muội, hô lên. Nghe muội, anh tới rồi. Nói xong hắn đưa tay sờ soạng loạn cả lên, đang lúc định thọc xuống lạch đào nguyên thì nghe một giọng nữ thất thanh. Cục trưởng Diệp, em là Hương muội, không phải là cái gì muội mà anh gọi đâu. A, à, Diệp Phàm bừng tỉnh, chỗ bên dưới cũng dựng lên cứng ngắc, đâm thẳng vào hông Đinh Hương muội. Gương mặt Đinh Hương muội hồng rực như lửa,
tâm tình cũng thấy rối loạn, vừa rồi cũng phải trải qua đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới lên tiếng. Thật ra thì Đinh Hương muội cũng không phải vì yêu mà lấy người chồng hiện giờ, bọn họ đến với nhau là vì tiền bạc, nguyên do là cha của Đinh Hương muội bệnh nặng nên thiếu nhà kia chừng 10 vạn, căn bản là không thể trả nổi. Nhà kia vốn là hàng xóm, cũng có ý tứ với cô nên cứ như vậy hai nhà kết thành thông gia, hơn nữa lúc đó nhà trai còn ẩn ước có ý bức bách. Đinh Hương muội tuy trong lòng không muốn, thậm chí tức giận, nhưng không muốn thấy mẹ mình cả ngày khóc lóc vì tiền. Hiện giờ chồng cô là Cố Lăng vẫn thỉnh thoảng còn nhắc, nói là bên nhà nội cần gấp mười mấy vạn. Tiền lương của Đinh Hương muội một tháng chỉ có 300 đồng, cả đời chắc cũng chưa trả hết số tiền 10 vạn, vì thế đành cắn răng chịu đựng. Diệp Phàm vừa rồi đè lên người cô, lúc đầu cô vẫn không hề kêu lên, còn cảm thấy một cảm giác rất kích thích. Sau đó lúc Diệp Phàm mò tới chỗ thần bí của người phụ nữ thì sau khi trải qua tranh đấu giữa dục vọng và đạo đức, cô mới kêu lên. Lúc Diệp Phàm đứng lên, Đinh Hương muội lại cảm thấy có chút mất mát, thấy cái gậy của Diệp Phàm đang thẳng tắp nhắm ngay mình thì trong lòng lại dạo dực. Điều này bởi vì người chồng vừa kết hôn của Đinh Hương muội bị yếu về khoản kia, nghe nói là do bị tai nạn xe nên bây giờ mỗi khi lâm trận độ cứng không đủ. Đinh Hương muội kết hôn với gã đã nửa năm nhưng chưa hề một lần lên đỉnh. Phụ nữ vốn e thẹn chuyện này, nhắc đến còn cảm giác xấu hổ, thật ra nó đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Hôm nay bị Diệp Phàm uống rượu say ôm lấy sờ soạng, Đinh Hương muội cảm thấy rất kích thích, trong lòng dâng lên một khao khát có thể lên đỉnh một lần. Thật xin lỗi, tôi uống say quá nên nhầm người. Diệp Phàm ra vẻ ngượng ngùng, tuy nhiên đang ngà ngà nên cũng không cảm thấy lúng túng lắm, chỉ là ra vẻ mà thôi. Cục trưởng Diệp, em đi đây. Đinh Hương muội cúi đầu đi ra ngoài, trong khoảnh khắc đứng ở cửa, ánh mắt lộ vẻ ai oán nhìn Diệp Phàm một thoáng. Chẳng thà là bị như vừa rồi còn hơn, Cố Lăng, tôi bị anh hại chết rồi, Đinh Hương muội rơm rớm nước mắt bước nhanh xuống lầu. Cô nghi ngờ chồng mình lúc đó cho vay tiền đã có mưu mô từ trước, hiện giờ muốn giải phóng bản thân cũng thấy khó khăn. Tâm tình của Đinh Hương muội phức tạp, cúi đầu đi trên đường. Qua một bữa cơm hôm nay, Cục trưởng Diệp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các đồng chí trong Cục Tôn giáo, chẳng những hắn là một cao thủ về rượu mà còn trọng nghĩa khí, dám xả thân vì Cục. Hào tình như vậy thật khiến người khác cảm phục, đặc biệt ba chị em có tên là muội đối với Diệp Phàm bắt đầu có cảm giác sủng ái. Nữ nhân đều thích anh hùng, Diệp Phàm dùng rượu, dùng mị lực nam nhân bước đầu đã thu phục được các cô, cảm thấy theo một cục trưởng như vậy thì cuộc sống chắc không đến nỗi. Người ta cùng Triệu phó chủ tịch huyện có quan hệ rất thân thiết. Chẳng phải vừa rồi trên bàn rượu, Triệu Bính Kiện chẳng phải là luôn miệng xưng anh em, y trước kia vốn là thần tài của huyện. Người bình thường sao có thể kết giao. Đến 2 giờ rưỡi chiều, Diệp Phàm vẫn đang ngủ say, hơi rượu cũng giảm bớt phần lớn. Đột nhiên cửa phòng mở ra rồi Đinh Hương muội nhảy vọt vào lay Diệp Phàm. Cục trưởng, việc lớn không tốt, mau tỉnh đi. Ách, Diệp Phàm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, mơ hồ thấy bầu ngực phập phồng của Đinh Hương muội thì tí nữa sặc máu, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Phó cục trưởng vệ bị bắt đến văn phòng huyện ủy rồi. Đinh Hương muội thở không ra hơi. Phạm pháp à? Diệp Phàm ngơ ngác. Không phải, là đánh nhau với người ta. Đinh Hương muội thở hào hển. Đánh nhau, lão vệ không phải là tổ chức người trong cục đến chỗ cục trưởng Mã lấy bàn rồi sao, sao còn đánh nhau? Không phải là người của cục tài chính không cho đưa đi nên đánh nhau chứ? Không thể nào, chính miệng cục trưởng Mã đồng ý. Lại có phó chủ tịch huyện Triệu đồng ý, làm sao tôi vừa ngủ một giấc thì đã thay đổi rồi. Diệp Phàm có chút mơ hồ. Không phải như thế, phó cục trưởng vệ sau khi ăn cơm xong thì tổ chức mấy người chúng tôi đi cùng với nhau, còn lên huyện mượn một chiếc xe tải nhỏ để chở bàn. Người của cục tài chính cũng rất tốt, nghe nói cục trưởng Mã đã dặn trước nên mở ngay phòng để cho mấy người chúng tôi vào chọn. Chúng tôi vào chọn mấy bộ bàn ghế tốt đưa lên xe. Bởi vì chiếc xe quá nhỏ không đủ chỗ nên cho chuyển bộ bàn ghế và cái tủ của Phó Chủ tịch Triệu đầu tiên. Sau đó lần thứ hai quay lại chuyển mấy bộ còn lại, ai ngờ vừa lúc đó thì bên ngoài có một chiếc xe tải Đông Phong chạy vào. Sau khi xe dừng lại thì 7, 8 người nhảy xuống hô. Dừng tay, mấy cái bàn này là của xã Khê Khanh. Bọn họ còn nói là Chủ tịch xã Khê Khanh Phí Quốc Tư đã dặn trước với Cục trưởng Mã rồi. Phó cục trưởng vệ giải thích là cục trưởng Diệp cũng đã nói với cục trưởng Mã rồi,
hơn nữa bàn ghế bên trong vẫn còn. Ai ngờ phó chủ tịch xã Khê Khanh nói. Cục tôn giáo cũng tới đây xem náo nhiệt làm gì, sao không vào trong am miếu hóa duyên đi. Mấy người bên xã Khê Khanh còn hùa vào bảo sao không vào am miếu làm ni cô hòa thượng cho thống khoái. Cả đám nói xong thì cười hô hố làm mấy người bên cục tài chính đứng bên cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ. Đám người cục phó vệ nổi giận, mặc kệ bọn họ cứ thế khiêng bàn đi. Tuy nhiên mấy người bên xã Khê Khanh cũng không chịu để khiêng bàn đi nên xảy ra đánh nhau. Sau đó mấy phút, lại thêm phó chủ tịch xã Thanh Mạch là Lôi Sơn Căn mang theo 7, 8 người tham gia đội ngũ tranh đoạt. Hiện trường toàn bộ rối loạn, các đồng chí bên cục tài chính kêu gào rát cổ họng cũng không ngăn lại được, đến cuối cùng thì biến thành một trận hỗn chiến. Chuyện này báo cảnh sát thì quá mất mặt, cho nên cục tài chính đồng chí cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lập tức báo lên văn phòng huyện ủy. Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chạy tới đem tất cả lên văn phòng huyện ủy. Cũng chưa biết xử lý thế nào. Ha ha, có ý tứ, lấy đồ thừa còn đánh nhau, đúng là hết nói. Diệp Phàm hừ một tiếng, cảm giác buồn cười, huyện nghèo thật là nghèo, mấy bộ bàn ghế cũ của cục tài chính lại làm cho ba đơn vị nghèo như hòa thượng đánh nhau. Một lát hắn đến văn phòng huyện ủy, nhìn thấy chủ nhiệm Trương Tân Huy vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi ở phòng họp bàn hội nghị quát tháo, vừa thấy Diệp Phàm tiến vào thì hừ một tiếng. Cục trưởng Diệp tới rồi, ngồi đi. Nói đi, chuyện gì xảy ra, có mấy cái bàn mà thành chuyện ầm ĩ như vậy, nói ra cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Trương Tân Huy lạnh như băng. Mấy ngày trước bí thư phí của chúng tôi đã nói với cục trưởng Mã nói là phân một nửa cho chúng tôi, một nửa cho xã Thanh Mạch. Xã chúng tôi khó khăn, bàn ghế là thứ từ những năm 6, 70, hư hỏng gần hết rồi. Bàn ghế mới hiện giờ cũng phải 4-500 đồng, hai bộ sẽ phải đến 7-8 ngàn, chúng tôi không mua nổi. Cục tôn giáo là huyện ngành sao còn muốn cướp cái bàn của nông dân? Phó bí thư xã Khê Khanh Lâm Đức Toàn nói vẻ bực tức. Đúng vậy à, bí thư Tiếu của xã Thanh Mạch cũng nói với cục trưởng Mã rồi nên chúng tôi cũng phải tranh, không thể để cho bọn họ đem đi hết. Phó chủ tịch xã Thanh Mạch Lôi Sơn Căn cũng thở phì phì. Làm việc phải có thứ tự, cục tôn giáo chúng tôi đến trước nhất, cũng đã được cục trưởng Mã đồng ý rồi mới đem bàn đi. Các anh đến chậm có thể trách ai? Nếu cứ như vậy thì thế giới này như thế nào, nếu các anh đến trước thì chúng tôi cũng chịu thôi. Phó Cục trưởng Vệ Bảo Quốc ăn miếng trả miếng. Chương 363, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Lúc này chữ Ngọc Muội cũng mắng. Chủ nhiệm Trương của xã Khê Khanh còn mắng mấy đồng chí của Cục tôn giáo chúng tôi là ni cô, đúng là thổ phỉ. Phải không, là người nào mắng? Trương Tân Huy trầm mặt, chỉ e câu này chọc tới Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm vừa bị biếm vào lãnh cung cục tôn giáo, trong bụng đang đầy tà hỏa, nếu như bị mấy đồng chí xã Khê Khanh khơi lên thì phiền toái, hơn nữa Trương Tân Huy cũng có quan hệ với Diệp Phàm nên có xu hướng thiên về bên cục. Nghe chủ nhiệm Trương hỏi vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phó bí thư Lâm Đức Toàn. Lâm Đức Toàn bị Trương Tân Huy nhìn vào đành phải thừa nhận. Là tôi nói, lúc đó vì quá tức giận lại có uống chút rượu nên nói bậy. Chẳng qua chỉ nói bọn họ đi miếu hòa thượng hóa duyên đi. Tôi đâu có nói bọn họ đi làm ni cô. Còn thể thống gì, các anh đem cục tôn giáo thành chỗ nào rồi, mau trở về viết kiểm điểm, cả ba bên đều được cục trưởng Mã đồng ý, tuy nhiên các đồng chí cục tôn giáo đến trước, làm việc cũng phải nói thứ tự. Những bàn ghế của cục tôn giáo đã đem lên xe coi như xong, mấy bộ còn lại để cho hai xã chia nhau đi. Sau này không cho phép tái diễn, nếu không toàn bộ về viết kiểm điểm đi. Hừ, đi ra đi. Trương Tân Huy trầm mặt phất tay bảo cả ba bên lui ra. Còn chuyện mắng người thì sao? Mai Hồng Muội vẫn còn hậm hực thì bị Diệp Phàm cắt ngang. Còn không mau đem mấy bộ bàn ghế đi, làm ầm ĩ còn chưa đủ phải không? Hừ, ba phương nhân Mã cúi đầu đang định ra cửa thì đã thấy phó bí thư huyện ủy Phí Mặc đứng ở đó, lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vừa đi ngang qua đây nghe thấy tiếng cãi nhau. Trụ sở chính quyền biến thành cái chợ rồi phải không? Bí thư Phí, là như vậy, mới vừa rồi mấy đồng chí cục tôn giáo. Trương Tân Huy thấy Phí Mặc tới thì vội vàng đứng lên rồi kể lại một lần. Trong lòng y buồn bực, chuyện này làm sao nhanh như vậy, Phí Mặc từ đâu mà thò mặt ra, chuyện nhỏ này mà cũng dính vào, đúng là quái lạ. Chuyện này đương nhiên là do bí thư Phí Quốc Tư của xã Khê Khanh báo cho Phí Mặc,
Phí Mặc đến đây chắc là làm chỗ dựa cho xã Khê Khanh. Hừ, cục tôn giáo là ngành trực thuộc huyện, một cục của huyện mà tranh giành với mấy xã nghèo, nói ra không sợ người ta cười cho rụng răng. Còn thể thống gì, hừ. Phí Mặc hừ một câu, gật đầu với Trương Tân Huy nhưng ánh mắt lại liếc qua Diệp Phàm, không biết có ý gì. Trương Tân Huy biến sắc, câu này của Phí Mặc là chỉ chó mắng mèo. Ý tứ của nó rõ ràng là bảo cục tôn giáo đừng nên tranh giành với mấy xã nghèo mới phải. Mình mới vừa rồi phê bình mấy xã, bây giờ ý tứ của Phí Mặc chẳng phải là nói chủ nhiệm văn phòng huyện ủy xử lý bất công, sau đó ám chỉ Diệp Phàm lại đi tranh giành với mấy xã nghèo, không ra thể thống gì. Ha ha ha, lão Phí đã ở đây rồi, một chút chuyện nhỏ còn làm động đến chính quyền, đúng là không ra thể thống gì. Phí Mặc vừa xoay người thì Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần lại như cũng tình cờ đi ngang qua lên tiếng. Chủ tịch Tiếu, chuyện này. Thấy Tiếu Tuấn Thần tới đây, Lôi Sơn Căn của xã Thanh Mạch cảm thấy tự tin hẳn lên. Bởi vì bí thư xã Thanh Mạch Tiếu Phúc Bình là người của Ngư Dương Tiếu gia. Tiếu Tuấn Thần có mặt ở đây chắc là cũng vì có quan hệ với y. Mẹ kiếp, mấy cái bàn hỏng này lại có thể làm cho ba thường vụ ló mặt, quan trường Hoa Hạ đúng là phức tạp, đánh chó thì lập tức có chủ trống. Khó trách mấy chủ tịch xã, thị trấn lại có thể kiêu ngạo đến thế. Diệp Phàm mặt không hề thay đổi đứng tại chỗ không lên tiếng. Được rồi, Phó Chủ tịch Lôi, chuyện này đừng nói nữa, quay về đi, chiếc bàn này để cho các đồng chí dưới xã và cục tôn giáo đi. Tiêu Tuấn Thần hát ra một khúc như vậy, thể hiện ý tứ gì đó rất rõ ràng. Diệp Phàm suy nghĩ một lát là hiểu, tuyệt đối là chiêu thuật lùi để tiến. Đi thôi. Cái bàn này tặng cho các đồng chí tới từ xã, thị trấn phía dưới. Chúng ta là cơ quan của huyện, các đồng chí tới từ xã chạy một chuyến không dễ dàng gì, quay về còn phải nghiên cứu hoạt động tổ chức ngày mai. Diệp Phàm cố nặn ra một nụ cười, gật đầu với ba thường vụ, dẫn đám người của cục tôn giáo định rời đi. Cục trưởng Diệp, các anh ban đầu đã chuyển đi một xe, nghe nói toàn là bàn ghế tốt nhất, những cái đó, những cái đó. Lúc này Phó Bí Thư xã Khanh Hương thấy Phí Mặc đang ở đây, lại có thể cuồng ngạo đến bước này, chất vấn Diệp Phàm ngay tại chỗ. Người này cũng có ý dựa vào Phí gia, ỷ vào thế lực của Phí gia căn bản không đặt cục trưởng Diệp Phàm của cục tôn giáo trong mắt. Hơn nữa nghe nói khi Diệp Phàm bị lột mũ quan, Phí Mặc cũng xuất ra lực lớn, Bí Thư Phí khẳng định là đối phó với Diệp Phàm. Trường hợp này Bí Thư Phí cũng ngại tính toán với Diệp Phàm, mình trái lại có thể nhảy ra vì ông ấy đánh trận. Làm một con tốt qua sông Vinh Quang. Chủ nhiệm Trương Tân Huy thầm kêu lên một tiếng, hỏng bét, đang định mở miệng kịp thời giải vây. Sao vậy, Phó Bí Thư Lâm muốn lấy sao, nếu không anh đi chuyển đi. Diệp Phàm cũng không nhìn được nữa, chọc giận rồi, trực tiếp đâm tới. Tôi, Lâm Đức Toàn bị nghẹn thở, cũng bị cơn tức giận của Diệp Phàm hù dọa, cứ đưa mắt len lén nhìn Phí Mặc không lên tiếng. Phó Bí Thư Lâm. Bộ bàn ghế đó vốn là của cục trưởng Triệu Bính Kiệt, sau này đến huyện thì đưa cho cục trưởng Diệp của chúng tôi, lẽ nào anh muốn ngồi lên vị trí của cục trưởng Diệp sao? Lúc này Vệ Bảo Quốc ở bên cạnh cũng không nhịn được hừ lạnh nói một câu. Thật ra trong lời nói đương nhiên cũng ánh xạ rõ ràng, mọi người đều có thể nghe ra. Tôi không phải. Lâm Đức Toàn rất là xấu hổ, khuôn mặt đã trướng lên như gan heo. Phế vật, Phí Mặc thầm mắng một câu. Nhưng trận này vẫn phải thay y gỡ rối, hừ lạnh nói. Phó Chủ tịch huyện Triệu thăng chức rồi, lẽ nào ông ấy đến làm việc ở huyện lại không có bàn, cái bàn đó khi Phó Chủ tịch huyện Triệu nhậm chức cục trưởng cục tài chính đã đặt mua. Theo lý nên thuộc về tài sản của cục tài chính, nên để cho cục trưởng Mã dùng, cục trưởng Diệp tại sao có thể lấy của cục trưởng Mã người ta. Lời này của Phí Mặc càng âm khí, một câu nói ra để chỉ rõ Triệu Bính Kiện có hành vi tùy ý tham ô tài sản nhà nước. Một chiêu âm hiểm hơn là nói Diệp Phàm có phải muốn cướp vị trí của cục trưởng cục tài chính Mã Thiết Lâm hay không. Nếu chuyện này truyền đến tai cục trưởng Mã, trong lòng người ta nhất định sẽ mọc ra một cái ung nhọt, sau này muốn kiếm chút tiền gì đó thì phiền phức, y là thần tài gia, vì sĩ diện cũng sẽ không chịu được. Cục trưởng Vệ, anh lập tức tổ chức nhân viên chuyển những thứ chuyển đến cục trước đó nguyên si về lại cục tài chính, tôi không muốn có người ở trong tối phàn nàn tôi. Chuyện nhỏ như cái mông cũng có thể nói ra như một ngọn núi. Ha ha ha, không phải chỉ là một bộ bàn ghế thôi sao? Tôi còn tưởng là làm từ lá vàng đấy. Diệp Phàm ám dụ bí thư đảng ủy Phí Mặc là người bụng dạ hẹp hòi,
quay đầu lại nói với Phó Cục trưởng Vệ Bảo Quốc. Cục Phó Vệ, sau khi quay về lập tức tổ chức các đồng chí bàn bạc thật tốt chuyện hoạt động ngày mốt, tối nay kêu các đồng chí dọn hết bàn cũ dùng trước kia đi, nhìn lại thấy chướng mắt. Chuyển đi, Cục trưởng, chuyển mấy cái bàn rách nát của chúng ta đi, không có bàn vậy ngày mai người trong cục chúng ta làm việc như thế nào? Lúc này Đinh Hương muội cẩn thận hỏi, trong lòng có chút bồn chồn. Vì lúc này Cục trưởng Diệp mới bị Phó Bí Thư Phí chèn ép, trong bụng nhất định là đầy lửa giận, làm không tốt thì mình sẽ gặp xui xẻo. Nhưng chuyện này không hỏi cũng không được, nếu không ngày mai không có bàn, mọi người không kêu ầm ĩ ngất trời hay sao? Phải biết rằng mấy đồng chí trong cục tôn giáo cũng không phải là loại đèn cạn dầu gì, mà toàn là lão gia. Ha ha ha, còn sợ không có bàn, bàn nhất định sẽ có. Xe bánh mì cũng có. Không cần lo lắng, 8 giờ sáng mai toàn thể các đồng chí sẽ có bàn mới. Hơn nữa toàn là loại bàn dành cho cấp bậc phó phòng, đều là bàn ông chủ, ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên, quay đầu lại chào hỏi chủ nhiệm Trương, chủ tịch huyện Tiếu và bí thư Phí. Sau khi nói xong cũng không quay về, tiếng bước chân bước đi vô cùng chói tai. Sắc mặt Phí Mặc hơi tái xanh nhìn theo bóng lưng của Diệp Phàm, Tiếu Tuấn Thần ở trong chỗ tối lén cười không thôi, cho rằng Phí Mặc là nhân vật xếp thứ ba trong huyện lại đi tranh cãi với Diệp Phàm, cục trưởng bị nhốt vào lãnh cung. Trương Tân Huy lắc đầu, thầm thở dài, ai? Tiểu Diệp vẫn còn trẻ tuổi nông nổi, làm sao có thể không nể nang mặt mũi Phí Mặc như vậy? Mặc dù nói lời nói rất mịt mờ, nhưng đứa ngu cũng có thể nghe ra. Phí gia thế lực lớn mạnh, tại sao anh ta có thể chống đỡ được bọn họ, hơn nữa lấy bàn cho người trong cục, một bộ bàn ghế tốt cũng phải hơn 1.000 đồng. Cục tôn giáo thoáng cái đã lấy ra bộ bàn ghế 1.000 đồng đi tới chỗ nào kiếm tiền, lại nói phối trí cao như vậy, người ta cũng sẽ đảm thiếu, ai? Diệp Phàm đến phòng sao chép chuẩn bị tài liệu, tiện thể gọi điện thoại. Giám đốc Hồ có phải không? Tôi là Diệp Phàm. Tôi muốn công ty các anh quyên tặng mười mấy bộ bàn ghế ông chủ cho tôi. Hồ Thái Hòa hỏi. Muốn loại bao nhiêu tiền, số lượng bao nhiêu, lúc nào cần. Hồ Thái Hòa không chút do dự, mấy hôm trước khi đến Lâm Tuyền, Tổng Giám đốc Hồ Thế Lâm đã dặn dò, Chủ tịch Diệp giao đãi chuyện gì có thể làm cũng phải tận lực hoàn thành, kiếm mấy bộ bàn ghế chỉ là chuyện nhỏ. Bộ khoảng 1.000 đồng, một bộ bàn hội nghị hình tròn, chất lượng bình thường là được rồi. Bộ của tôi. Các anh tự quyết định là được, nhưng đừng cao cấp quá. Dù sao sau này cũng là của công, không chuyển về nhà được. Trực tiếp vận chuyển đến cục tôn giáo là được rồi, danh nghĩa thì các anh tự quyết định. Càng nhanh càng tốt, muộn nhất là 8 giờ sáng mai. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, cầm tài liệu vội vàng chạy về phòng làm việc của Chủ tịch huyện vệ. Vừa hỏi mới biết Chủ tịch huyện vệ vừa mới tới chỗ bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Diệp Phàm dứt khoát chạy thẳng tới phòng làm việc của Cổ Bảo Toàn. Thư ký của Cổ Bảo Toàn là Ngô Kỳ Thắng là một người thanh niên to con, đối đãi với người khác cũng không tệ. Sau khi thông báo, Cổ Bảo Toàn liền gọi Diệp Phàm vào. Tôi đang muốn hỏi anh, nghe nói cục tôn giáo các anh còn đánh nhau với các đồng chí ở thị xã dưới vì mấy cái bàn cũ, cục trưởng anh đã làm gì vậy? Có mất mặt không? Diệp Phàm vừa ló đầu ra đã bị bà cô chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh đang ngồi trên ghế đổ ập xuống phê bình một trận. Lần này lông mày của cô ta nhướng lên rất cao, thiếu chút nữa là hai thành quỷ dạ xoa rồi. Xui xẻo, mới đầu năm còn chưa thấy chuyện tốt, chuyện xấu trong nháy mắt đã chất đống. Không cần tốn chút công phu cũng làm cả huyện phủ biết tiếng, bố mày nổi tiếng rồi. Nhưng chủ tịch huyện vệ cũng không tránh khỏi có chút vấn đề nhỏ, lẽ nào tới kỳ con gái rồi, thật dễ kích động. Diệp Phàm ác độc oán thầm chủ tịch huyện vệ. Hắn cũng không khách khí nói. Xin hỏi chủ tịch huyện vệ một năm cho cục chúng tôi bao nhiêu kinh phí hoạt động? Nói chuyện kiểu gì vậy, nói chuyện với lãnh đạo bằng dáng vẻ đó sao? Cổ Bảo Toàn đang ngồi trên ghế trầm mặt xuống, có vẻ không vui, thể hiện ra uy thế của bí thư huyện ủy, trực tiếp ép hỏi Diệp Phàm. Hừ, xin lỗi, tôi có chút nóng này. Diệp Phàm nói, vẫn nhìn vệ Sơ Tinh chằm chằm. Nghe nói trước kia cấp xuống 5.000 đồng, cục tôn giáo các anh chỉ có 3-4 người, bình thường cũng không có bao nhiêu hoạt động cần khai triển. Dùng tiết kiệm cũng đủ rồi. Tài chính trong huyện đang căng thẳng, anh đã từng làm chủ tịch thị trấn có lẽ đã có lĩnh hội nhất, phải suy nghĩ nhiều hơn cho huyện, không thể chỉ nhìn chằm chằm vào cục các anh được. Hơn nữa trong xã càng căng thẳng, các anh tốt xấu gì cũng là một cục trực thuộc huyện, đánh nhau với các đồng chí dưới xã là không đúng.
khẩu khí của Vệ Sơ Tinh hòa hoãn một chút. 5.000 đồng có thể làm được gì chứ? Hiện tại tổ chức hoạt động có quy mô lớn một chút cũng cần mấy ngàn, thậm chí là trên vạn. Không có kinh phí cục tôn giáo chúng tôi mấy năm nay đều không khai triển được hoạt động nào. Còn nói gì đến vấn đề đoàn kết dân tộc, hài hòa tôn giáo, có hướng phát triển quần chúng đúng đắn. Vấn đề dân tộc là vấn đề lớn, người tộc xa ở Ngư Dương chúng ta có mấy vạn, nếu làm không tốt xảy ra chuyện gì cũng phiền phức. Nói khó nghe một chút, dân chúng ở dưới căn bản không biết có một cục là cục tôn giáo. Đừng nói là ở dưới, ngay cả trong huyện khi nói đến cục tôn giáo, có lẽ có 7 thành nhân viên không biết có một cục như vậy. Địa điểm làm việc ở trong miếu, dùng những cái bàn cũ kỹ thập niên 60, 70, chỉ cần dựa vào một chút là kéo kẹt cả ngày, chỉ sợ không cẩn thận bàn sập xuống, chúng tôi còn phải lấy lương trả hộ. Đến ăn bát mì trộn trong quán, chúng tôi cũng phải móc tiền túi, xuống dưới xã không có một đồng tiền trợ cấp nào, trong huyện cũng không cấp cho cục một cái xe rách nát nào. Xuống xã đều phải ngồi xe máy kéo tay vịn, ngay cả xe lam cũng không đi nổi. Đây chính là hiện trạng của cục tôn giáo, hiện tại toàn cục cũng có mười mấy người, chỉ kêu cục trưởng như tôi phải làm sao để khai triển hoạt động. Cũng không thể kiếm một cái bát vỡ đi khất thực, nếu làm vậy thì thành gì chí, còn chưa nói sỉ nhục hình tượng của đảng và chính quyền mà còn làm mất mặt chủ tịch huyện vệ, loại chuyện này tôi tuyệt đối không làm. Diệp Phàm nổi giận rồi, khẩu khí tố khổ có chút mạnh mẽ. Khiến Cổ Bảo Toàn ở bên cạnh cứ nhíu mày. Đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi tôi đã nói với anh phải có cái nhìn toàn cục, anh lại quên rồi. Đừng nói cục các anh không được cấp xe, ngay cả cục dân chính, cục lao động cũng không có xe. Sáng nay chủ nhiệm Trương Tào Trung của Hội đồng đại biểu nhân dân huyện cũng tới đòi xe, nói chiếc xe Santana của bọn họ sắp biến thành phế vật rồi. Một chiếc xe cũng phải 10 vạn, huyện chúng ta làm gì kiếm được ở đâu nhiều tiền như vậy để cấp xe. Vệ Sơ Tinh vẫn không thả lỏng, muốn cấp xe thì không có cửa đâu. Vậy xe của chủ nhiệm Trương, các anh cấp chưa? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Cấp rồi, chiều nay vừa có một xe đến đã bị anh ta lấy đi rồi. Vệ Sơ Tinh cau mày. Vậy cấp cho cục chúng tôi chiếc xe Santana sắp biến thành phế thải của chủ nhiệm Trương là được rồi, dù sao cũng sắp thành sắt vụn rồi. Bán đi cũng được có mấy đồng vậy không bằng trực tiếp đưa cho chúng tôi. Tu sửa một chút có lẽ còn có thể đi được mấy năm, còn tốt hơn là ngồi máy kéo tay vịn. Diệp Phàm nhân cơ hội. Chuyện này có chút khó làm, phải biết rằng Cục trưởng Dương Hòa Quý của Cục Dân Chính và Cục trưởng Phí Lâm của Cục Lao Động sớm đã đánh tiếng rồi. Lần này anh đến muộn rồi, nếu sau này có sẽ cho anh. Vệ Sơ Tinh ép Diệp Phàm đến tận cùng. Đến muộn sao? Không phải chứ, chiếc xe đó có lẽ vẫn chưa lái đi có phải không? Diệp Phàm nhớ lúc mới vào cửa hiện tại trên bãi cỏ có một chiếc xe Santana đã chóc lớp sơn mất 3 phần đang đậu ở đấy, có lẽ chính là chiếc xe cũ mà Trương Tào Trung không cần nữa. Chưa lái đi, nhưng đã hứa cho người ta cũng không thể đưa cho anh được, chuyện này không cần nói nữa. Vệ Sơ Tinh nhíu mày chặt hơn. Cục trưởng Diệp, muốn có xe cũng được, nhưng phải làm được chút thành tích, tôi sẽ đưa xe cho cậu thế nào hả? Cổ Bảo Toàn đột nhiên cười híp mắt thốt ra một câu như vậy. Giống như một pho tượng Phật Di Lặc, chỉ còn thiếu cái bụng bự nữa thôi. Bí thư Cổ, cục tôn giáo làm sao tạo ra thành tích? Xin ngài chỉ thị cho, tôi sẽ đi làm. Diệp Phàm cũng không khách khí nói luôn, nhớ tới lại nổi giận, trong lòng thầm mắng, nhét bố mày vào trong cục tôn giáo còn muốn tạo ra thành tích, cũng không thể kêu mình xuất ra đi khắp nơi quyên góp chứ. Ha ha ha, đồng chí Tiểu Diệp, tôi tin tưởng cậu sẽ có cách. Con hồ ly Cổ Bảo Toàn lại không chỉ rõ, cười ha ha không biết chỉ cái gì. Bí thư Cổ, chủ tịch huyện vệ, ngày kia pho tượng đồng tiếu mộng đường sẽ, đến lúc đó phải tổ chức hoạt động tương đối lớn. Lần này quyên tặng tượng đồng, tiên sinh Tiếu Phi Thành có chỉ đích danh muốn cục tôn giáo chúng tôi tổ chức hoạt động lần này. Nhưng trong cục chúng tôi hiện tại không có một đồng nào, còn thiếu bên ngoài có lẽ hơn một vạn đồng, người đàn bà khéo cũng khó thổi cơm khi không có gạo. Cho nên hai vị lãnh đạo đều đang ở đây, có thể cấp cho một ít để cấp cứu không? Diệp Phàm hơi có vẻ lo lắng. Chương 364, ai đang cầu ai? Tiếu Mộng Đường. Cổ Bảo Toàn khẽ lẩm bẩm một tiếng, trao đổi một ánh mắt mịt mờ ngầm hiểu với nhau với Vệ Sơ Tinh. Đúng vậy, tiên sinh Tiếu Mộng Đường nghe nói là người nổi tiếng Minh Triều Năm Chu Lâm, thi đậu thám hoa. Làm quan tới tri phủ Mục Châu. Cũng có người nói y từng làm qua chính sử thành phố Nam Phúc.
đã từng tham gia phối hợp biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển. Ông ấy là danh nhân của Nam Phúc, đối với loại danh nhân cổ đại nổi tiếng có thể đề cao danh tiếng của Ngư Dương chúng ta, huyện nhất định phải làm tốt công tác tuyên truyền, tôi nghĩ lần này bức tượng đồng đưa đến chùa Nam Thiên là cơ hội tốt nhất. Có thể mời hai vị lãnh đạo đến lúc đó cũng tới xem, nếu kinh phí đầy đủ, tôi có thể đi mời một số khách quý thần bí đến. Diệp Phàm cười nhạt. Khách quý thần bí, có thể nói ra để Vệ Sơ Tinh tôi nghe xem có chỗ nào thần bí không? Vệ Sơ Tinh ra vẻ khinh thường, lơ đãng liếc nhìn Diệp Phàm, hoàn toàn không có vẻ quan tâm. Xin lỗi, nếu đã gọi là khách quý thần bí, đương nhiên phải bí mật rồi, nếu nói ra thì mất đi thần bí rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cười nhạt rất có tự tin. Được rồi, đến lúc đó gọi Phó Chủ tịch huyện Tiếu đi một chút là được. Về phần kinh phí hoạt động, Chủ tịch huyện Vệ xem cho cậu ấy một ít, nếu không có cũng không được. Cổ Bảo Toàn khẽ cười nói. Đúng, nếu Tiếu Mộng Đường là danh nhân, thật sự cũng phải coi trọng hoạt động lần này, 2.000 đồng. Phải dùng tiết kiệm một chút. Vệ Sơ Tinh ném ra 2.000 đồng. Mẹ kiếp, keo kiệt như vậy sao? 2.000 đồng thì dùng được cái rắm gì? Nếu bố mày tiếp tục làm thì ngay cả cái quần cũng phải bán. Nếu đem cái quần tam giác của Vệ Sơ Tinh đi bán đấu giá có thể còn bán được 2 đồng. Quần của bố mày thì ai cần chứ? Diệp Phàm thầm mắng một câu, không có hảo ý liếc mắt Vệ Sơ Tinh, ánh mắt mơ hồ lướt qua chỗ quần của Vệ Sơ Tinh. Vệ Sơ Tinh cảm giác vô cùng bén nhạy, hai chân không khỏi khép lại. Bí thư Cổ còn trợn mắt liếc nhìn Diệp Phàm. Cơn tức giận nhàn nhạt trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Chủ tịch huyện Vệ, 2.000 đồng đúng là quá ít. Tổ chức hoạt động mang tính chất một lần này kéo theo rất nhiều thứ phải làm, ăn cơm, dừng chân, xe, đeo duy băng, giấy màu, pháo gì đó đều cần đến tiền. Diệp Phàm kêu khổ. Hừ, đã là quyên tặng tượng đồng cho chùa Nam Thiên, lẽ nào trong chùa không bỏ ra chút gì? Các cậu chỉ là tổ chức hoạt động, có thể mở rộng đường đi. Ví dụ như quyên góp một chút trong nhân dân, tôi nghĩ pho tượng đồng này và Tiếu gia của Ngư Dương cũng có chút quan hệ, có thể kêu Tiếu gia bỏ ra một ít, Tiếu gia là nhà giàu ở Ngư Dương, cũng không thiếu tiền đâu. Vệ Sơ Tinh lại có thể xốc lại vẻ hách dịch. Hừ, tôi dứt khoát cạo đầu đi làm đại sư khất thực cho rồi. Diệp Phàm tức giận, hừ một tiếng lại đứng lên, đến trước mặt Cổ Bảo Toàn, đưa cho y một điếu thuốc Trung Hoa đặc biệt, rút cho mình một điếu, cười nói. Xin lỗi Chủ tịch huyện, Diệp đại sư tôi không nhịn được muốn hút một điếu, thế nào hả? Được, hút đi, Diệp đại sư. Vệ Sơ Tinh giống như cũng giận dỗi gật đầu, lại có thể kêu một tiếng Diệp đại sư làm Cổ Bảo Toàn cả kinh, bàn tay đang cầm điếu thuốc cũng khẽ run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi điếu thuốc lên bàn. Tách, khi châm lửa, hút một hơi nhàn nhạt nhìn Diệp Phàm và Vệ Sơ Tinh, trong lòng có chút buồn bực, Chủ tịch huyện Vệ có chút thất thường. Diệp Phàm giống một đứa trẻ lớn xác đang giận lấy, hai người thật sự giống như một đôi oan gia, thú vị thật. Cổ Bảo Toàn nghĩ tới, đột nhiên có cảm giác, nhất thời cẩn thận liếc nhìn điếu thuốc Trung Hoa đặc biệt trong tay mình, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, hình như là loại thuốc đặc biệt chỉ có quan lớn cấp tỉnh bộ mới có cơ hội để hút. Hình như chính là mùi vị này, lần trước đi gặp bí thư thị ủy Chu, y nói vừa mới kiếm được một bao, chia cho một điếu, lúc đó khi nói chuyện còn nói là thuốc đặc biệt. Nói là ngay cả quan lớn cấp phó tỉnh của thường vụ một năm chỉ được một cây, quan lớn cấp tỉnh bộ một năm ba cây, nghe nói vẫn chỉ là loại mặt hàng đặc biệt cấp thấp, đặc biệt cũng chia phẩm cấp. Loại đặc biệt vĩ nhân hút chính là mặt hàng cao cấp nhất, nghe nói chỉ có lãnh đạo cấp trung ương mới có cơ hội để hút. Có lẽ phải làm tới ủy viên cục chính trị gì đó. Chuyện này có chút kỳ quái, Diệp Phàm lấy ở đâu ra chứ? Không phải tiểu tử này là thái tử ra tới từ tỉnh chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể. Nội tình của hắn, bọn người Phí Mặc sớm đã điều tra kỹ càng rồi. Không có khả năng này. Nếu có loại quan hệ này, Phí Mặc còn dám chỉnh đốn hắn, có lẽ bạn bè, họ hàng kiếm được của lãnh đạo nào đó trong tỉnh. Nhưng chỉ dựa vào chút quan hệ này cũng tương đối bình thường, trái lại phải xem xét lại một lần nữa năng lượng của tiểu tử này. Chẳng trách, tiểu tử không phải kiếm được hơn 3.000 vạn đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương. Có lẽ phương diện ngoại giao cũng không bình thường. Cứ như vậy trong nháy mắt, trong lòng bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn đã suy nghĩ bao nhiêu ngóc ngách. Diệp Phàm sau khi đưa điếu thuốc đặc biệt, cũng thi triển ra thuật xem tướng và ưng nhãn thuật, mơ hồ quan sát động tĩnh của Cổ Bảo Toàn. Thấy y quả nhiên có chút phản ứng,
Đương nhiên, loại phản ứng này vô cùng bí ẩn. Nếu không có thuật xem tướng và ưng nhãn thuật bình thường mà nói không thể thấy được, vì trên mặt cổ bảo toàn không thấy có một chút biến hóa gì, chỉ là khí cơ có chút biến hóa thôi. Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói vừa rồi, muốn tiền muốn xe đều được, nhưng cậu phải xuất lực. Nếu không các cục khác trong huyện đều tới đòi tiền đòi xe như vậy thì ngân quỹ bị vét sạch à? Như vậy đi, tôi chọn cách điều hòa, hiện tại có công ty thường xuyên chọn cách trích phần trăm làm phần thưởng khích lệ công nhân viên. Tôi cũng sẽ trích phần trăm cho cậu, nếu cậu có thể lôi kéo được đầu tư thì trích cho cậu 5%, thế nào hả? Đương nhiên, 5% này là cấp cho cục các cậu. Cậu có thể dùng mua xe hoạt động, ha ha ha. Cổ bảo toàn lộ ra nụ cười gian xảo giống như lão hồ ly. Đúng, cách này rất hay, trước mắt huyện chúng ta lấy xây dựng kinh tế là phương hướng chủ đạo, tất cả công việc đều phải mở đường cho xây dựng kinh tế, bảo đảm xây dựng kinh tế tiến hành thuận lợi. Đối với một số đồng chí làm ra thành tích, chính quyền huyện chúng ta cũng đang định ra cách khen thưởng, không những phải khen thưởng đơn vị, cũng phải khen thưởng cá nhân. Làm được chuẩn mực thưởng phạt, điều động đầy đủ rộng lớn tính tích cực của cán bộ đảng viên. Bí thư Cổ, tôi cho rằng đề nghị này của anh rất hay, sao chúng ta không rút ra 1% bên trong 5% đó làm phần thưởng khích lệ những công thần? Vệ Sơ Tinh nói tiếp. Đúng, 1% khen thưởng cá nhân. Nếu có thể đầu tư 100 vạn thì có phần thưởng 1 vạn, nếu 1.000 vạn thì có 10 vạn tiền thưởng, không hề ít. Đủ cho tiền lương 30 năm. Có thể làm được, sau khi cậu quay về hãy bàn bạc với mấy vị phó chủ tịch huyện, đưa ra phương án thi hành cụ thể. Nhất định phải hoàn thiện một chút, đừng để người khác chui vào chỗ trống. Thế nào hả Cục trưởng Diệp, phần thưởng 1% và kinh phí tiền xe 4% đang chờ cậu đấy. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh một nam một nữ giống như đang tung hứng với nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Lão cáo già, 1.000 vạn dễ kiếm như vậy sao? Trên trời có treo một cái bánh lớn, cũng không ai cắn tới được thì có tác dụng gì. Đáng tiếc bố mày trước đây vì nhà máy giấy đã lôi kéo một số tiền khổng lồ mấy ngàn vạn, hiện tại nếu đề xuất ra có lẽ bọn họ sẽ nói quá thời hạn không có tác dụng. Dứt khoát không nói nữa. Các người muốn đưa bố mày vào bẫy sao? Diệp Phàm trầm mặc một lát cười nói. Hai vị lãnh đạo nói có đáng tin không? Lẽ nào cậu nghi ngờ lời nói của tôi và Chủ tịch huyện vệ? Chủ tịch huyện vệ, cô nhanh chóng làm ra phương án để soạn thảo văn kiện, tiêu trừ nghi ngờ của một số người. Giọng nói của Cổ Bảo Toàn hơi đề cao. Cảm ơn, lần này bản thân tôi thật sự có suy nghĩ, nếu không cũng sẽ không trực tiếp tới làm phiền hai vị huyện thái gia rồi. Diệp Phàm như đã định liệu trước. Khiến cho Vệ Sơ Tinh lẩm bẩm trong bụng, không phải tên tiểu tử điên cuồng họ Diệp này thật sự tìm được con đường kiếm tiền rồi chứ? Lẽ nào mình lọt bẫy của hắn rồi, có lẽ không đơn giản như vậy. Chương 365, nói chuyện công tác thân mật với Chủ tịch huyện. Vừa nghĩ tới hai chữ, lọt bẫy, khuôn mặt Vệ Sơ Tinh không khỏi đỏ ửng nhưng đã bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra, thầm nghĩ, kỳ quái, Chủ tịch huyện vệ tại sao đột nhiên lại đỏ mặt như vậy? Không phải ở không quá lâu, thấy bố mày đẹp trai phong độ nên tình cảm bắt đầu dâng trào chứ. Hừ, nếu có thể áp dụng Mỹ Nam kế cũng không tệ, đàn bà cũng đừng có bộ dạng thướt tha, nếu thật sự ép lên giường thì khẳng định đặc biệt. Chỗ kín thoáng có phản ứng, vật kia lại có thể ngẩng đầu lên làm hắn vội vàng khép chặt hai chân lại. Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng đang khép chặt hai chân, lại nghĩ thầm, đồng bệnh tương liên rồi. Có cửa. À. Nói nghe xem, Cổ Bảo Toàn lập tức có hứng thú, chỉ cần là chuyện có liên quan đến lôi kéo đầu tư, y đều là chấn động tinh thần. Có liên quan đến hoạt động lần này, mới vừa rồi tôi có nhờ một người bạn điều tra qua. Người quyên tặng pho tượng đồng trong hoạt động lần này ở chùa Nam Thiên ngày kia tên là Tiếu Phi Thành Tiên Sinh. Y là một người không đơn giản, trước giải phóng tổ gia cũng là Tiếu gia Ngư Dương, sau này tổ tiên đến Hồng Kông, bắt đầu khởi nghiệp từ xưởng nhỏ. Hiện đã là tổng giám đốc của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, có tài sản 5 tỷ. Tài sản cá nhân đạt đến 2 tỷ Hồng Kông. Đây là tài liệu về tập đoàn Phi Vân, mời hai vị lãnh đạo xem qua. Đạt đến dẫn 2 tiền Hồng Kông. Cái này là tài liệu về tập đoàn Phi Vân, hai vị lãnh đạo xem trước một chút. Diệp Phàm cười cười lấy tài liệu từ trong cặp da đưa tới, ánh mắt của Cổ Bảo Toàn lơ đãng nhìn lướt qua cặp da của Diệp Phàm, phát hiện bên trong quả nhiên có hai bao trung hoa loại đặc biệt. Y thầm nghĩ, tiểu tử này có không ít, những hai bao, phải nghĩ cách giành lấy mới được.
lần sau đi gặp bí thư Chu của thị ủy cũng phải hiếu kính một chút. Ai, tên nhóc này cũng không biết hiếu kính gì cả, thật là ngốc. Thật ra Diệp Phàm cố ý làm như vậy, nếu không làm sao có thể khiến người ta phát hiện, vì hắn đang muốn câu cá. Gần đây mới phát hiện loại thuốc đặc biệt này rất dễ sử dụng, đưa mấy bao cho cục trưởng Mã của cục tài chính đã đổi được 1.500.000 đồng làm kinh phí hoạt động. Nhưng Diệp Phàm cũng rất đau lòng, phải dùng loại thuốc cao cấp của mình để giải quyết việc nhà nước, chuyện này ngay cả nói cũng không dám nói ra, người biết nội tình nhiều nhất chỉ là hiểu ngầm lẫn nhau. Sau khi xem qua tài liệu, Vệ Sơ Tinh hỏi, anh cho rằng nhà máy nào của huyện chúng ta có thể thu hút được Tiếu Phi Thành tiên sinh của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông? Điều kiện của Ngư Dương chúng ta cũng không tốt, Tiếu Phi Thành là người của Tiếu gia Ngư Dương, tại sao nhiều năm như vậy vẫn không đầu tư vào Ngư Dương? Là người của Ngư Dương, có thể làm được một số chuyện cho quê hương, y cũng nên vui mừng mới đúng, từ chỗ này cũng nói rõ y không xem trọng Ngư Dương, muốn để y bơm tiền vào là tương đối khó khăn. Thậm chí chuyện này không có khả năng, ai? Vệ Sơ Tinh dù sao cũng là chủ tịch huyện, không thiếu kinh nghiệm. Vừa liếc mắt đã nhìn ra chỗ mấu chốt của câu chuyện, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hưng phấn. Tôi cũng đã nhẩm tính sơ qua các nhà máy của Ngư Dương chúng ta. Có một nhà máy dệt thảm tương đối thích hợp với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Tập đoàn Phi Vân cũng kinh doanh các loại tơ dệt vải vóc, chỉ có điều máy móc của nhà máy tơ dệt huyện Ngư Dương chúng ta có lẽ sắp lỗi thời rồi, lại không có nhập trang bị kỹ thuật mới. Nhân viên kỹ thuật có lẽ cũng không ra gì, rất khó thu hút ánh mắt của Tiếu Phi Thành tiên sinh. Diệp Phàm phân tích tỉ mỉ, trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Phải biết rằng Tổng Giám đốc Hồ của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu vì nể chuyện chữa bệnh cho con trai Hồ Trọng Chi mới nhịn đau bơm tiền vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Nếu chỉ dựa vào điều kiện của nhà máy giấy Lâm Tuyền căn bản không thu hút được Phượng Hoàng, cũng có thể nói Tổng Giám đốc Hồ căn bản bị Diệp Phàm ép buộc, Diệp Phàm có chút hiểm nghi dậu đổ bìm leo. Lúc này thư ký của Cổ Bảo Toàn tiến vào ghé sát tai nói nhỏ gì đó, xem ra có chuyện gì quan trọng. Được rồi, như vậy đi. Nếu hoạt động lần này có liên quan đến tập đoàn Phi Vân, chủ tịch huyện Vệ nhất định phải coi trọng. Kinh phí hoạt động có thể dư giả một chút, nếu thật sự muốn dùng xe thì điều 2 chiếc của tổ xe nhỏ phía bên chính quyền huyện qua, tốt nhất là loại xe có tình trạng tốt, không thể để Ngư Dương chúng ta mất mặt, mặc dù nó hiện tại không cần làm công trình thể diện, nhưng thỉnh thoảng cũng phải làm tốt công trình thể diện, mỗi người đều. Nếu thật sự không đủ thì các anh có thể điều xe của tôi, nhưng nói là mượn. Hoạt động vừa xong, cục trưởng Diệp phải trả cho chúng tôi. Còn chuyện của tập đoàn Phi Vân, cục trưởng Diệp đến phòng làm việc của chủ tịch huyện Vệ bàn bạc một chút, đưa ra kế hoạch thu hút đầu tư cụ thể. Thu hút đầu tư lần này do đồng chí Diệp Phàm chịu trách nhiệm. Chủ tịch huyện Vệ ở bên cạnh phối hợp chỉ điểm, ha ha ha, cục trưởng Diệp, tôi rất xem trọng anh đấy. Cổ Bảo Toàn cười híp mắt giống như la hán quả, Diệp Phàm đáng tiếc không phải là chư bát giới. Nếu không thật sự muốn nuốt trọn. Ngồi trong phòng làm việc của Vệ Sơ Tinh, hai người trầm mặc một lát, cảm giác có chút buồn bực. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh nói. Chủ tịch huyện Vệ, nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy nhà nước trực thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại, nằm trên đường Hà Mỹ thị trấn Thành Quan huyện Ngư Dương. Tổng diện tích của nhà máy là 13.800 m², diện tích xây dựng mới 5.600 m², công nhân viên chức 520 người. Trong đó nhân viên kỹ thuật công trình là 6 người, giá trị tài sản cố định là 370 vạn, giá trị thực là 350 vạn, có 81 máy thiết bị sản xuất nguyên bộ, năng lực sản xuất là 70 vạn tấm thảm sợi, 3 vạn tấm thảm lông. Sản phẩm chủ yếu là các loại bông vải tinh khiết, thảm sợi bông và thảm lông, sản phẩm tương đối đơn điệu. Tiền thân của nhà máy thảm sợi Ngư Dương là nhà máy dệt kim Ngư Dương, khởi đầu vào năm 1960. Trong đó có một nhà máy dệt tơ chuyên môn kéo tơ, trải qua nhiều lần phân hợp. Năm 1980 chính thức đổi tên thành nhà máy thảm sợi quốc doanh địa phương huyện Ngư Dương, hiện có 8 phân xưởng. Mấy năm gần đây có lẽ do không coi trọng mở rộng sản phẩm, cho nên hiệu quả và lợi ích kinh tế đạt được cũng không lý tưởng gì. Năm 1990 sản xuất 60 vạn tấm thảm sợi, hoàn thành giá trị tổng sản lượng nông nghiệp là 488.97 vạn. Tổng thu nhập tiêu thụ là 543.62 vạn, lợi nhuận đạt 34.20 vạn. Tiền lương công nhân cũng thất thường, có lẽ trong một năm có 3 tháng có thể đạt đủ hạn ngạch, 9 tháng còn lại chỉ có thể lĩnh được 6 phần tiền lương chết. Nhân viên quá đông,
thiết bị cũ kỹ, nhân viên kỹ thuật thiếu hụt nghiêm trọng, công nhân trẻ tuổi không muốn làm, muốn ra ngoài rong chơi lêu lổng, nhân viên cũ tư tưởng cứng nhắc, hoặc là nói tố chất văn hóa thấp, muốn cống hiến sức lực cho nhà máy cũng không có cách nào xuất lực, tình hình trên cơ bản chính là như vậy. Ai, lại là một nhà máy giấy Ngư Dương. Vệ Sơ Tinh thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, chân mày khẽ nhếch lên, cười chế nhạo. Cục trưởng Diệp, nhà máy giấy Ngư Dương có hơn 1.000 người, anh cũng có thể vực dậy được, nhà máy thảm sợi chẳng qua chỉ có số người bằng một nửa nhà máy giấy Ngư Dương, đối với anh mà nói có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính quyền huyện và huyện ủy rất coi trọng chuyện này, anh lại là cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang, lại là quản lý kinh tế, là một chuyên gia về kinh tế, hơn nữa lại trẻ tuổi, có sáng tạo. Vừa rồi bí thư cổ đã chỉ đích danh anh, chuyện này lại do anh phụ trách, cho nên tôi hy vọng anh phải nắm bắt được cơ hội lần này, mở rộng tầm nhìn. Chú trọng sáng tạo, khai quật tiềm năng trong nhà máy, chú trọng sáng tạo sản phẩm mới, hợp tác đầy đủ với thị trường. Tìm được con đường vực dậy toàn diện nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Tạo ra được một con đường thảm sợi tơ dệt đặc sắc của Ngư Dương. Lần này chỉ cần có thể thuyết phục được tập đoàn Phi Vân, tới từ Hồng Kông, tôi nghĩ chuyện này có lẽ không khó giải quyết. Không khó giải quyết, vậy cô giải quyết cho tôi xem. Vì nhà máy giấy Ngư Dương, tôi đã bị lột một tầng da rồi. Bây giờ lại toát ra một nhà máy thảm sợi, đập cho bố mày một gậy rất cao. Cái gậy nào cao đến mức lúc rơi xuống cũng thảm hại nhất, nếu không cẩn thận là bị rơi vào trong lãnh cung. Mẹ nó, nói dễ nghe quá, khi cô cần thì nói năng ngọt ngào, lúc không cần thì đá một cước ra biển rộng cho cá ăn. Chương 366, Chủ tịch huyện trợ giúp móc ngoặc được cấp bậc trưởng phòng. 1+2. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm chửi mắng, vừa nghĩ đến, lãnh cung, nhất thời nghĩ ra gì đó, móc ra một điếu thuốc lá nói. Chủ tịch huyện. Tôi hút thuốc không quấy rầy cô chứ? Không sao, anh hút đi. Vệ Sơ Tinh lần đầu tiên có thể nhoẻn miệng cười vui vẻ như vậy, như khối băng vạn năm đột nhiên tan rã, khiến Diệp Phàm ngây người mà nhìn, ngọn lửa đốt tới đầu ngón tay, đau đến nhe răng nhưng không dám lên tiếng. Vệ Sơ Tinh lại có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại cười mím chi, khẽ cúi đầu mắng một câu, hình như nói đáng đời, lỗ tai chó của Diệp Phàm làm sao có thể không nghe thấy. Dám mắng mình, hừ, Diệp Phàm thầm hừ một tiếng. Chủ tịch huyện vệ, chuyện này không thuộc về phạm trù công tác của tôi làm công việc tôn giáo, tục ngữ nói, không đảm nhiệm chức vụ này thì không đi hỏi những chuyện thuộc lĩnh vực đó. Nhà máy thảm sợi Ngư Dương là xí nghiệp thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại, chỉ nên nói với chủ nhiệm Tần mới đúng, nếu không bàn bạc với phó chủ tịch huyện quản lý công nghiệp cũng có đạo lý. Nói với tôi thì có tác dụng gì? Cũng không thể kêu tôi huy động một nhóm các ni cô hòa thượng đến tụng kinh niệm Phật, nếu có thể khiến nhà máy thảm sợi sống dậy toàn diện, tôi cũng đọc rồi. Đáng tiếc không có tác dụng, ha ha ha, đó chỉ là một chút mánh lới dọa người thôi, khi người chết làm chút hoạ động, mời thần linh về đánh quỷ hồn. Đánh quỷ còn được, chứ vực dậy nhà máy thì không có tác dụng đâu. Diệp Phàm cố ý cười ha ha, liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh đang ngồi ở đối diện. Phát hiện cô gái này cởi áo khoác ra có một mùi vị tao nhã và quyến rũ khác thường. Nhưng sự quyến rũ của Vệ Sơ Tinh là một loại trang nhã hào phóng, quyến rũ trang trọng không giống với loại gà móng đỏ đứng ở đầu đường cuối ngõ cố ý tạo ra tư thế trang nhã, khác hồ ly tinh chân chính một trời một vực. Đáng tiếc cổ áo lại kín quá, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, không nhìn thấy rãnh sâu giữa hai ngực, có chút đáng tiếc, thằng nhãi này nghĩ bất lương, ánh mắt bắt đầu tan rã. Không có hảo ý trượt đi trượt lại trên người Vệ Sơ Tinh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh cuối cùng thức tỉnh được anh chưa nào đó đang miên man bất định, nhìn về hướng Vệ Sơ Tinh đang lộ ra vẻ giận dữ cười cười có chút lúng túng. Sao hả, quần áo của tôi hình như không phải sản xuất ở nhà máy thảm sợi Ngư Dương. Anh làm gì vậy? Vệ Sơ Tinh lại mỉm cười quyến rũ thanh nhã, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng, thật sự có cảm giác mê hoặc lòng người. Đặc biệt lúc này hai người lại chỉ cách một chiếc bàn, khoảng cách không đến 1,5 m. Trong lời nói của Vệ Sơ Tinh có ẩn ý mập mờ. Chỉ ra ánh mắt của tiểu tử ngươi bất chính, cứ nhìn vào chỗ không nên nhìn của con gái người ta. Ha ha ha, chứng tỏ tấm thảm của nhà máy thảm sợi sản xuất có mị lực, có khí chất, có đặc điểm. Sơn cốc khe rãnh rõ ràng, hình vẽ dệt lên đúng là duyên trời sắp đặt, trong mềm mại không mất đi phong vận, trong thướt tha không mất đi sự quyến rũ. Hơn nữa, loại thảm không có mị lực có ai cần chứ?
Diệp Phàm giống như cầm tấm thảm so sánh với Vệ Sơ Tinh, ngay cả sơn cốc khe rãnh đều lộ ra, núi đương nhiên là chỉ ngọn núi của Vệ Sơ Tinh, khe rãnh thì tương đối phức tạp hơn. Hừ, xin anh đứng đắn một chút cho, tôi đang nói chuyện với anh. Lông mày của Vệ Sơ Tinh nhấc lên giận dữ nói, bản thân bị Diệp Phàm xem như tấm thảm bình phẩm một hồi, trong lòng không tức giận mới là lạ. Nhưng những lời tán dương ẩn dụ bên trong vẫn khiến trong lòng Vệ Sơ Tinh cảm thấy rất hưởng thụ, chứng tỏ thân hình mình rất đẹp, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, có mùi vị con gái, có khí chất. Con giá không thoát khỏi vui mừng trước vẻ ngoài, chủ tịch huyện vệ cho dù là một chủ tịch huyện cũng không thể có ngoại lệ. Nếu thoát tục thì có thể thành tiên rồi. Tôi vốn nói chuyện này, cho nên chuyện của nhà máy thảm sợi vẫn xin chủ tịch huyện giao đãi cho bộ phận có liên quan. Tôi không tham gia được. Làm tốt công tác chức trách của mình mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không lại có người nói tôi trèo cao vọng tưởng. Không làm tốt công tác bản thân, chiếc mũ cục trưởng của cục tôn giáo lại bị người ta lột xuống thì thật sự là thả dê giữ đập chứa nước rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cười nhạt, bình thản tự nhiên, thậm chí nói có chút vẻ du thử du thực, chính là không tiếp tay chuyện của nhà máy thảm sợi. Nếu mình cung cấp chuyện của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, tin rằng trong huyện tuyệt đối sẽ rất coi trọng. Kinh phí hoạt động có lẽ sẽ không thiếu, giải quyết phiền toái còn ôm phiền phức thêm vào người, loại chuyện ngốc nghếch này Diệp Phàm sẽ không đi làm. Đồng chí Diệp Phàm, đã làm việc làm sao có thể phân biệt nặng nhẹ. Vừa rồi lời của bí thư cổ, anh cũng nghe thấy rồi chứ. Chuyện này do anh phụ trách, tôi chỉ ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ. Vệ Sơ Tinh dùng chiếc mũ quan lớn của bí thư cổ ép xuống. Thật xin lỗi chủ tịch huyện vệ, trách nhiệm nặng nề này tôi không dám đảm nhận. Cục chúng tôi chỉ là một cục rách nát, làm việc trong miếu, ngay cả bàn làm việc cũng không có. Xe thì càng không cần nghĩ đến, cho nên vẫn xin để người có năng lực đi làm thì hơn. Ngư Dương chúng ta thiếu tiền, thiếu giao thông, thiếu hàng tốt, chứ không thiếu người, nhân khẩu cả huyện đông đúc. Mười mấy vạn người còn sợ không có nhân tài sao, ở đâu cũng có. Chủ tịch huyện vệ, cô vẫn nên nhanh chóng phê cái này cho tôi lĩnh kinh phí hoạt động quay về thu xếp tổ chức hoạt động. Chuyện này rất gấp gáp, không thể làm lỡ được. Diệp Phàm đứng lên, bình tĩnh mỉm cười, mẹ kiếp, lúc con đàn bà nhà cô giật mũ của tôi xuống có quan tâm đến cảm giác của tôi không? Chỗ tốt không đưa, lại kêu mình đi làm những chuyện phí sức mà không có hiệu quả, xem mình là thằng ngốc sao? Hắn bình tĩnh mỉm cười, khiến chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa tức đến mức nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể rút gân lột ra. Hừ, cầm đi. Vệ Sơ Tinh tức giận rồi. Trợn trừng mắt, giận dữ viết ngoáy một tờ phê, quẳng cho Diệp Phàm giống như đuổi ruồi vậy. Diệp Phàm nhận lấy tờ ngân phiếu khẽ liếc trộm, phát hiện đằng sau con số, 1, có 4 con số, không, nghĩ thầm xem ra cô ta cũng không hẹp hòi, ở một huyện nghèo như Ngư Dương có thể có được 10.000 đồng hoạt động đã là rất tốt rồi. Thật ra mục đích của Vệ Sơ Tinh nằm ở tập đoàn Phi Vân. 1 vạn đồng này chẳng qua chỉ là mồi câu cá mà thôi. Hoa dại ven đường ngươi không nên hái, không hái thì không hái, mà hái rồi phải hái sạch. Diệp Phàm vui vẻ ngân nga một khúc hát tự biên, đi vòng tới phòng làm việc của Phó Chủ tịch huyện thường vụ Tiếu Tuấn Thần. Nếu lần này là làm dạng dỡ mặt mũi cho Tiếu gia, Phó Chủ tịch thường vụ huyện y làm sao có thể không bỏ ra chút ít phải không? Diệp Phàm vừa đi thì Vệ Sơ Tinh nhấc điện thoại, có chút tức giận nói. Cục trưởng cổ, tên Diệp Phàm này thật không biết tốt xấu. Anh giao đãi cho hắn tiếp nhận chuyện của tập đoàn Phi Vân, hắn lại nói là không phải chuyện trong phận sự của mình, không quan tâm. Kêu tôi đi tìm Tần Chí Minh của Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện. Thật sự làm người ta tức điên, nguyên tắc giai cấp ở chỗ nào chứ? Lý tưởng vì nhân dân phục vụ quăng đi đâu rồi? Phân biệt nặng nhẹ, không chuyên tâm làm việc, hừ. Lúc đầu nên xử phạt đến cùng, giáng chức để hắn đi hóng mát, xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy không? Ha ha ha, không phải hắn nói chuyện không trong phận sự không quan tâm sao? Hắn nói cũng có lý. Làm cục trưởng của cục tôn giáo, hắn thật sự có thể nói như vậy, làm tốt công tác của bản thân. Đồng chí Diệp Phàm dĩ nhiên là tức giận, đổi lại là bất cứ người nào cũng có thể tức giận. Đường đường là một chủ tịch thị trấn lớn, quản lý mười mấy vạn nhân khẩu, trên tay có mấy trăm vạn đồng lưu động, đột nhiên bị điều tới một cục nghèo khó như cục tôn giáo. Một năm quản mấy ngàn đồng, đến tiền cơm cũng phải móc tiền túi. Không tức giận chứng tỏ người này thâm trầm, nếu muốn ngựa chạy nhanh cũng phải cho nó nắm cỏ mới được. Ha ha ha, nhưng chủ tịch huyện vệ,
cô hẳn sẽ nghĩ ra cách giải quyết có phải không? Cổ Bảo Toàn không hề tức giận, khẽ mỉm cười nói. Không phải chuyện trong phận sự thì không quan tâm, ngược lại chính là chuyện trong phận sự thì sẽ quan tâm. Nhưng hôm trước chúng ta mới tuyên bố bổ nhiệm nhân sự của hắn, hôm nay không thể lại thay đổi được. Nếu làm như vậy các quan chức ở dưới sẽ khinh thường tổ chức nhà nước như thế nào, xem bổ nhiệm miễn nhiệm như trò chơi, chuyện này có chút khó làm rồi. Vệ Sơ Tinh có chút do dự, không quyết định được. Ha ha ha, mới bổ nhiệm đương nhiên không thể mới mấy ngày đã thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác, ví dụ như treo cho hắn nhiều danh hiệu hơn, không thì giải quyết. Cổ Bảo Toàn rất giàu hoạt, vừa nói đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Đeo thêm danh hiệu, bí thư Cổ cho rằng đeo thêm danh hiệu gì cho hắn tương đối thỏa đáng. Vệ Sơ Tinh tỏ ra hứng thú, dò hỏi. Cô xem, chủ tịch huyện cô gần đây phải giải quyết quá nhiều việc, vô cùng hỗn loạn, cuối năm rồi, các việc phải xử lý thật sự quá nhiều. Chuyện này cần có người chia sẻ mới được. Cổ Bảo Toàn không nói ra, mà đẩy về phía Vệ Sơ Tinh, để cô ta tự nói ra thì hay hơn. Phối hợp giúp đỡ tôi xử lý công việc, vậy thì là trợ lý rồi. Nhưng bí thư Cổ, trợ lý cho chủ tịch huyện hình như là cán bộ cấp phó phòng, cán bộ cấp bậc phó phòng này phải do ban tổ chức thị ủy bổ nhiệm, chúng ta chỉ được tiến cử trước, sau đó báo cáo lên tỉnh. Đợi phê xuống mới có thể xem là bổ nhiệm chính thức, nếu không làm thế nào. Hơn nữa thời gian cũng không còn kịp nữa. Vệ Sơ Tinh là người trong cuộc, bây giờ có chút mịt mờ rồi. Ha ha ha, cấp bậc này thì dễ thôi, thêm một dấu ngoặc không phải cái gì cũng có thể giải quyết sao. Cổ Bảo Toàn một câu nói toạc ra thiên cơ. Đúng, thêm một dấu ngoặc là trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng, được, tôi nghe theo bí thư Cổ. Nếu không trong hội nghị thường ủy đề xuất cho mọi người nói xem. Chỉ cần mọi người nhận là được rồi. Cũng không cần thông qua ban tổ chức thị ủy, vừa thuận tiện lại tiết kiệm thời gian. Trong lòng Vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, đắc ý, đồng chí Tiểu Diệp, muốn trốn khỏi quạt ba tiêu của bổn cô nương không dễ dàng như vậy đâu. Hừ, sau này có chuyện gì khó làm đều phải đổ lên đầu hắn mới được, bây giờ thì vẫn làm việc trong chức trách. Không cần phiền phức như vậy, cô gọi điện cho lão phí, ba người chúng ta cộng lại là được rồi. Bí thư họp hội ý cũng là chấp hành nghĩa vụ và quyền lợi của đảng. Cổ Bảo Toàn đa mưu túc trí, ngay cả hội nghị thường ủy cũng bỏ qua. Sau này có thời gian rỗi chỉ cần mở hội nghị thường ủy thông báo chuyện này cho các đồng chí là được rồi. Sau khi Phí Mặc đến, nghe xong đề nghị này, tất nhiên không hề muốn, nhưng nghe nói có dấu ngoặc ở sau, trong lòng cũng chấn động, nếu bí thư và chủ tịch huyện đều đồng ý thì cũng gắng gượng gật gật đầu. Y thầm mắng. Tiểu tử này cũng không biết xảy ra chuyện gì với hắn. Hình như lãnh đạo nào cũng thích hắn vậy. Nhưng lần này Vệ Sơ Tinh và Cổ Bảo Toàn cũng chỉ lợi dụng hắn, cấp bậc không nâng lên, trái lại chuyện phiền phức lại nhiều hơn. Trợ lý chủ tịch huyện, còn là trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng. Danh hiệu dễ nghe, xử lý những chuyện hư hỏng giữa các đại cục trưởng cùng cấp bậc khác. Có khi còn phải đại diện chủ tịch huyện xử lý một số chuyện tranh cãi giữa các phó chủ tịch huyện, xử lý như thế nào. Một trợ lý cấp trưởng phòng thì có ai nể nang hắn chứ? Được rồi, cứ để tên tiểu tử này phải chịu hành hạ một chút cũng được, làm hắn phải chết mệt mới thôi. Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch huyện Thường vụ Tiếu Tuấn Thần không khỏi hắt hơi một cái, nghĩ thầm trong bụng, kỳ quái, mình không có cảm mạo gì tại sao lại hắt hơi, lẽ nào là con đàn bà Vệ Sơ Tinh đó lại tới chỗ bí thư Cổ kể tội mình rồi, có khả năng lắm. Vừa rồi đắc tội với cô ta như vậy. Phần lớn đàn bà trong thiên hạ này đều là hạng người bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ tính sổ. Được rồi, binh tới thì tướng tới, nước tới thì đắp đê, sợ cái quái gì. Tốt nhất là lột cái mũ cục trưởng rách nát này xuống mới hay, bố mày cũng có thể an tâm đón Tết. Làm cục trưởng vớ vẩn này cũng không thể an bình, không có tiền lại phải làm việc. Xem ra làm quan muốn an nhàn cũng không dễ dàng. Các thành viên nòng cốt của đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền cũng đang ngồi cùng nhau thảo luận sắp xếp nhân sự còn lại, giám đốc sở tài chính Trịnh Lực Văn bị lấy mất chữ thay thế. Nhưng ba chữ, giám đốc sở, phía sau cũng bị lấy mất rồi. Mậu Dũng trước đó đi hỏi Trịnh Lực Văn khoản tiền sửa đường chưa đưa, hôm trước khi Diệp Phàm chuyển giao lại chi khoản tiền 70 vạn đoạt được lúc đầu của sở tài chính để cấp cho cán bộ công nhân viên chức. Khiến chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình thiếu chút nữa tức nổ phổi. Đắc tội với chủ tịch, bí thư thị trấn, Trịnh Lực Văn cũng xác định sẽ sớm ngã đài,
nhưng hắn không ngờ không những không hạ đài, hơn nữa ngay cả bản thân còn bị đuổi ra khỏi đơn vị tốt như Sở Tài Chính, Chủ tịch Thị trấn Hoàng Hải Bình Nham Hiểu điều y tới trạm cơ khí nông nghiệp làm phó trạm trưởng. Hoàng Hải Bình đương nhiên biết Trịnh Lực Văn có quan hệ với chủ nhiệm lâm trường Cảnh Dương TKB, thậm chí trước kia Trịnh Khinh Vượng đối với Hoàng Hải Bình cũng xem như không tệ, thỉnh thoảng đụng mặt ở Lâm Tuyền vẫn có thể vui vẻ đi ăn một bữa cơm. Hoàng Hải Bình làm như vậy, đương nhiên là cố ý. Y đang chờ đợi, đợi anh trai của Trịnh Lực Văn là chủ nhiệm lâm trường Trịnh ra mặt liên lạc tình cảm. Chỉ cần chủ nhiệm lâm trường Trịnh chịu ra mặt, y cũng buông tha cho Trịnh Lực Văn, phải biết rằng chủ nhiệm lâm trường Trịnh là một cán bộ cấp trưởng phòng. Hơn nữa lâm trường Cảnh Dương có tài chính hùng hậu. Nếu xây dựng được quan hệ tốt đẹp thì thị trấn Lâm Tuyền hàng năm muốn kiếm chút nước béo 10 vạn của lâm trường Cảnh Dương cũng không thành vấn đề. Chủ tịch nhất là con trai của Phí Mặc là Phí Vũ Vân đang bày mưu đặt kế y. Mục đích đơn giản là muốn kêu chủ nhiệm lâm trường Trịnh tự động nôn ra 150 vạn tiền sửa đường của lâm trường Cảnh Dương xuất ra, chắp tay kiếm tiền cho công ty võ thần của mình. Tổ trưởng tổ công tác nhà máy giấy Đoạn Hải vì không có chỗ dựa phía sau đương nhiên càng xui xẻo hơn, bị Hoàng Hải Bình đánh tới xã Khanh Hương để giữ thôn. Chính quyền xã Khanh Hương hiện tại thật ra chính là một thôn cấp lớn. Nhân viên công tác bên trong xã Khanh Hương vẫn còn thừa lại 3-40 người tiếp tục duy trì công tác. Các bộ phận đều để người lại, công tác của Đoạn Hải không có rõ ràng, thật ra đến đó chú thôn chính là chuyên môn làm việc lặt vặt. Đưa báo, truyền tin trong thị trấn, Trịnh Lực Văn gọi đùa y là Đoàn đại bá phòng thường trực. Còn Đoạn Hải gọi đùa Trịnh Lực Văn là Trịnh sư phụ máy kéo, vì phó trạm trưởng trạm cơ khí nông nghiệp nghe nói bị trưởng trạm điều đi đặc biệt sửa máy móc. Đồng chí Ngọc Tiêu chạy theo Diệp Phàm được mấy ngày hiện tại lại quay về trạm cơ khí nông nghiệp, chuyên môn sửa chữa những máy móc cũ không có người dùng. Chủ tịch huyện Thiếu, hoạt động ngày kia là do Cục Tôn giáo tôi phụ trách tổ chức. Ngài cũng biết, Cục Tập đoàn Phi Vân là đơn vị như thế nào. Cho nên vẫn để kinh phí có chút. Diệp Phàm tỏ vẻ xấu hổ, lại nói. Tôi là muốn làm cho hoạt động lần này long trọng một chút. Chủ tịch huyện vệ và bí thư cổ đều rất coi trọng. Đặc biệt rút ra 1 vạn để tổ chức hoạt động. Nhưng 1 vạn này nói thật, làm chuyện gì cũng cần tiền, chút tiền này có muốn làm náo nhiệt một chút cũng khó. Được, chuyện này tôi hiểu, 1 vạn đồng, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Đối với ngư dương chúng ta mà nói có chút lừa bịp, nhưng nếu muốn tổ chức hoạt động có quy mô lớn một chút thật sự có vẻ giật gấu vá vai, cậu định tổ chức long trọng như thế nào? Tiêu Tuấn Thần bình thản mỉm cười cũng không thả lỏng. Đầu tiên muốn nghe kế hoạch của Diệp Phàm, xem ra số tiền này cũng không phải dễ mò được, cõi đời này không có ai là kẻ ngốc, tất cả đều là người thông minh. Bên đài truyền hình thành phố tôi cũng có bạn bè, sau khi liên lạc bọn họ nói đến lúc đó sẽ cử 6 người đến quay chụp, làm một tiết mục về văn hóa xưa, danh nhân. Còn có mấy người khách thần bí, tôi tạm thời chưa nói, vì thế để xe dừng lại ăn cơm, dù sao vấn đề này cũng phải giải quyết trước. Hiện giờ phòng tốt nhất của khách sạn Ngư Dương một đêm cũng phải 500-600 đồng, thuê mấy phòng một ngày cũng phải mất vài ngàn. Lần hoạt động này ít nhất cũng phải 2-3 ngày nên khoản chi này cần cả 1 vạn đồng. 1 vạn đồng mà huyện xuất ra chưa tới Nam Thiên Tự chắc là đã hết sạch, đến Nam Thiên Tự còn phải bố trí nơi ở, làm nghi thức, chỗ nào cũng cần tiền, ai? Cục tôn giáo ngay cả chiếc xe cũng không có, làm sao mà tiến hành hoạt động cho tốt được? Diệp Phàm dĩ nhiên cố gắng kêu khóc, chỉ thiếu ứa ra 2 giọt nước mắt. Tuy nhiên cho dù kỹ xảo biểu diễn của hắn tinh vi nhưng Tiêu Tuấn Thần là ai, người ta là lão thành lâu năm ở Ngư Dương, đảm nhiệm phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy cũng đã lâu lắm rồi. Chương 367, ngũ đoá kim hoa chọc không được. Huyện đã xuất tiền, bên tôi cũng không thêm vào nữa, chiếc xe của tôi lúc đó cũng phải dùng, về chuyện xe thì các anh phải nghĩ cách. Còn về số tiền thiếu hụt. Anh tính xem đại khái cần bao nhiêu để tôi nghĩ cách, chỉ có yêu cầu duy nhất là càng long trọng càng tốt. Tốt nhất có thể miêu tả được cả cuộc đời của Tiếu Mộng Đường bao gồm tất cả những trải nghiệm, kết hợp với phong thổ, văn hóa của Ngư Dương chúng ta, thể hiện kiểu gì thì tự các anh nghĩ cách, nếu như có thể ra album thì càng tốt, anh xem có được không? Tiêu Tuấn Thần cũng muốn nhân cơ hội này tạo thế cho Tiếu gia ở Ngư Dương. Lần điều chỉnh nhân sự này y vẫn đứng nguyên một chỗ. Mắt thấy Phí Mặc ngồi lên vị trí bí thư khối đảng, trong lòng đã nóng nảy lắm rồi. Ai không nghĩ chiếm được vị trí chủ tịch hay bí thư huyện? Dĩ nhiên mục tiêu trước mắt của Tiêu Tuấn Thần cũng mới chỉ là vị trí chủ tịch huyện vì đang nằm ở vị trí.
vì bây giờ mới chỉ là một phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy, muốn làm bí thư ít nhất phải trải qua chủ tịch huyện hay là phó bí thư mới được. Chẳng qua thấy kết cục của Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung cho tới Trung Minh Nghĩa, Thiếu Tuấn Thần nhiều lúc cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn là mình vẫn giữ nguyên được vị trí, nếu giống như Trung Minh Nghĩa bị ném đến Hội đồng đại biểu nhân dân thì đời này đoán chừng xong rồi, muốn Đông Sơn tái khởi là chuyện không dễ dàng. Album thì để tôi hỏi xem có cơ hội hay không, tôi nghĩ Tiếu gia ở Ngư Dương có nhiều danh nhân như vậy, đề nghị mọi người quyên tặng một chút, vì lão tổ tông trở về xuất gia công đức cũng là chuyện tốt. Về chuyện tiền thì càng nhiều càng tốt, chậm nhất là trưa mai phải có phương án hoạt động, nếu không thì chắc sẽ không kịp, có bao nhiêu tiền thì cứ làm bấy nhiêu. Diệp Phàm cười nói, được, để buổi tối tôi nói cho mọi người, xem có thể thu xếp được bao nhiêu tiền, sáng sớm ngày mai sẽ gọi xuống cục cho người lên lấy. Chuyện này ngàn vạn không thể làm lỡ, cục trưởng Diệp, cậu cần phải nắm chắc. Tiêu Tuấn Thần đưa tay thân mật vỗ vai Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm đứng lên vẫn giữ chặt bốn ngón tay, song phương trao đổi ánh mắt rồi đều ngầm hiểu. Diệp Phàm trở lại trong cục thì thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Cục trưởng vệ, có đưa ra được phương án chưa vậy? Còn phương án gì nữa, ngay cả cái bàn cũng tặng cho người khác, cục chúng ta là con nuôi mẹ kế, muốn làm gọi các đồng chí ở xã đi làm đi. Trưởng phòng sự vụ dân tộc Lý Đinh không nhịn được bực bội. Ha ha ha, rách nát không đi tốt không đến. Sáng sớm ngày mai chúng ta có bàn mới rồi, cần gì phải lưu luyến mấy cái bàn cũ đó nữa. Diệp Phàm cười nhạt vô cùng tự tin. Cục trưởng Diệp lấy được bàn rồi à, có phải ủy ban cho tiền không? Trung Tài hỏi một câu. Sơn nhân tự có diệu kế, thiên cơ bất khả lộ. Diệp Phàm lắc đầu, quay sang nói với Đinh Hương Muội. Em lập tức đi ủy ban lấy kinh phí hoạt động về đây. Chủ tịch vệ cho 10.000 đồng, tuy nhiên lần hoạt động này phải làm lớn một chút, tôi nghĩ chắc là có thêm tiền, sáng sớm ngày mai sẽ tới. 10.000 đồng. Đinh Hương Muội không nhìn được lỡ miệng hô làm tất cả ánh mắt đều nhìn vào Diệp Phàm vẻ sùng bái làm hắn ngượng ngùng. Làm sao vậy, 10.000 đồng thì có gì mà mọi người nhìn như vậy? Cục trưởng Diệp có điều chưa biết, chúng ta rất lâu rồi không nhìn thấy kinh phí hoạt động. Trung Tài cười nói. Ừ. Chủ nhiệm Đinh đem mấy trăm đồng của lão Trung trả trước đã, những người khác chờ mấy hôm nữa rồi hãy nói, đầu tiên là phải làm tốt hoạt động mới được, cũng là thời điểm hãnh diện của cục chúng ta rồi. Tôi tin tưởng mọi người sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn để lần hoạt động nghênh đón tượng đồng danh nhân này thuận lợi. Bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ đều vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên phải tiến hành đặc sắc mới được. Nếu có ai đó không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải chịu xử phạt. Đến lúc đó bí thư cổ hay chủ tịch huyện vệ hỏi tới tôi cũng sẽ không bao che, chủ nhiệm Trung, rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu nhân viên công vụ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, bởi vì lúc lấy bàn Đinh Hương Muội nói là còn có 5 người khác, hiện giờ trong cục đang triển khai hoạt động đang cần người vậy mà mấy người này không đến làm hắn rất bực bội. Chủ nhiệm Trung Tài ậm ừ mấy giây rồi đành phải nói ra. Còn có 5 người theo thứ tự là Lưu Mẫn Hoa, Ngô Lệ Hoa, Trương Phượng Hoa, Vương Hoa Nguyệt, Lưu Tử Hoa. Còn là Ngũ Đóa Kim Hoa, làm sao không có người nào vậy, đi đâu hết cả rồi. Diệp Phàm hỏi tiếp. Cái này. Trung Tài gấp đến toát mồ hôi, bộ dạng hết sức khó xử. Cục trưởng Trương, anh nói xem có chuyện gì. Diệp Phàm nặng nề, biết là có chuyện nên hỏi luôn Phó Cục trưởng Trương Vệ Thanh bởi y là người quản nhân sự ở trong cục. Ai, là như vậy, đúng là các cô ấy có biên chế ở trong cục. Hơn nữa đều hưởng thụ đãi ngộ cấp phó chủ nhiệm. Tuy nhiên bọn họ chưa từng đến nơi làm việc, chỉ ngày đầu tiên có báo qua còn sau đó không hề thấy mặt, ngay cả tiền lương cũng đều chuyển thẳng không cần đến chủ nhiệm Đinh. Trương Vệ Thanh bị bức phải không có cách nào khác, cười khổ nói. Hừ, trên thế giới này có công tác nào dễ dàng như vậy, chỉ cần ở nhà vẫn nhận lương. Chủ nhiệm Đinh, cô báo cho bọn họ sáng ngày mai lập tức đến đây đúng giờ. Không cho xin phép trừ khi có giấy của bệnh viện, nếu không đến coi như bỏ bê công việc chiếu theo quy định trừ tiền lương. Giờ là lúc dùng người, có hoạt động lớn như vậy không có người thì làm sao mà làm. Diệp Phàm nói thẳng toẹt không hề lưu lại một đường lùi. Vô dụng, ai? Vệ Bảo Quốc cũng thở dài, gục đầu không nói. Có hữu dụng hay không cứ nói mới biết. Diệp Phàm nói với Đinh Hương Muội, sau đó đi ra ngoài. Cục trưởng vệ. Có gọi điện thoại hay không?
Ninh Hương muội ngần ngừ. Không gọi có thể sao? Cục trưởng Diệp đã nói rồi, việc của cô là gọi điện thoại, có tới hay không là chuyện của các cô ấy. Nói rõ đây là chỉ thị của cục trưởng Diệp tự mình truyền xuống. Vệ Bảo Quốc mặt không chút thay đổi hừ nói. Ha ha ha, Diệp lão đệ, gần đây không tệ chứ. Trong điện thoại truyền đến giọng của cục trưởng cục công an thành phố Vu Kiến Thần. Có thể ra sao nữa? Diệp Phàm cười khổ nói, cũng không muốn kể lại chuyện rủi của mình. Thế là tốt rồi, buổi tối nay cậu đến Mạc Hương chỗ kiểm phổ các cùng uống vài ly với anh Tào. Vu Kiến Thần vui vẻ. Có phải chuyện của anh Tào đã định rồi? Diệp Phàm chấn động. Coi như không phụ, tất cả đã xong rồi, mất bao công sức mới thành. Gần đây anh Tào sút đến 7, 8 cân, giảm nữa thành xác ướp rồi. Vu Kiến Thần nhớ tới con đường tranh giành của Tào Vạn Niên mà không khỏi rùng mình, nghĩ đến 2, 3 năm sau mình chắc cũng sẽ trải qua như vậy, không biết lúc đó có nên cơm cháo gì không? Tốt, để em tới ngay. Diệp Phàm chúc mừng. Không vội, cậu cứ tới vào buổi tối đi, anh Tào còn phải xử lý nhiều chuyện mới đến được. Vu Kiến Thần cười nói. Vừa để điện thoại xuống thì Yến Chiếu Nguyệt gọi tới, nói là thiết bị đã chuyển tới rồi, chỉ còn chờ tiền nữa thôi. Hơn nữa anh cả của Diệp Phàm là Diệp Cường vẫn chưa đến Mạc Hương, cũng không biết nguyên nhân gì. Vừa lúc tối nay sẽ đến thành phố nên Diệp Phàm đáp ứng Yến Chiếu Nguyệt nói chuyện sau, nghĩ đến thân hình gợi cảm của cô vào tối hôm ấy, chỗ kín của Diệp Phàm lập tức dựng thẳng lên. Đồ hèn, vừa nghĩ tới nữ nhân thì dạo dực cả lên. Diệp Phàm thầm mắng mình một câu. Lúc này Đinh Hương muội thập thò hỏi. Cục trưởng Diệp, đã ăn chưa? Không có. Đang chuẩn bị đi ăn đây. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Vậy thì tốt rồi, em cũng chưa ăn vậy tối nay có thể mời anh một bữa rau dưa được không? Ninh Hương muội nói vẻ thấp thỏm. Được, để anh mời khách, ra chỗ Ngư Dương đi, có một số việc đang muốn hỏi em. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện của Ngũ Đóa Kim Hoa, chắc là Ninh Hương muội biết được, tránh sau này chọc phải người nào lại gây thêm phiền toái. Cục trưởng. Buổi sáng có người đồng hương tặng em một con cá giáp, không nấu sợ là sẽ hỏng mất, đến nhà em ăn nhé. Ninh Hương muội nói, sợ rằng không tiện, quấy rầy em. Diệp Phàm sửng sốt, cảm thấy có chút không ổn. Chương 368, người thơm, món ăn thơm, rượu thơm làm say lòng người. Có gì không tiện chứ, không phải ngay cả gia đình của cấp dưới cục trưởng Diệp cũng không dám bước vào chứ. Ha ha ha. Ninh Hương muội nói đầy tính chất trêu chọc cực mạnh, khiến người ta không khỏi phấn chấn một trận trong lòng. Diệp Phàm dùng mình thầm nghĩ, ông đây có gì mà không dám chứ, chỉ sợ làm cho chồng cô hiểu lầm, tạo ra tin tức quan hệ bất chính gì đó thì phiền phức. Nhưng tới nhà cấp dưới ăn bữa cơm cũng là chuyện bình thường, cho dù nói là nữ cấp dưới, chỉ cần mình vẫn đứng đắn thì không sợ lời đàm tiếu. Chủ yếu nhất là mình vừa mới tới cục tôn giáo. Hai mắt đang còn mịt mờ chưa biết rõ tình hình như thế nào, cũng thuận tiện tìm hiểu nội tình một chút. Từ hôm nay biểu hiện của Đinh Hương muội xem ra cũng không tệ, có manh mối cho mình dựa vào. Nếu đã có manh mối thì tại sao không thêm một mồi lửa kéo cô ta hoàn toàn về phía mình? Phải biết rằng trong cục không có một cấp dưới không thành thực làm việc vì mình cũng không được. Mặc dù nói cục tôn giáo có đầy đủ các bộ phận, hơn nữa còn là một cục lâu đời, nếu làm không tốt sẽ gây ra chuyện rắc rối. Cho nên, chuyện này cũng không được làm qua loa. Được, vậy thì quấy rầy hai người rồi. Ha ha ha. Diệp Phàm cười ha ha, nghĩ đến buổi trưa khi Đinh Hương muội đưa mình tới khách sạn, mình xem cô ta như Phương Nghê muội đè dưới người, tình cảnh lúc đó thật kiều diễm tuyệt vời, thằng nhóc dưới người lại có phản ứng bất lương. Ai, lúc đó đã dò đến cửa động rồi, đáng tiếc lại thất bại. Sự dẻo dai của mình còn phải chờ tăng cường, công phu một cước vào cổng cũng còn luyện chưa tốt. Có lẽ do lòng ta quá mềm yếu, có lẽ do tà tâm của mình vẫn chưa đủ mạnh, tiểu tử này vẫn không hề cảm giác sỉ nhục trong đáy lòng, mà còn nuối tiếc một hồi. Tôi đã đến nhà rồi, ở số 186 ngõ Lão Cẩu đường Hà Mỹ thị trấn Thành Quan. Ninh Hương muội để lại địa chỉ nhà. Thật ra Ninh Hương muội có tính toán của riêng mình, chủ nhiệm văn phòng Trung Phát Tài không phải hôm nay sẽ về hưu sao, chỗ trống đó là chức vụ cấp phó phòng chính quy. Mặc dù nói mình hiện tại đang hưởng thụ đãi ngộ của nhân viên phó chủ nhiệm, nhưng danh nghĩa vẫn là nhân viên. Trong thể chế quan viên Hoa Hạ muốn được xem là quan chí ít phải là một cán bộ cấp phó phòng, ban tổ chức huyện ủy mới lập hồ sơ. Cấp ban chỉ có thể xem là quan lại nhỏ,
bình thường mà nói nhân sự nội bộ trong cục không có lập hồ sơ những người cấp ban, phía bên ban tổ chức huyện ủy không ai ngó ngàng đến, vì người quá đông, có lẽ cán bộ cấp trên ban của một huyện cũng phải có mấy ngàn người. Vị trí chủ nhiệm văn phòng của cục tôn giáo là một cán bộ cấp phó phòng thực chức, cùng cấp bậc với phó cục trưởng. Từ phương diện thực quyền, kiếm trác gì đó mà nói có lẽ còn lớn hơn một chút so với phó cục trưởng trong cục. Vì chủ nhiệm văn phòng quản lý tất cả mọi chuyện, đương nhiên, cũng sẽ mệt mỏi, phức tạp, nhưng hiện tại người ta ai cũng thích quản lý, có chuyện quản lý chứng tỏ có quyền, không có chuyện quản lý có nghĩa anh không có quyền lực gì cả. Không có quyền lực thì còn kiếm trác được gì nữa, đi ra ngoài cũng không có mấy người chịu để ý đến anh. Hơn nữa, nếu có đường đi hoàn toàn có thể đổi tới một cục khác làm một phó cục trưởng nghiêm túc chăm chỉ. Được rồi, tôi lập tức đến ngay, làm phiền hai người rồi. Tùy tiện ăn chút gì đó lấp bụng được rồi, tối nay tôi còn có việc cần phải giải quyết, cũng hơi vội. Diệp Phàm cười cười cúp điện thoại, trên đường đi kiếm một dương rượu vang Trường Thành gồm 4 bình, lại lượn một vòng trên đường, thấy sắp đến thời gian mới ngâm nga một khúc hát đi thẳng đến nhà Đinh Hương muội. Vì đến sớm quá lại có vẻ câu nệ, chỉ bằng đi dạo phố còn thoải mái hơn, nắm bắt thời gian đến đúng giờ cơm. Vòng vo một hồi, sau khi được một ông lão chỉ đường cuối cùng ở một khúc rẽ tìm được nhà của Đinh Hương muội. Một ngôi nhà nhỏ 4 tầng, dựa lưng vào tre bương núi xanh. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có chút giống như một biệt thự nhỏ, nhưng hơi lộ ra vẻ quê mùa. Diệp Phàm nhìn lại số nhà một lần nữa, không sai, là số 186 ngõ Lão Cẩu. Thấy cửa lớn mở ra cũng bước vào trong. Bên trong có một phòng khách, rộng khoảng 30m², lắp đặt thiết bị rất đẹp, sàn nhà lát gỗ sáng bóng. Có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Đinh Hương muội mặc một chiếc váy màu hồng phấn bước ra. Cục trưởng, ngài tới rồi, mời ngồi. Đinh Hương muội nhiệt tình nói rồi pha trà. Cô cứ làm việc của cô đi, không cần quan tâm đến tôi, con người tôi tương đối tùy tiện. Diệp Phàm cười nói. Đinh Hương muội đáp lại một tiếng rồi bước vào trong. Một mình Diệp Phàm ngồi ở đó mấy phút cảm thấy nhàm chán, thuận miệng hỏi. Chủ nhiệm Đinh, chồng cô đâu? Kêu anh ấy ra đây nói chuyện. Nhưng không có ai lên tiếng, thầm nghĩ vợ chồng nhà này thật là kỳ quái, để khách ngồi không trong phòng khách làm gì. Giữa lúc đang buồn bực thì từ trên tầng truyền xuống tiếng bước chân rất nhỏ, Diệp Phàm còn tưởng chồng của Đinh Hương muội xuống, ngẩng mặt nhìn lên, nhất thời khẽ ngây người. Người xuống chính là Đinh Hương muội, làm gì có người nào khác. Thì ra cô ta lên trên tầng trang điểm lại, tóc xõa ra, bên tai còn cài hai cái kẹp, lộ ra vẻ trẻ trung xinh đẹp, vẽ lông mày. Trên mặt xoa một lớp phấn mỏng, trong vẻ thanh nhã lại có sự sống động. Dưới người có một chiếc váy ngắn màu trắng nhạt ôm chặt thắt lưng, là loại mềm mại bồng bềnh. Ở trên mặc chiếc áo lông cổ bẻ, ở trên có thể dùng khuy cài lại, hai chiếc nút áo trên cùng không biết là đặc biệt không cài hay là quên cài, để lộ ra một phần bộ ngực trắng nõn. Chiếc áo lông co giãn, bó sát vào người, rất có lực sát thương, giống như muốn bắn đạn vậy, khiến người ta có cảm giác nóng máu. Thấy trạng thái thất thần trong nháy mắt của Diệp Phàm, Đinh Hương muội tựa hồ cảm thấy vẫn tự tin đối với cơ thể của mình. Khẽ mỉm cười, chiếc má lúm đồng tiền bên trái cũng lộ ra, lông mày nhếch lên lộ ra sắc mặt khiến người khác rất vui lòng. Cục trưởng, chồng tôi đi học rồi, nửa tháng sau mới về. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta ăn cơm thôi. Vừa nói vừa lượn lờ đi xuống lầu, giống như dáng đi hình chữ T. Đi tới trước người Diệp Phàm khom lưng xuống, đương nhiên không phải đang biểu diễn, mà là tiện tay thu dọn chén trà, đôi bồng ngực trắng nõn đầy đặn hiện ra phần lớn trước mặt Diệp Phàm. Đương nhiên, chuyện này cũng không loại trừ Đinh Hương muội cố ý làm, hình như có chút tư thế cố ý mời gọi. Vì động tác thu dọn chén trà của cô ta rất chậm chạp, hơi giống như động tác quay chậm trong phim, tựa hồ như muốn để ánh mắt Diệp Phàm dừng lại lâu một chút, dễ dàng cho người nào đó làm việc vậy. Anh chàng này cảm thấy trước mặt như sáng bừng, giả vờ như một bậc chính nhân quân tử vội vàng liếc nhìn rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà bếp. Trong lòng luồng tà hỏa kích động lại từ chỗ đan điền bốc lên, xem ra quả thái tuế lại muốn quấy rối rồi. Phòng bếp chia làm phòng ăn và phòng bếp, trong phòng ăn còn đặt một cái bếp điện cỡ nhỡ, trong phòng vô cùng ấm áp, dễ chịu. Trên bàn ăn đã bày 7,8 đĩa thức ăn thơm ngào ngạt, một, lộ ra mùi vị cổ xưa. Xem ra Đinh Hương muội rất giỏi bày biện những thứ này, có lẽ hôm nay cô ta đặc biệt làm, khiến người ta nhìn là muốn ăn.
Diệp Phàm cảm thấy ăn cơm ở nhà nữ cấp dưới trong khi chồng người ta không ở nhà không được tự nhiên, nhưng trong lòng cũng hơi có mong chờ xảy ra chuyện gì đó, ngồi xuống ghế trong tâm trạng mâu thuẫn trong lòng. Để che giấu cảm giác không tự nhiên trong lòng, Diệp Phàm cầm lấy cái muỗng nếm một miếng canh, khen ngợi. Chà, ngon thật, thanh mà không nhạt, thơm mà không nồng, chủ nhiệm Đinh, không ngờ tay nghề nấu ăn của cô lại khá như vậy. Cục trưởng Diệp, gọi tôi là Hương muội được rồi, ăn cơm ở đây còn chủ nhiệm này chủ nhiệm nọ xem ra có chút không được tự nhiên, anh nói có phải không? Đinh Hương muội cười nhạt đi tới, khom lưng múc súp cho Diệp Phàm. Lần này khom lưng thấp hơn, thân hình dựa sát bên. Cảnh tượng kiều diễm trước ngực lại mở ra trước mặt Diệp Phàm. Làm cho người ta cảm giác bộ ngực đang áp tới, nhưng động tác múc canh của Đinh Hương muội rất tự nhiên. Động tác này chỉ là chiêu thu hút ánh mắt người khác. Diệp Phàm không khỏi mơ hồ liếc nhìn tới, lần này nhìn thấy rất rõ ràng, tựa hồ như nghe thấy hơi thở trên người Đinh Hương muội, mùi nước hoa nhà nhạt xen lẫn với mùi hương đặc biệt của thiếu phụ len lỏi chui vào lỗ mũi Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác động tác của Đinh Hương muội rất chậm, có chút hiểm nghi cô ta muốn kéo dài. Diệp Phàm đương nhiên cũng không ngại thời gian lâu, loại phong cảnh lộ ra đáy cảnh xuân còn kích thích hơn lộ ra toàn bộ, hai khối cầu nửa kín nửa hở, thấp thoáng hiện ra dưới chiếc cổ áo trễ nải. Hoa hồng đương nhiên phải có lá xanh mới càng lộ ra vẻ mê người. Diệp Phàm lặng lặng thưởng thức, nghe hơi thở, đồng chí tiểu Diệp Phàm ở dưới sớm đã ngóc đầu dậy, tụ thế đợi. Cục trưởng Diệp, anh nếm thử xem, tôi có ra giảm thêm một số thảo dược bên trong, anh nếm xem có quen không? Đinh Hương muội dùng cái muôi nhỏ múc một muỗng, bàn tay vươn ra có chút tư thế múc súp, nhưng cũng giống như muốn mời cục trưởng Diệp nếm thử mùi vị của súp. Được, để tôi thử xem, có lẽ rất ngon. Diệp Phàm cười nhạt cũng có chút ý động, vươn tay ra nhận. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của Đinh Hương muội, phát hiện cô ta cũng không có ý tứ rút tay về. Chạm vào một lát liền biết điều buông lỏng tay ra, có nhiều chuyện quá rõ ràng thì có chút thô tục. Diệp Phàm chưa bao giờ quảng cáo dùm beng mình là người quân tử gì cả, nhưng cũng không phải thấy cặp đùi con gái thì nổi cơn háo sắc. Đàn ông không phong lưu, chẳng phải sống uổng trên đời, đây chính là lời răn của Diệp Phàm, nhưng phong lưu cũng tương đương với hạ lưu, hai cái có sự khác biệt về bản chất. Đinh Hương muội thuận thế, rất là tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Cục trưởng Diệp, anh vừa mới tới cục, có một số việc có lẽ anh chưa biết rõ. Cục chúng ta mặc dù nói một cục rác rưởi bỏ đi, nhưng bên trong cũng có chút phiền toái. Cục chúng ta mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ loại chuyện, nhân sự bên trong cũng đặc biệt phức tạp, không hề thua kém một cục lớn nào. Cô nói là đủ mọi loại chuyện sao? Diệp Phàm cười nhạt nói. Chương 369, tay chạm không đúng chỗ. Đúng, năm cô gái đó đều không đơn giản, em sẽ nói tỉ mỉ cho anh. Đinh Hương muội vừa nói vừa khẽ nghiêng người. Đùi phải gợi cảm lo đãng nhẹ nhẹ chạm vào chân trái Diệp Phàm, lại giống như mắc ở trên. Vì cô ta mặc một chiếc váy ngắn, ở dưới chân giống như không có gì che đậy, thuần túy chỉ là hai cặp chân lộ ra, Diệp Phàm cảm giác rõ ra thịt mịn màng. Được, tôi cũng muốn nghe. Diệp Phàm cũng tùy ý nhô người về phía trước, thật vừa vặn, hai cặp chân tự nhiên cọ vào nhau, hai người đều lơ đãng vừa uống súp vừa nói chuyện, trên mặt vẫn nghiêm túc, giống như đang nói chuyện công tác. Đinh Hương muội càng đứng đắn, hoàn toàn là một cấp dưới đúng mực đang phân tích tình thế trong cục với cấp trên, phong cách của một nữ cấp dưới năng động điển hình. Lưu Mẫn Hoa là phu nhân của Phó Chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân. Ngô Lệ Hoa là vợ của Cục trưởng Cục nhân sự Phí Ân Trạch. Trương Phượng Hoa là phu nhân của chủ nhiệm phòng tin tức Ngưu Lập Phú. Vương Hoa Nguyệt là vợ của chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hải Hoa. Lưu Tử Hoa là vợ của Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lan Trác Khải, anh nói xem có phức tạp hay không. Năm người này vì trong tên đều mang chữ Hoa, cho nên người trong cục gọi đùa là ngũ đoá kim hoa của chính quyền huyện Ngư Dương. Các cô ấy tuổi tác khác nhau, Lưu Mẫn Hoa lớn nhất, sắp 40 tuổi rồi, Vương Hoa Nguyệt nhỏ nhất, mới 23 tuổi. Mấy người này lúc đầu nhét vào cục tôn giáo chỉ tới nhận tiền lương, chưa từng đi làm bao giờ. Tôi là thủ quỹ. Chỉ là kê khai trong sổ sách có người. Cho nên buổi trưa khi anh xin bàn chỗ cục trưởng Mã của cục tài chính tôi mới nói như vậy, chỉ sợ thiếu bàn. Nếu hôm nào đó các cô ấy tâm huyết dâng trào quay về nhìn thấy, phát hiện không có bàn làm việc của mình có lẽ lại gây ra chuyện ầm ĩ gì đó. Không đi làm cũng không có nghĩa bọn họ không cần đồ, mấy người này, không đi làm,
nhưng lúc chia đồ tuyệt đối không thể thiếu thứ gì, nếu không sẽ không xong với bọn họ. Ninh Hương muội trái lại giới thiệu vô cùng cẩn thận, ngay cả quan hệ sau lưng của những cô gái này, năng lượng chăn gối. Sở thích ghét bỏ gì đó, cũng đều nói ra toàn bộ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trước kia cục trưởng Lôi cũng không hỏi qua bọn họ sao. Khi trợ cấp lẽ nào bọn họ cũng không lộ diện. Diệp Phàm hỏi, cảm giác vô cùng phiền lòng, năm cô gái này quả thực hình thành một mạng lưới quyền lực cường đại. Bản thân bọn họ đương nhiên không có chỗ nào xuất sắc, chủ yếu là khả năng trên giường quá lợi hại. Phó Chủ tịch huyện, Cục Nhân sự, Viện Kiểm sát, Ủy ban Nhân dân, Ban Thông tin đều là những nơi không dễ chọc vào. Quả thực chính là một tổ ong vò vẽ cực lớn, nếu chọc vào thì sẽ xông ra dọa người. Nếu như không quản lý đến cũng quá vô lý, chỉ cầm tiền lương mà không làm việc, chuyện này là thế nào chứ? Diệp Phàm cảm thấy rất là buồn bực, đưa tay móc điếu thuốc trong túi quần. Đương nhiên, đây chỉ là động tác thói quen, có lẽ các anh quen hút thuốc đều có thể đồng cảm được, nhưng hắn không mò được, thiếu chút nữa còn móc ra hoa lửa. Trong lòng đang suy nghĩ nên tay móc xuống, có lẽ vì đang suy nghĩ thất thần, tay tự nhiên lệch hướng, phương hướng chệch đi thái quá, lại có thể lơ đãng móc vào trong chiếc váy, càng buồn cười hơn là chạm vào bắp đùi trắng nõn của Hương muội. Ngay cả chiếc váy ngắn màu hồng phấn cũng lật sang một bên, lộ ra chỗ sâu thẳm bên trong, hành động này quả thực có thể xem là móc tim hắc hổ, thiếu chút nữa là nhằm trúng hồng tâm. Ninh Hương muội cũng không ngờ lại xuất hiện loại tình huống đột ngột như vậy, chân tự nhiên cũng khép lại, đây là chiêu thuật thường dùng của các nữ đồng chí để đề phòng sắc lang. Nhưng lại không kẹp chặt cái cần kẹp, mà lại làm ra chuyện lẳng lơ hơn, kẹp lấy bàn tay của đồng chí anh chứ không kịp rút về. Cô ta vừa động như vậy, bàn tay thô to của người nào đấy vô tình đã chạm vào dải đất cỏ thơm, có chút mùi vị đánh thẳng vào hoa tâm, chỉ cách một lớp quần lót mỏng manh. Thật quá kiều diễm. Phụt máu thật sự rồi. Tên háo sắc này không kìm được muốn phun máu rồi. Trong lòng Diệp Phàm căng cứng, vô cùng lúng túng, đang muốn rút tay về, đôi mắt phát hiện gương mặt Đinh Hương muội thoáng đỏ bừng, giống như quả đào chín đang chờ người tới hái, tựa hồ như có thể nặn ra nước hồng. Cô ta vội vàng gắp món ăn, giả vờ như đang ăn, giống như không phát hiện ra chuyện phía dưới. Ngoài mặt Đinh Hương muội vẫn rất thản nhiên, diễn xuất tuyệt đối là xuất sắc, có thể tới nước Mỹ nhận tượng vàng Oscar. Ở dưới đùi vẫn kẹp chặt nhưng hơi nới lỏng một tí đủ để cho bàn tay thuận tiện hoạt động. Thằng nhãi này vội vàng rút tay lại, nếu tiếp tục đi xuống sẽ phạm phải sai lầm. Đàn ông mà, thường thường sai lầm trong quyết định nháy mắt, giống như người đang đứng trên vực thẳm. Nhưng anh chàng này cũng có chút không nỡ, giả vờ rút tay về, nhưng bàn tay vẫn đi vào tìm tòi, vô cùng tiếc nuối, vô cùng bi thương, vô cùng gì đó cũng không viết ra nổi. Hắn rút tay đến soạt một tiếng, vội vàng châm lửa rít mạnh một hơi rồi nhả khói thuốc ra. Dáng vẻ nôn nóng cũng không phải là người nghiện thuốc lá nào đó, mà là nghiện cái khác. Ưng nhãn thuật nhạy bén của anh chưa vẫn cảm nhận được cơ thể cô gái lơ đãng run rẩy. Tựa hồ có chút động tình, giả vờ giống như không có gì. Hai người đồng dạng hiểu ngầm lẫn nhau, một người buồn bực hút thuốc, một người chậm rãi thưởng thức món ăn. Không khí im ắng, hai người đều vô cùng tiếc nuối, ăn cơm cũng không thấy ngon. Diệp Phàm thầm mắng, con mẹ nó canh súp gì chứ, chẳng có mùi vị gì cả, làm mất hết cả hứng, ai. Thật ra 5 phút trước hắn còn đang khen ngợi mùi vị bát súp nhẹ nhàng, thanh khiết, trong nháy mắt đã thay đổi, lòng người thật khó lường. Cục trưởng Diệp, chuyện cái bàn cũng có chút thắc mắc, anh kiếm được ở đâu nhiều tiền như vậy để mua bàn mới, phải biết rằng 10 cái bàn có lẽ cũng phải hơn vạn đồng. Kinh phí hoạt động 1 năm của cục chúng ta mới 5.000 đồng, tôi thấy hay là đừng mua thêm nữa. Sử dụng bàn cũ là được rồi. Ninh Hương muội tùy ý chuyển hướng đề tài, đương nhiên là muốn che giấu cảm xúc khác thường trong lòng, sự kích thích vừa mới phát sinh. Chuyện này không phải vội, mua bàn không phải là việc lớn gì cả. Nếu mọi người đã trải qua rất nhiều gian khổ ở cục tôn giáo, cũng nên để mọi người thoải mái một chút mới đúng. Không phải có 1.500.000 đồng ở cục tài chính sao, mấy ngày nữa là cuối năm rồi, vẫn nên dành ít phúc lợi mua mấy thùng táo, chăn lông cho mọi người về ăn Tết. Diệp Phàm cười nhạt bình tĩnh chấn định lại rất nhiều, trong lòng cũng khôi phục được bình tĩnh, thật ra trong đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối cảm giác mềm mại khác thường vừa tiếp xúc vừa rồi. Đúng, cục trưởng Diệp là người tháo vát, các đồng chí trong cục chúng ta có phúc hưởng rồi, ha ha ha. Ninh Hương muội mỉm cười xinh đẹp,
có chút mùi vị muốn hấp dẫn người nào đó. Có lẽ vậy. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười trả lời, thầm than, mẹ kiếp. Quá đáng lắm, bố mày có chút kích động rồi. Bố mày là đại sư, bố mà là cao thủ thất đoạn quốc thuật, chuyện này là thế nào chứ? Thất đoạn quốc thuật hình như cũng không có tác dụng gì. Quốc thuật lẽ nào không chống đỡ được ngọn núi kênh rãnh thần bí của mấy mụ đàn bà sao? Ai, đây có lẽ chính là bi ai của quốc thuật. Không thích giang sơn thích mỹ nhân, bố mày không phải là người kế thừa. Không, mỹ nhân thì phải yêu, phải có. Nhưng giang sơn cũng không thể mất được. Ai? Ninh Hương muội nhíu chặt chân mày, như có tâm sự. Hương muội có chuyện gì lo nghĩ có thể nói cho tôi nghe không? Chúng ta là đồng nghiệp mà. Diệp Phàm lôi kéo nói, khẩu khí thân mật hơn rất nhiều, ngay cả từ Hương muội cũng bật thốt ra được, vượt qua chướng ngại danh xưng chủ nhiệm gì đó. Hai người uống hai ba chén rượu vang xuống bụng, khuôn mặt mịn màng của Đinh Hương muội càng ngày càng ửng đỏ, dáng vẻ giống như đóa hoa đào mới nở. Nở ra vì ai, người trong cục đương nhiên đều hiểu rõ. Được rồi, còn không phải do chồng của tôi. Dáng vẻ Đinh Hương muội rất là buồn bực, cau mày, đột nhiên cười nói, cục trưởng Diệp, tôi kính anh ba chén. Tôi cạn trước. Nói xong tự uống, thoáng chốc ba chén rượu nho Trường Thành đã xuống bụng. Trên mặt lại càng đỏ ửng, tựa hồ càng xinh đẹp ướt át. Người nào đó lại nhả ra vòng khói uống cùng ba chén, nhất thời có chút hoảng hốt, suy đoán có lẽ vợ chồng Đinh Hương muội cũng không hạnh phúc. Đây chính là dấu hiệu báo trước có thể xảy ra chuyện gì đó. Giống như vỏ trứng gà đột nhiên nứt ra khe hở khó nhìn thấy, con ruồi thích nhất là loại chuyện này. Hai người lại chạm cốc ba bốn chén, hai bình rượu nho đã thấy đáy. Đinh Hương muội có lẽ đã ngà ngà say, người nào đó vừa tự trách mình lại không kìm được rơi vào sự mê hoặc, cho nên mới tiếp tục uống rượu với cô ta. Có thể nói cho tôi biết cô buồn chuyện gì không? Đương nhiên đây là chuyện gia đình cô, không muốn nói cũng không sao. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Giống như một cấp trên chính tông quan tâm chân thành đến cấp dưới. Ai, không nói, tôi lúc ấy cũng bị ép nên bất đắc dĩ, không nói. Ninh Hương muội lắc lắc tay, đôi mắt chuyến choáng mê ly liếc nhìn Diệp Phàm. Đôi môi màu đỏ nhạt nhỏ nhắn còn dính chút hạt gạo, càng khiến lòng người lay động không ngừng. Trước mắt Diệp Phàm lại hiện ra câu chuyện hoang đường ở khách sạn Ngư Dương khi xem Ninh Hương muội như phương nghê muội. Trong lúc lơ đãng, cũng có thể nói là quỷ thần xui khiến, tay trái lại làm ra động tác móc thuốc. Nhưng lần này là cố ý móc sai địa bàn, lại chạm vào bắp đùi của Đinh Hương muội, để yên tay trên đấy. Đầu tiên phải quan sát phản ứng của Đinh Hương muội rồi mới nói. Thấy cô ta không có ý tứ cự tuyệt, chân chẳng qua chỉ tự nhiên run rẩy một chút rồi không động đậy. Diệp Phàm nhẹ nhàng bóp vài cái thấy Đinh Hương muội không có phản ứng, nghĩ đến cảnh buổi trưa lại làm chỗ bên dưới dựng thẳng lên. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm đứng lên. Tôi đi đây, chiều nay còn có việc. Cảm ơn súp cá của em, mùi vị rất thuần khiết, ha ha. Muốn đi thật sao, cục trưởng Diệp, phải ăn no mới được. Ninh Hương muội lờ mờ nói, trong lời nói hình như có ẩn ý khác. Diệp Phàm liếc mắt về phía cô ta. No rồi, cảm ơn. Sau đó hắn xoay người bước đi cửa. Tôi tiễn anh. Ninh Hương muội nói rồi đứng lên, chợt ai ra một tiếng. Có lẽ do uống hơi nhiều, lập tức đứng lên mới cảm giác sức mạnh của rượu, không đứng vững thoáng cái đã ngã xuống. Chương 370, tôi có phải là người dậu đổ bìm leo không? Diệp Phàm biết rất rõ tác dụng của loại rượu nho này, vội vàng quay người nhanh chân đỡ lấy Đinh Hương muội, nói chính xác một chút là ôm lấy người đẹp. Cả bộ ngực đầy đặn của cô gái đè lên ngực của hắn, tiếng tim hai người đập thình thịch. Diệp Phàm tiện tay ôm chặt lấy cô gái. Khuôn mặt của cô gái chạm vào cổ của người thanh niên. Cũng không biết có phải cảm thấy khát nước hay không, rất là tự nhiên lè chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm, nước không liếm mà ngược lại liếm láp cổ của tên thanh niên nào đấy, cảm giác ngứa ngáy khiến người ta khó lòng nhịn được. Một luồng hỏa khí mãnh liệt điên cuồng dâng trào trong lòng Diệp Phàm. Nghĩ thầm thanh tâm quyết thì có tác dụng gì, nhân phẩm đạo đức làm cái gì, quân tử làm cái gì. Lật tay bế Đinh Hương muội vào lòng, từ từ đi lên lầu. Ninh Hương muội nheo mắt, đôi môi mấp máy không lên tiếng, giống như đã say hoàn toàn, tùy ý để tên con trai nào đó ôm lên lầu. Dùng chân đá văng cửa phòng, phát hiện bên trong có một chữ, hỉ, rất lớn vẫn còn dán trên đầu giường. Tên con trai càng cảm thấy kích thích, đặt Ninh Hương muội lên giường rồi mạnh mẽ đè lên trên. Tay cũng không nhàn rỗi,
một tay đặt lên quả cầu trước ngực, cảm giác sảng khoái dị thường. Ai, mình có thể làm như vậy sao? Không thể, có chút dậu đổ bìm leo, đây không phải là hành vi của đại trượng phu, mình nhổ vào. Đại trượng phu gì chứ, chẳng qua toàn là chó. Anh chàng này đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một lần nữa nhìn thoáng qua cô gái có sắc đẹp làm say lòng người đang nằm trên giường, tên con trai thở dài. Phong cách của đại sư quốc thuật cuối cùng cũng hiện ra, cởi giày cho Đinh Hương muội, sau khi cởi giày lại thở dài một lần nữa, nuốt nước bọt. Ánh mắt kiên định, xoay người bỏ đi. Cho đến khi đóng cửa phòng Đinh Hương muội lại thì hắn mới bừng tỉnh, trong lòng không ngừng hối hận. Ông mày là quân tử gì chứ, vốn không phải là quân tử. Bây giờ mấy người làm quan là quân tử, còn không phải là người trước quân tử, người sau tao tử. Được rồi, cửa đóng thì vào bằng cửa sổ. Nhưng bay ngày thi triển khinh thân tung người cũng có chút kinh người, để người ta nhìn thấy thì không hay, quân tử không tranh thủ dậu đổ bìm leo. Được rồi, ông mày là đại sư quốc thuật, phải lên thành phố, muốn có mũ quan thì phải đi. Diệp Phàm cuối cùng đã chiến thắng được sức hấp dẫn của sắc đẹp, cố gắng quay đầu bước đi. Không dám quay đầu nhìn lại ngôi nhà màu hồng phấn, chỉ sợ vừa quay đầu sẽ khó lòng mà quay đầu đi được. Trong ngôi nhà truyền ra một tiếng thở dài thật lâu của Đinh Hương muội. Ai, lá gan của hắn cũng nhỏ quá, có lẽ hắn là con mèo ăn kiêng, không đúng. Tại sao lại sờ mình, lẽ nào mình không đủ sức hấp dẫn, mình thiếu chút nữa đã bị hắn. Xoay người lại, thoáng cái Đinh Hương muội đã chìm vào giấc ngủ, có cảm giác thầm oán hận tên háo sắc nào đó có lá gan quá nhỏ. Nếu để Diệp Phàm nghe thấy nhất định sẽ vận khởi tám phần nội kình đánh vỡ hai lọ giấm rồi. Sau khi ra đến đường, nhìn xung quanh tìm xe, thiếu chút nữa nổi điên lên, vùng sát ngoại thành Ngư Dương có nhân khẩu chừng 10 vạn mà lại có thể không tìm thấy một chiếc xe nào. Mới nhớ ra đây chỉ là một huyện nghèo, người tuy đông nhưng không có nhiều tiền, cũng không có ai thuê xe. Người dân huyện phần lớn là ăn no mặc ấm, một tháng lĩnh 200-300 đồng tiền lương, thu nhập thuần một năm của người nông dân không quá mấy trăm đồng, lấy cái gì mà mua xe 10 vạn chứ? Nếu quả thật có xe, có lẽ cũng không có mấy người đi thuê, xe đen thật ra cũng có một số, nhưng người không quen cũng không tìm được. Không có xe thật là bất tiện, xem ra phải nghĩ cách kiếm một cái xe cho cục mới được. Diệp Phàm bất đắc dĩ đứng ở cổng trạm xe suy nghĩ. Két! Một trận âm thanh thắng xe chói tai truyền đến. Diệp Phàm thật sự cũng có cảm giác say ngà ngà, buổi trưa đã uống rượu, lại cộng thêm một trận nữa ở nhà Đinh Hương muội, lúc này gió thổi tới toàn bộ phát tác. Đầu choáng váng, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều, cảm thấy trước mắt như nhoáng lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ có lẽ vì chạy quá nhanh, ở đường cắt ngã tư đột nhiên từ bên hông toát ra hai chiếc xe máy. Chiếc xe thể thao không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng về phía lối rẽ vào cổng trạm xe. Diệp Phàm vừa vặn lại đứng ở trước một quầy nước trái cây bên cạnh đường. Phát hiện chiếc xe thể thao lao tới, không còn kịp nữa rồi. Trong lúc hốt hoảng phát hiện một bác gái đang đứng ở quầy nước trái cây, đang cúi đầu cắt một quả táo. Khi phát hiện thấy tiếng thắng xe ngẩng đầu lên sợ hãi kêu to một tiếng rồi ngây người. Trong nháy mắt, Diệp Phàm vận kình khí, chân lướt tới, túm lấy người bác gái định né sang một bên, nhưng chiếc xe lao tới quá nhanh. Cảm giác chiếc quần như bó chặt lấy cẳng chân, cả người Diệp Phàm và bác gái bị chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới hất tung lên quầy nước trái cây, táo rơi xuống khắp người. Vì bảo vệ bác gái bán nước trái cây, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ sức lực quán tính tháo lên người mình, cuối cùng đương nhiên khiến bản thân bị oan ức. Ngồi lên phía trên quầy hàng trái cây, đầu rối tung như tổ chim, nước trái cây văng lên khắp người, sau khi định thần lại mới phát hiện quần mình thiếu chút nữa đã thành hai mảnh. Thảm hại không chịu nổi, còn bác gái kia lại hoàn toàn an toàn. Dùng tay sờ, trong lòng thầm mắng một câu, mẹ kiếp. Đúng là xui xẻo. Hoa đào không hái lại đi cứu một bác gái, thiếu chút nữa là đi một chuyến tới quỷ môn quan rồi. Cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện chiếc điện thoại mới mua cách đây không lâu bị chiếc xe thể thao nặng nề lao lên, hiện tại đã biến thành một đống nát bét. Chỗ bắp chân cũng xước ra, trên mấy vết cắt còn dính một chút máu. Chàng trai, cậu không sao chứ? Lúc này bác gái kia mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy tới đỡ Diệp Phàm hỏi han. Đương nhiên thoáng cái đã có một đám các đồng chí đứng xem cảnh tượng náo nhiệt chỉ trỏ trỏ. Không sao. Diệp Phàm gạt đống trái cây trên ngực đứng lên, thử cử động xương đùi, có lẽ không có vấn đề, vẫn có thể đi được.
khi đang muốn bước đi mới nhớ ra chiếc xe phong cách thể thao mới gây ra chuyện vừa rồi, phát hiện chiếc xe dừng lại bên ngoài nhưng cũng không thấy có ai có ý đi vào xem kẻ bị thương đáng thương là mình. Trong lòng vô cùng tức giận, đằng đằng sát khí lao tới. Bước tới định tìm người gây chuyện tính sổ, lúc này ngay cả chuyện vui lão ca Tào thăng quan lên thành phố cũng quên sạch. Cảm giác tay trái bị kéo, không bước đi được, quay đầu lại mới phát hiện mình bị bác gái già nua kéo lại. Bác gái, còn chuyện gì sao? Cháu phải đi tìm lái xe. Diệp Phàm cố nặn ra một nụ cười. Cháu trai, không sao là được rồi, bác gái đưa cho cháu ít tiền tới bệnh viện kiểm tra được rồi, mua thuốc uống. Bác gái vừa liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ vừa cau mày nói. Sao vậy, quầy nước trái cây của bác bị đâm vào không tới hỏi chủ xe đòi bồi thường sao? Diệp Phàm có chút khó hiểu, có lẽ chiếc xe thể thao màu đỏ này có chút lai lịch rồi. Đừng đi cháu trai, không chọc vào được đâu. Chiếc xe thể thao đó nghe nói là của Ngọc tiểu thư của Ngọc gia Ngư Dương. Gần đây có dạo chơi trên đường. Bác gái kéo Diệp Phàm sang một bên nói khẽ. Ngọc tiểu thư, Ngọc gì ạ, cháu chưa từng nghe nói. Diệp Phàm lắc đầu, hoàn toàn không quan tâm, cười lạnh, mẹ nó, Ngư Dương này thật sự là địa bàn của tứ đại gia tộc. Một huyện nghèo như vậy lại có một chiếc xe thể thao hơn 100 vạn. Đâm vào người ta mà không thèm xuống hỏi han, xem ra mọi người đều có vẻ sợ hãi Ngọc gia. Cũng đúng, Ngọc gia không phải có Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng sao? Nghe nói còn là một tên hắc bạch đều quan hệ, hiện tại chị gái của Ngọc Thế Hùng là Ngọc Nhã Chi vừa ngồi lên chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, càng không chọc vào nổi. Nhưng chiếc điện thoại di động của bố mày cũng không rẻ, bộ quần áo nhãn hiệu Bát Thất Lang bị rách toang, phải đòi bồi thường mới được. Tên là Ngọc Kiều Long, nghe nói mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Bác gái thần bí nói khẽ. Ngọc Kiều Long, thú vị thật, bố mày còn là cáo sa mạc La Tiểu Hổ. Hai nhân vật nam nữ yêu nhau trong phim Ngọa Hổ Tàng Long. Diệp Phàm thầm hừ một tiếng, làm bác gái đó cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này không phải bị xe đâm nên đầu có vấn đề rồi chứ, cái gì là cáo sa mạc? Cái gì là La Tiểu Hổ, lẽ nào anh chàng này là La Tiểu Hổ? Bà khuyên nhủ. La Tiểu Hổ, bác gái cùng tới bệnh viện kiểm tra với cháu, có phải đầu óc bị thương rồi không? Nói ra cũng bình thường, 100% là bác gái chưa đọc qua cuốn tiểu thuyết Ngọa Hổ Tàng Long. Không sao đâu, bác gái, cháu không phải La Tiểu Hổ. Diệp Phàm lắc lắc đầu nghiêng người lách ra khỏi đám đông chen chúc, vì lúc này mọi người không nhìn thấy xe đâm chết người cũng mất đi hứng thú. Trái lại toàn bộ vây quanh chiếc xe phong cách thể thao, díu dít không dứt. Một người đàn ông lái xe kéo nhỏ giọng nói với đồng bọn bên cạnh. Lý Toàn, chiếc xe này trông thật khí thế, xe kéo chúng ta so với nó thật đúng như sắt vụn. Cô gái trên đó cũng quá xinh đẹp, sau này mà cưới được người như thế chắc ngày nào ông đây cũng cưỡi lên, con mẹ nó, thật quá trêu người. Con mẹ mày mù mắt à, chớ nói lung tung, cô nương kia là em gái của Kháo Sơn Hổ đấy. Đã nghe nói tới chưa? Y là đầu gấu của cả phố huyện này, em gái y mà mày cũng muốn chọc vào, thật đúng là điên rồi. Hắc hắc, nếu để cho cô ta nghe thấy thì cái kia tối nay của mày chắc phượt một cái rồi mất luôn. Người anh em, nếu là Ngọc Đại Tiểu Thư thì tôi không dám. Không nói nữa, kẻo người khác nghe thấy thì phiền to. Người kéo xe im bặt, theo phản xạ có điều kiện đưa tay che chỗ kín chỉ e Kháo Sơn Hổ nghe thấy thì xong rồi. Nói ra cũng thấy buồn cười, danh tiếng Kháo Sơn Hổ ở Ngư Dương tuyệt đối vượt qua bí thư vừa nhậm chức Cổ Bảo Toàn, dân chúng có thể không biết bí thư huyện ủy là ai nhưng tuyệt đối không thể không biết Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng. Diệp Phàm dương mắt nhìn sang thì thấy sau cửa sổ xe là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp đang lộ vẻ lạnh nhạt. Chương 371, nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái này đúng là có vẻ đẹp tự nhiên trời sinh, có thể xưng là nghiêng nước nghiêng thành. Mấy người đang vây quanh chiếc xe thể thao để xem chuyện đều há to miệng sững sờ, trong đó tới 6 phần là chảy cả nước miếng. Còn có một phần các bậc lão luyện vì đã thấy qua nhiều mỹ nữ nên không chảy nước miếng, tuy nhiên con mắt cũng đang có xu hướng lồi ra ngoài, bàn tay còn phải mịt mờ đưa xuống bên dưới để che, tránh cho người ngoài nhìn vào lại mắng bọn họ già rồi mà còn háo sắc. Chỉ còn dư lại 3 phần đương nhiên là phái bên kia, trong mắt lộ ra vẻ chua xót tức giận. Bọn họ dĩ nhiên là tức giận ông trời sao quá bất công, sao dung nhan như ngọc kia không phải là mình, nếu không thì có thể câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi. Trong đầu Diệp Phàm cũng vang lên ầm một tiếng,
trái tim đập nhanh một cách bất thường, thầm nghĩ, quái, làm sao lại đột nhiên có loại cảm giác chấn động mãnh liệt của mối tình đầu như vậy, chẳng lẽ mình bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng? Một cô gái ngang ngạnh như vậy làm sao mà cưới? Lúc này chiếc xe thể thao màu đỏ đã khởi động, chắc là định rút lui, Diệp Phàm mới tỉnh mộng, thầm mắng, mình là loại đàn ông gì vậy, chỉ là một mỹ nữ mà thôi, chẳng qua hơi tuyệt sắc một chút, hàng hiệu lẫn điện thoại di động của lão tử cũng phải cần tìm người bồi thường chứ. Ngọc Kiều Long, lão tử nhất định phải làm La Tiểu Hổ mới được, ha ha ha. Diệp Phàm bước tới, vừa khéo ngăn chiếc xe kia chạy đi, một đôi mắt sâu thăm thẳm từ trong xe nhìn ra. Kỳ quái là Ngọc Kiều Long cũng không lên tiếng, chỉ có ánh mắt lạnh băng như có ý hỏi vì sao chặn xe của tôi. Dưới ánh mắt băng lạnh đó, Diệp Phàm còn thật sự cảm thấy lúc này bản thân như một tên nông dân chính cống. Cô nương, cô đụng phải người còn tính bỏ chạy sao? Cô xem chân của tôi cũng bị thương, quần áo cũng rách hết rồi. Diệp Phàm vừa nói như vậy, cả đám đàn ông xung quanh trong tâm khảm đều âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng vì biểu hiện vừa rồi của cả đám quá mức hèn yếu. Cho dù cô gái này là em gái của Kháo Sơn Hổ, lại còn là mỹ nữ tuyệt sắc đi chăng nữa nhưng cả đám vẫn hy vọng có ai đó đứng ra nói câu công đạo lấy lại mặt mũi cho cánh đàn ông. Thế giới này dù sao vẫn là phái mạnh xưng hùng, tuy quốc gia vẫn đề xướng nam nữ bình đẳng nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, cánh đàn ông dĩ nhiên là không hy vọng phải yếu chiếm nửa bầu trời, cho các cô ba phần cũng là đủ rồi. Bởi thế cho nên bây giờ có một đại diện đứng ra đối mặt với Ngọc Đại Tiểu Thư của phố huyệt, các vị đàn ông thảm hại đứng đó coi như cũng lấy lại được chút mặt mũi. Cả đám đều ngầm lộ vẻ tán thưởng, thậm chí còn một tên huýt sáo trợ uy. Tên trẻ danh này còn chưa biết uy phong của Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng, tuy nhiên có mấy người lão luyện đứng bên cạnh vội vàng bịt miệng gã lại. Tại sao? Gã kia không phục dãy dụa muốn thoát ra để tiếp tục trợ uy cho đồng chí Diệp Phàm, thuần túy là điếc không sợ súng. Đừng chém gió nữa, có muốn anh trai cô nương ngồi trong xe cắt cậu đi không? Người bên cạnh vội vàng ghé tai thì thầm với gã kia, hiệu quả lập tức có ngay, gã kia vội vàng bưng lấy chỗ kín. Ánh mắt gã vô tình còn thấy đáy quần của đồng chí Diệp Phàm bởi vì vụ va chạm vừa rồi mà hơi toác ra, dĩ nhiên là chỉ một chút xíu nên vẫn chưa lộ quần lót nên không biết con giun kia có lớn hơn của mình hay không. Tuy nhiên gã vẫn cảm thấy rất buồn bực, vị ca ca kia làm sao mà không sợ bị cắt giun nhỉ? Có lẽ cái gì mà Kháo Sơn Hổ chuyên đi cắt những con giun nhỏ mềm như mình, nhắm rượu chắc ngon hơn. Đồng chí Diệp Phàm cũng không biết dưới đáy quần bị toác. Nếu không đã không chặn xe của mỹ nhân Ngọc Kiều Long, đi sửa đáy quần đầu tiên mới là vương đạo. Sao lại chặn tôi, muốn tìm thì đi tìm hai cái xe kéo đối diện đi, là bọn họ đụng vào anh. Ngọc Kiều Long bình tĩnh, lại càng chọc giận đại sư quốc thuật thất đoạn Diệp Phàm. Hắn cười lạnh, tìm bọn họ phải là cô, tôi chỉ biết tôi bị tổn thất, cô là chủ chiếc xe này, đụng vào người đã không để ý còn nói giọng như vậy. Lão tử suýt nữa thì mất mạng rồi. Hai chữ lão tử chọc đúng vảy ngược của Ngọc Kiều Long, ánh mắt cô lóe lên vẻ tức giận, khinh thường hừ nói. Cút ngay, bổn cô nương không rảnh nghe anh nói lý lẽ. Còn cái gì mà là lão tử, nói rõ cho tôi nghe nào, nếu không. Khẩu khí uy hiếp của Ngọc Kiều Long rất rõ ràng. Nếu không thì làm sao? Hừ, cô đụng vào người rồi không thèm để ý, thiên hạ này làm gì có chỗ không nói lý lẽ như vậy. Xuống ngay cho lão tử. Nếu không lão tử đập nát chiếc xe này. Diệp Phàm cũng giận điên lên, một cô gái mà không hề có một chút phong phạm thục nữ nên hắn cũng không nể nang. Người ta thì sợ Kháo Sơn Hổ nhưng trong mắt Diệp Phàm có coi vào đâu. Kháo Sơn Hổ xưng huynh gọi đệ với Lý Tuyên Thạch của thôn Đập Thiên Thủy, điều này nói rõ y cùng lắm chỉ có thân thủ tam đoạn đỉnh phong, một đại sư thất đoạn sao có thể sợ một người có thân thủ thấp như vậy. Huống chi bản thân mình có lý. Tuy không thể nói là hoàn toàn nhưng cũng là phần lớn. Quan trọng nhất là Diệp Phàm vừa rồi thấy biểu hiện của Ngọc Kiều Long quá sức cuồng ngạo, chọc tới bản lĩnh đàn ông của hắn. Nếu như Ngọc Kiều Long là một cô gái dịu dàng thì chưa chắc làm Diệp Phàm cảm thấy hứng thú, đây chính là thích thú chinh phục của phái mạnh. Đập xe, anh dám sao? Ngọc Kiều Long đột nhiên lớn tiếng, giọng nói hơi run rẩy. Ngọc Kiều Long ở huyện Ngư Dương chưa từng thấy gã đàn ông nào dám cuồng vọng như thế với mình. Cô vốn là bảo bối của Ngọc gia, từ nhỏ đã được mọi người trong nhà sủng ái, vì thế đã hình thành một tính cách coi thường đàn ông trong thiên hạ. Bình thường thì tính cách này cũng ít khi thể hiện,
chỉ là có chút lạnh lùng nên trong huyện vẫn gọi cô là Hàn Cung Tiên Tử, ý nói cô là hằng Nga lạnh lùng trên cung Quảng Hàn. Còn không xuống. Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, giọng nói cũng hòa hoãn đi rất nhiều, nghĩ đến bản thân là một đại sư quốc thuật thất đoạn nói với một cô gái như vậy cũng hơi quá đáng. Hừ, anh dựa vào đâu mà nói vậy? Bổn cô nương không xuống đấy, anh làm gì tôi nào? Ngọc Kiều Long ương ngạnh. Ý cô là không muốn giải quyết chuyện này. Diệp Phàm lại càng bình tĩnh. Không có gì để nói. Ngọc Kiều Long khởi động xe hơi, nhìn tư thế sắp phải lái đi rồi. Phải không? Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn sắc trời đã sắp tối lại còn phải chạy lên thành phố nên cũng cảm thấy gấp gáp. Hắn thò tay vào trong xe ngăn Ngọc Kiều Long lại, bởi vì vội vàng nên lại tóm ngay vào ngực cô gái. Cảm giác trong bàn tay mềm mại khiến hắn nghẹt ra, định thần nhìn lại cũng thấy hối hận, chuyện gì xảy ra vậy, mình định túm cổ áo cô ta cuối cùng lại túm phải ngực. A lưu manh, anh thả ra. Ngọc Kiều Long tức giận hét lên, Ngọc Nữ Phong mình gìn giữ bao năm nay thế mà để bị một tên lưu manh tóm được. Ngọc Kiều Long thậm chí chỉ muốn chết ngay đi, liều mạng giãy giụa để bộ ngực thoát khỏi ma chảo, cảm giác thấy có chút quái dị. Ừ, Diệp Phàm cũng vội vàng buông tay. Anh mau tới đây, em, ô ô. Ngọc Kiều Long gọi điện thoại được mấy tiếng thì khóc ồ lên. Cô thật sự chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, dù sao cô vẫn chỉ là một sinh viên đại học năm thứ tư, thuần túy ở trong tháp ngà, gặp phải cảnh này đúng là chỉ muốn chui đầu xuống đất. Huống chi còn có mấy trăm người vây quanh đứng xem, Ngọc Kiều Long chỉ muốn nhấn xe hất tung tên lưu manh này. Tuy nhiên khi cô thấy Diệp Phàm lạnh lùng ghé sát mặt thì cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ e hắn lại thò móng vuốt ra nữa thì đúng là ngượng chết. Vì thế nên Ngọc Kiều Long cũng chỉ còn cách trợn mắt tức giận mà thôi. Mấy phút sau, Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng vẫn chưa thấy mặt vì y ở xa không thể đến kịp. Tuy nhiên cảnh sát lại đến trước, vì bác gái bán nước trái cây bên đường sợ là Diệp Phàm bị người nhà họ Ngọc đánh nên len lén chạy tới phía ngoài báo cảnh sát. Chương 372, trêu chọc con gái nhà lành phải nghiêm trị. Chuyện gì xảy ra vậy? Một cảnh sát có bộ râu rậm hỏi vẻ gắt gỏng. Tôi bị xe đụng phải. Diệp Phàm đáp gọn. Người nào đụng anh, về cục cả đi, ở đây còn để cho xe cộ giao thông, thật quá kỳ cục. Viên cảnh sát râu rậm kia đang định nói tiếp thì một cảnh sát phía sau đã vội vàng dùng chân đá gã một cái, ánh mắt liếc về chiếc xe thể thao, ra hiệu cẩn thận. Viên cảnh sát râu rậm có vẻ bực mình quay lại nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ thì nhất thời chấn động, vội vàng đi tới bên cạnh khom người. Là Ngọc Tiểu Thư A, mới vừa rồi là tên nào cản xe của cô? Hừ, thật hết chỗ nói, lại có thể dám cả gan làm loạn như thế. Hắn là lưu manh, chẳng những đập xe của tôi còn. Ngọc Kiều Long rơm rớm nước mắt. Tuy nhiên chuyện bị bóp vào ngực thì cô không hé răng. Gã râu rậm quay lại, vẻ mặt nịnh hót thoáng cái đã biến thành quan công mặt đen, hừ lạnh. Ngô Minh, đưa tên này về cục cảnh sát hảo hảo thẩm vấn. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi cũng quá không có mắt, lại có thể dám khi dễ Ngọc Tiểu Thư, có phải ngại mạng quá dài rồi không? Dựa vào cái gì nói tôi sai, tôi còn là người bị hại. Các anh không hỏi rõ trắng đen đã tùy tiện bắt người, đây là quy củ gì, tôi muốn gặp cục trưởng các anh. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn tên cảnh sát oai hùng kia, lớn tiếng chất vấn. Gặp cục trưởng, mày là chủ tịch huyện à, cho mày mặt mũi còn không biết đường, đi thôi. Tên cảnh sát oai hùng hừ lạnh. Đừng động vào, tự tôi sẽ đi, tôi muốn xem cục cảnh sát các anh một chuyến xem sao. Diệp Phàm gạt tay ra rồi tự mình bước về xe cảnh sát. Hắn vừa bước vào trong xe, một chân còn ở bên ngoài thì đã có ba, bốn tên thanh niên vội vã lao đến. Một tên vạm vỡ nhảy từ trên xe máy xuống, hô lớn. Tiểu thư, tên chó nào dám đùa giỡn với cô, để chúng tôi phế hắn đi, mẹ kiếp, chán sống rồi à. Ngọc ca đến ngay đây, giờ còn bận xử lý chút chuyện bên Sơn Trang. Gã này tên là Ngọc Thiết Quý, người nhà họ Ngọc, được xưng là Ngọc Miêu vì song thủ như miêu chảo. Nghe nói một chảo của gã có thể chụp vỡ tấm ván dày một phân, có thân thủ nhất đoạn đỉnh phong, một cước có thể đá vỡ một chồng gạch hồng. Ngọc gia có tứ linh, theo thứ tự là lão đại Ngọc Miêu Ngọc Thiết Quý, lão nhị Ngọc Cầu Ngọc Đính Nghiêu, lão tam Ngọc Hổ Ngọc Tiểu Thiên, lão tứ Ngọc Ly Ngọc Đinh Đương, tất cả đều có thân thủ nhất đoạn đỉnh phong, tuổi đều chưa đến 30. Bốn tên này là nanh vuốt lợi hại nhất của Ngọc gia ngoài Ngọc Thế Hùng.
Thật ra thì Ngư Dương Ngọc Gia cũng là một thế gia võ thuật của Hoa Hạ, lão tổ tông Ngọc Thiên Kỳ mấy trăm năm trước từng là võ thám hoa. Chỉ là hiện giờ đã xuống dốc rồi, Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng là người có thực lực cao nhất cũng mới là tam đoạn thuần hóa, sắp xỉ với Lô Vĩ. Tuy nhiên ở trong dân gian cũng tương đối lợi hại, ở Ngư Dương lại càng gần như vô địch rồi, có thể đá vỡ ba phiến đá xanh, gần như một truyền kỳ ở Ngư Dương. Ở chỗ Ngư Dương ếch ngồi đáy giếng này, thậm chí còn có người lấy Ngọc Thế Hùng ra so với Trương Tam Phong. Dĩ nhiên trong giới nghề nghe xong chỉ cười nhạt không nói gì, còn người ngoài thì ngỡ như thần linh. Trong xe, Ngọc Kiều Long dùng ngón tay chỉ. Khá lắm, ông đây muốn mạng mày. Ngọc Miêu nhảy vào tới, bàn tay to tướng như chiếc quạt bổ vào Diệp Phàm. Hai cảnh sát đã sớm nghiêng người mau tránh ra đứng một bên, bọn họ cũng sợ hãi Ngọc gia tứ linh, đặc biệt là Ngọc Miêu Ngọc Thiết Quý, tính tình nóng nảy, bàn tay cứng như sắt, có ai dám dùng thân thể bình thường đối chọi với sắt thép. Bịch, một tiếng, Diệp Phàm khinh thường cười lạnh tiện tay đóng cửa xe lại. Móng vuốt của Ngọc Miêu móng vuốt chộp vào trên cửa xe phát ra thanh âm thình thịch, chiếc xe dĩ nhiên không hề hấn gì. Xem ra sức lực còn chưa đủ. Diệp Phàm không có hứng thú với thân thủ trẻ con này. Kể từ khi gặp qua thế ngoại cao nhân Âm Vô Đao ở thôn Quy Lĩnh, tâm khí của Diệp Phàm cũng đề cao, không muốn dây dưa với những tiểu nhân vật kiến hôi này nữa. Loại nhân vật thân thủ nhất đoạn như vậy, hắn chỉ cần một tát cũng đủ để đánh ngã. Đồng chí công an, có muốn đi hay không đây? Các anh thấy người bị hành hung vẫn đứng yên đó không hỏi đến. Tôi phải đến cục cảnh sát để hỏi cục trưởng Chu xem thế nào, hừ. Diệp Phàm mở cửa xe nói. Hai viên công an nghe Diệp Phàm nói bình tĩnh như vậy cũng cảm thấy mất mặt, cảm giác khẩu khí tiểu tử này rất lớn, ngay cả cục trưởng Chu cũng nói ra, nói không chừng còn biết cục trưởng Chu, có chút lai lịch. Bọn họ định giao cho người khác xử lý, còn thứ côn trùng lông ngắn như mình đúng là không dám tiếp nhận, chuyện hôm nay người sáng suốt nhìn vào cũng biết nhất định là Ngọc Đại Tiểu Thư lái xe đụng vào người. Người ta là Ngọc Đại Tiểu Thư, chị gái còn là thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, nghe nói thành phố cũng có người, loại nhân vật này sao có thể chọc vào. Ngọc Miêu lão ca, chuyện này đến cục xử lý đi, ở đây cũng khó nói. Viên cảnh sát râu rậm đành dày mặt tiến lên ngăn Ngọc Miêu đang với một chiếc ghế của dì nước bán trái cây bên đường định hành hung tiếp. Được, đợi đến trong cục đi, mày chờ đó, hôm nay Ngọc gia không rút gân mày thì tao khôn phải là Ngọc Miêu nữa. Ngọc Miêu hầm hè rồi bảo mấy tên kia lên mô tô phóng về Cục Công an huyện. Cục Công an huyện Ngư Dương nằm ở giữa ngọn núi phía Bắc, phạm vi rất lớn, tuy nhiên phòng ốc lại rất cũ kỹ. Chỉ có một tòa nhà 5 tầng bên ngoài cùng, hai ngôi nhà phía sau chắc là xây dựng từ những năm 40. Tuy nhiên quân số cũng không phải là ít, nghe Cục trưởng Chu Bá Thành nói là cả Ngư Dương có 5-600 biên chế chính thức, cộng thêm một số cảnh sát phối hợp và nhân viên tạp vụ thì lên tới 800. Là một cục cảnh sát khổng lồ. Dĩ nhiên so với nhân số của cục giáo dục trong huyện là 7-8 ngàn người thì vẫn còn rất ít. Diệp Phàm vừa xuống xe thì cảm giác phía sau có tiếng gió liền biết Ngọc Miêu ra chân, hắn nghiêng người giả bộ không thèm để ý để cho tên cảnh sát râu rậm thế tội. Tên công an râu rậm bị một đá của Ngọc Miêu ngã lăn ra va vào mấy chậu hoa đau đến nhe răng nhếch miệng, xoay người nhìn lại thì thấy Ngọc Miêu nên cũng không dám lên tiếng. Thành thật một chút, đi nhanh đi. Tên cảnh sát oai phong cảm thấy buồn cười nhưng cũng chỉ đành nghiêm mặt đẩy Diệp Phàm bước đi. Ngọc Miêu cảm thấy rất mất mặt, tiếp tục phi thân đá tới, lần này Diệp Phàm không né tránh, quyết định để cho gã chịu một sự thiệt thòi nhỏ. Hắn giả bộ hoảng hốt né sang một bên không kịp để chân đụng vào chân của Ngọc Miêu rồi té nhào vào trong cửa lớn. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn bị Ngọc Miêu đạp một cái ngã nhào vào trong, chỉ có Ngọc Miêu là cảm nhận được sự đau đớn thấu xương. Chân mình như bị một thanh thép đập vào. Gã đau thấu lên tận óc, suýt nữa gào lên, tựa hồ như chân mình bị gãy rồi thầm mắng. Con bà nó, thân thể tiểu tử này không vạm vỡ nhưng sao xương cứng như sắt vậy. Sau này quả thật khi Ngọc Miêu đi vào bệnh viện chụp phim thì thầy thuốc nói là xương đã bị dạn. Ngọc Miêu cũng chỉ có thể thầm kêu uất ức là xương của tiểu tử họ Diệp kia quá rắn, bản thân mình xui xẻo đụng vào. Mấy tên đi theo Ngọc Miêu thấy vậy thì cũng đồng loạt xông lên. Tuy nhiên Diệp Phàm vừa thấy đột nhiên hét lớn. Nơi này là cục công an, toàn bộ cảnh sát chắc đều ăn cơm chay phải không? Hắn vừa quát như vậy thì thoáng cái đã có 7-8 cái đầu thò ra. Một giọng khàn khàn quát. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo trưởng phòng Chu,
chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Tên công an râu rậm vội vàng nói. À, Chu Tiểu Đào đang muốn thụt đầu vào thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, thầm nghĩ đây chẳng phải là sát tinh họ Diệp sao? Chẳng lẽ là hắn phạm vào chuyện này, trong lòng chấn động vội vàng xông xuống lầu. Tuy nhiên gã suy nghĩ một chút thì lại ngồi xuống ghế, gõ nhịp tay mấy cái rồi xuất ra chủ ý. Sau khi ra lệnh cho một người cảnh sát khác trong phòng làm việc, gã cười lạnh. Diệp Phàm, ông đây muốn cho mày thân bại danh liệt, đồ con hoang. Dám đối chọi với tao à? Chu Tiểu Đào chính là con trai của bí thư Chu Trường Hà của Ủy ban Kỷ luật, giữ chức trưởng phòng an ninh trật tự huyện. Lần trước bởi vì chuyện Tạ Mị Nhi ở Thủy Vân Cư bị Tạ Tốn bắt vào trụ sở Dương Đầu Phong suýt nữa bị lột ra nên ôm hận trong lòng. Chỉ chốc lát sau, tên cảnh sát râu rậm tên là Trương Thắng thở hổn hển chạy vào phòng Chu Tiểu Đào báo cáo chuyện xảy ra. Vốn là chuyện này là thuộc về đại đội cảnh sát giao thông, Chu Tiểu Đào chỉ quản lý bên trị an, tuy nhiên tiểu tử này nghe nói Diệp Phàm dính vào, hơn nữa còn dính vào đại tiểu thư Ngọc Kiều Long của Ngọc Gia. Vì thế gã chỉ thị cho Trương Thắng. Vốn là chuyện này là thuộc về cảnh sát giao thông các anh, tuy nhiên họ Diệp kia công khai trêu ghẹo con gái nhà lành, chuyện này cũng là phạm vi của phòng an ninh trật tự, nếu như nghiêm trọng còn cần cảnh sát hình sự ra mặt. Đối với loại lưu manh này thì cục công an chúng ta phải kiên quyết đả kích, nghiêm trị không đợi. Chương 373, chụp cái bô lên đầu. Vẻ mặt Chu Tiểu Đào nghiêm túc, quay sang nói với một cảnh sát. Đắc chí, anh đi xử lý công việc với phó trưởng phòng Trương. Chú ý phải bảo vệ lợi ích phụ nữ và trẻ em. Chính phủ luôn đề cao bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, có một số người lại công nhiên dám vi phạm điều này, coi rẻ tôn nghiêm luật pháp. Đối với loại người dám nhiễu loạn trị an xã hội, công khai đùa giỡn phụ nữ quyết không thể nuông chiều, nhất định phải trừng phạt nặng biết không, nếu không làm sao thể hiện lực uy hiếp của cục công an huyện chúng ta, phải cho dân chúng sự bình yên. Dĩ nhiên trưởng phòng Trương Thắng trong miệng Chu Tiểu Đào cũng không phải là chân chính một cán bộ cấp phó phòng mà chỉ là một cán bộ cấp ban. Ngay như Chu Tiểu Đào mà nói, gã là trưởng phòng phòng an ninh trật tự, thật ra cũng không phải là một cán bộ cấp phòng, chỉ là hưởng thụ đãi ngộ cấp phó chủ nhiệm mà thôi. Phòng an ninh trật tự trong cục thực tế chỉ tương đương với một ban bệ trong thị trấn, đồng cấp với giám đốc sở công an thị trấn như Triệu Thiết Hải. Tuy nhiên bây giờ Triệu Thiết Hải đã là ủy viên đảng ủy. So sánh với Chu Đào còn có quyền nói chuyện hơn cho nên Chu Tiểu Nguyên chẳng qua là một cán bộ cấp trưởng ban cán bộ mà thôi. Chỉ vì Chu Tiểu Đào có Chu Trường Hà chống lưng nên trong cục cũng là kẻ có máu mặt, không thua mấy phó cục trưởng, dĩ nhiên là mọi người sợ chọc không nổi người sau lưng gã, điển hình của việc cáo mượn oai hùm. Đúng vậy thưa trưởng phòng, kiên quyết thi hành mệnh lệnh, bảo vệ bình an cho dân chúng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đây là chức trách của công an cảnh sát chúng ta. Trần Đắc Chí ngầm hiểu, gã cũng đi theo Chu Tiểu Đào lăn lộn không ít, đã bao giờ thấy trưởng phòng Chu Chính Nghĩa như hôm nay. Trong lòng gã thầm mắng chẳng phải ngươi trước kia nổi danh là một sát thủ hãm hại phụ nữ, giờ còn mở miệng nói đàng hoàng như vậy. Lãnh đạo A, đây chính là nghệ thuật lãnh đạo. Bản thân mình có thể đùa giỡn thậm chí sơi tái phụ nữ nhà người ta, đến phiên người khác thì lại cao giọng phải nghiêm trị, đây chính là cuộc đời, chỉ cho quan nha phóng hỏa mà không có dân chúng đốt đèn. Tên họ, Phó trưởng phòng Trương và Trần Ngạc Chí uy nghiêm ngồi sau bàn làm việc. Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh nhạt đáp. Số tuổi. Trương Thắng hỏi. 19. Giới tính. Trương Thắng hỏi. Không phải là nữ. Diệp Phàm đã cảm thấy hơi tức giận, giọng nói bắt đầu cao lên. Thành thật một chút đi. Trần Đắc Chí gầm nhẹ. Tại sao ngăn chặn xe của Ngọc Cô Nương, cuối cùng tạo thành cảnh giao thông bế tắc? Thiếu chút nữa còn xảy ra sự cố. Trương Thắng căn bản là không muốn biết thực hư thế nào, trước hết bổ xuống một bừa cào, đem cái bô chụp lên đầu Diệp Phàm. Anh nói cái gì mà chặn xe tạo thành sự cố? Là Ngọc Cô Nương lái xe quá nhanh đột nhiên thay đổi hướng làm thiếu chút nữa đụng vào bác gái bán nước trái cây bên đường, lúc ấy tôi ở bên cạnh đẩy được, suýt nữa thì bị xe đụng rồi. Các anh nhìn xem, quần tôi cũng bị rách thành hai mảnh, chân cũng bị xước sát. Điện thoại di động cũng hư. Tôi là người bị hại, không phải là phạm nhân trong miệng anh. Diệp Phàm phát hỏa, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Hai tên công an này có chút quái, rõ ràng nghiêng về Ngọc gia, biến lão tử thành phạm nhân thẩm vấn, sao không hỏi Ngọc tiểu thư chứ? Nói nhảm, chính là hắn nhảy ra đứng chặn xe làm tôi suýt nữa tông vào,
sau đó còn càn rỡ động thủ. Ngọc Kiều Long lên tiếng, trên mặt đầy vẻ khuất nhục khiến người nhìn vào thương tiếc, thầm nghĩ, dám chụp bộ ngực của bổn cô nương, hôm nay không bắt chết anh thì tôi không phải họ Ngọc. Thật ra thì Ngọc Kiều Long tuy nói có chút cuồng ngạo nhưng tâm địa còn rất thiện lương, chẳng qua hôm nay vô tình bị Diệp Phàm chụp trúng ngực nên mơ hồ tác quái. Bộ ngực của cô từ khi là thiếu nữ đến nay chưa từng bị sờ vào, vậy mà hôm nay bị chụp trước mặt bao người như vậy thật khiến Ngọc Kiều Long nghẹn tận đáy lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm đẩy tiểu tử này vào cục cảnh sát mới cam tâm. Cô thậm chí còn có ý nghĩ tự mình chặt đứt móng vuốt của sắc lang kia, tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Dù sao Ngọc Kiều Long cũng không phải là một dạng ác ma, tâm tính vốn thiện lương nên cũng chỉ tức giận một hồi mà thôi. Hừ, còn muốn lưu manh tiểu tử, khai thật ra quá trình thế nào? Phản rồi, dám tác quái tại huyện thành Ngư Dương này. Phó trưởng phòng an ninh trật tự Trần Đắc Chí vỗ bàn quát tháo, gã nghĩ tới chỉ thị của Chu Tiểu Đào là phải trừng trị tiểu tử này. Thật ra thì Trần Đắc Chí đoán cũng có thể đoán được, ở Ngư Dương này ai dám đi đùa giỡn chị em họ Ngọc, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nếu là cho Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng biết có người đùa giỡn em gái y còn không rút ra người đó luôn. Hơn nữa nếu có ai không biết thì nhìn vào chiếc xe thể thao màu đỏ này cũng quá chói mắt, mặc dù không nhận ra Ngọc Tiểu Thư cũng nghĩ đến người có thể chạy chiếc xe trị giá 100 vạn chắc chắn xuất thân từ một đại gia tộc. Gã thầm nghĩ, tiểu tử, không trách được ông rồi, ai bảo mày rơi vào trong tay của trưởng phòng Chu. Nghe nói Chu Tiểu Đào cũng luôn ngấm nghé Ngọc gia tiểu thư, chẳng qua người ta không thế nào để mắt đến mà thôi. Cái này gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thế lực của Ngọc gia so ra thì lớn hơn nhiều với Chu Tiểu Đào, bọn họ từ huyện đến thành phố đều có người, ngay cả trong tỉnh nghe nói cũng có. Lần này Chu Tiểu Đào chắc là ăn phải giấm chua, vì thế cũng xui xẻo cho tiểu tử họ Diệp này đứng ra lãnh đạn. Trần Đắc Chí dĩ nhiên là nghĩ lầm, vốn Chu Tiểu Đào năm ngoái vừa thấy được Ngọc Tiểu Thư thì cũng có ý nghĩ theo đuổi. Chẳng qua vài lần thì thấy Ngọc Tiểu Thư căn bản không có ngó đến gã nên tâm tàn ý lạnh, muốn làm mạnh thì không có gan nên biết điều rút lui. Hôm nay trả thù Diệp Phàm chủ yếu là bởi vì chuyện Tạ Mị Nhi của Thủy Vân Cư, dĩ nhiên là cũng có một chút ghen tuông. Gã nghĩ lão tử còn chưa có cơ hội hạ thủ, tiểu tử ngươi lại dám chơi tay trên, cũng chưa biết là mò được vào đâu nhưng quả thật là tức chết người. Chu Tiểu Đào lặng lẽ phái người tới hiện trường điều tra. Đồng chí công an, anh tên là gì, tại sao cứ phải nói xấu tôi? Khẩu khí Diệp Phàm bất chợt sắc bén, phóng xuất ra một chút uy nghiêm của đại sư quốc thuật. Trương Thắng và Trần Đắc Chí ngồi sau bàn thẩm vấn đều cảm thấy một áp lực vô hình, trong lòng chấn động nhìn kỹ lại Diệp Phàm, thầm nghĩ, quái, tiểu tử này thật giống như đột nhiên cao lớn lên, làm sao cảm giác trên người hắn lại có khí thế dọa người như vậy, chắc là gần đây quá mệt nên hoa mắt. Thật ra thì khí thế kia chỉ là một loại cảm giác không nhìn thấy nhưng vẫn gây nên áp lực tâm lý. Diệp Phàm vẫn còn chưa đạt tới trình độ tiên thiên phóng xuất ra nội kình thực chất. Muốn đạt đến trình độ đó ít nhất cũng phải có thực lực cửu đoạn mới được, Diệp Phàm vẫn còn một con đường dài phải đi. Hơn nữa cửu đoạn cũng không phải nói là cứ trải qua một thời gian dài là có thể đột phá, nó phải dựa vào tổng hợp các yếu tố cơ duyên, năng lực và trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Cao thủ cửu đoạn chân chính của Hoa Hạ chắc không đếm quá hai bàn tay, chỉ thuộc về mấy nhân vật Thái Sơn bắt đầu của giới quốc thuật. Cho dù Trần Vô Ba của Trần Thị, người đã đánh bại cao thủ ninja bát đoạn Thu Sơn Lâm của Y Hạ Thần Cung cũng mới chỉ ở thực lực bát đoạn khai nguyên, muốn đột phá lên cửu đoạn là cực kỳ khó khăn. Trước mắt chỉ nghe nói qua Trương Hữu Trần của Võ Đang là cao thủ cửu đoạn. Loại cao thủ này có thể dùng nội kình phóng ra ngoài ở khoảng cách 10 thước chém đứt một cái cây có đường kính to bằng miệng bát. Nói xấu, đây là sự thật, tiểu tử, còn dám mạnh miệng, ông đây đánh như tử mày ra. Lúc này đồng chí Ngọc Miêu của Ngọc gia lại giơ nắm đấm lên dọa dẫm, chẳng qua đang ở cục công an nên Diệp Phàm đoán chừng gã cũng không dám cản rỡ, liền cố ý khiêu khích, cười lạnh nói. Sự thật, tôi nghĩ chuyện này để Ngọc cô nương nói là đúng nhất, hừ. Anh đưa tay, như vậy là quá lưu manh rồi. Ngọc Kiều Long ấp úng một hồi rồi vẫn không dám nói ra. Như thế nào, nói rõ ra đi. Diệp Phàm cười nhạt ép tới. Hắn biết Ngọc Kiều Long tuyệt sẽ không đem chuyện hư hỏng nói ra được. Mặc dù nói ra cũng không sợ, lúc ấy mình chỉ muốn ngăn cô ta lại nên mới vô tình chụp phải. Còn dám mạnh miệng, mẹ kiếp,
có thật không coi Ngọc Miêu này là gì không? Ngọc Miêu cũng nhìn không được nữa, vùng đấm đánh tới, Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn gã, biết gã cũng không dám động thủ. Chẳng qua nghe một tiếng rắc, quả đấm kia không đánh vào Diệp Phàm mà chiếc ghế hắn đang ngồi lại bị Ngọc Miêu đạp một cái khiến người bị nghiêng đi, tuy đã kịp thời chống đỡ nhưng vẫn hơi lảo đảo. Diệp, khanh khách. Ngọc đại tiểu thư thấy bộ dạng của Diệp Phàm như vậy cũng không nhịn được cười. Hoa, cục công an các anh phá án như vậy sao, cho phép người ngoài vào đánh người bừa bãi. Tôi tên là Diệp Phàm, là cục trưởng cục tôn giáo của huyện, tôi muốn gặp cục trưởng Chu. Diệp Phàm thấy trời đã tối, nếu không ra khỏi cục công an thì sẽ không kịp lên thành phố nên mới lấy chứng minh công tác ra đặt trên bàn. Cục trưởng, Trương Thắng và Trần Đắc Chí kêu lên thất thanh. Chương 374, Kháo Sơn Hổ. Gã thầm nghĩ trong huyện có cục tôn giáo sao? Hình như chưa từng nghe qua, nhưng tiểu tử này có giấy giới thiệu công tác có lẽ là thật. Người ta tốt xấu gì cũng là một cục trưởng cấp bậc trưởng phòng, chuyện này thật sự có chút phiền phức. Kêu những binh tôm tướng tép chúng tôi sắp tới xử lý chuyện của cục trưởng người ta có chút ngại ngần. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo, một bên là Ngọc gia thế lực cường đại, bây giờ lại toát ra một cục trưởng, mặc dù nói có lẽ là cục trưởng của một cục lụi bại gì đó, nhưng cũng là một cán bộ cấp bậc trưởng phòng, phiền toái thật. Trần Đắc Chí lại càng phiền lòng, đột nhiên hiểu ra. Thì ra Chu Tiểu Đào đã sớm biết thân phận của tiểu tử này cũng không nói ra. Kêu mình dẫn thân đến chỗ chết, chuyện đắc tội với người ta, y lại không ra mặt. Thật sự quá nham hiểm. Hai người tâm tình phức tạp đọc lại giấy giới thiệu công tác thì thấy đúng là dấu của Ủy ban Nhân dân huyện không thể làm giả được. Cục trưởng Diệp, anh xem chuyện này thương lượng giải quyết như thế nào đây? Trương Thắng muốn nhanh chóng bứt ra không muốn lại tham gia vào loại chuyện bị kẹp vào giữa trong khi năng lực bản thân không đủ để chịu oan ức. Gã nói xong còn đưa mắt ra hiệu với cảnh sát oai hùng tên là Ngô Minh, tiểu tử này hiểu ý, xoay người đi rót chén trà đặt trước mặt Diệp Phàm. Thái độ rất lễ phép. Cục trưởng Diệp, xin mời uống trà. Lúc này Diệp Phàm đương nhiên từ phạm nhân bị thẩm tra thoáng cái biến thành người bị hại. Hừ, cục trưởng thì có thể tùy ý làm bậy à? Kháo Sơn Hổ tôi quyết sẽ không đáp ứng, ức hiếp em gái của tôi đừng nói là cục trưởng, cho dù là chủ tịch huyện tôi cũng sẽ đánh lại. Đồng chí công an, tôi hy vọng các anh có thể theo lẽ công bằng mà phá án, đừng cho rằng một cục trưởng nhỏ bé là có thể một tay che trời. Lúc này ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nói trầm đục, cười lạnh khinh thường. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, vóc dáng người này cũng không phải là loại lưng hổ hình gấu, dáng người không khác biệt gì mình. Da rẻ hiện ra màu vàng khỏe mạnh, nhưng cặp lông mày lại như thanh đao dán trên đôi mắt làm người ta vừa nhìn thấy đã có loại cảm giác hoảng sợ. Ánh mắt đặc biệt sắc bén, thậm chí là có chút tàn nhẫn, cảm giác giống như mắt sói nhìn chằm chằm. Trên người tự nhiên phát huy ra một loại khí thế như núi. Đương nhiên, loại khí thế này là Kháo Sơn Hổ, Ngọc Thế Hùng tích lũy lâu dài được. Nhân vật chính đã tới, đây là lần đầu tiên tôi gặp Kháo Sơn Hổ, nghe tiếng đã lâu. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt. Diệp Phàm mỉm cười khẽ hành khí, bình tĩnh ngồi xuống cũng không có chút nào bối rối. Anh chính là Kháo Sơn Hổ. Diệp Phàm bình thản hỏi. Trong lòng Trương Thắng và Trần Đắc Chí đều kêu khổ thấu trời. Bây giờ sát tinh Ngọc Thế Hùng mà Hắc Bạch Lưỡng Đạo Ngư Dương đều vì nể lại tới. Hơn nữa vừa rồi từ khẩu khí của cục trưởng Diệp xem ra người này thật sự là một người làm việc không có suy nghĩ. Có lẽ hắn cho rằng bản thân có thể hù dọa người khác. Khẩu khí của một cục trưởng cục thối nát lại có thể mạnh mẽ với Kháo Sơn Hổ, như vậy. Chuyện này nhất định sẽ không hay, xem ra chuyện tối nay muốn giải quyết êm đẹp cũng khó khăn. Từ bản chất mà nói, trong đáy lòng Trương Thắng và Trần Đắc Chí vẫn vô cùng sợ hãi, Kháo Sơn Hổ, dù sao uy vọng của người ta cũng quá cao, danh tiếng thật sự quá vang dội. Bình thường cũng chỉ là chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Bây giờ thấy người thật bắp chân không khỏi có cảm giác hơi mềm nhũn. Chuyện này phải làm sao đây? Vẫn xin mời cục trưởng ra ngoài chủ trì, không phải là một cấp số. Nếu làm không tốt đắc tội với cả hai bên, người ta có thể trèo lên được vị trí cục trưởng khẳng định cũng có chút khả năng, nếu như ở trong cục bị Kháo Sơn Hổ, đánh cho thành đầu heo thậm chí đánh cho tàn phế, Kháo Sơn Hổ tự có người gánh trách nhiệm cho tê, tốn ít tiền là có thể giải quyết. Nhưng cục trưởng Diệp người ta lẽ nào lại không có mấy người đứng phía sau, thật khó làm. Trương Thắng cảm giác đầu phình to như đầu heo, vội vàng đưa mắt ra hiệu về phía Ngô Minh, ý kêu y nhanh chóng đi mời cục trưởng có thể quản chuyện tới.
đêm nay vì cục công an có một số chuyện đặc biệt cần phải xử lý. Cho nên tất cả mọi người đều ở lại làm thêm giờ. Ngô Minh ngầm hiểu, lặng lẽ dịch chuyển bước chân rời đi. Cậu chính là cục trưởng Diệp của cục tôn giáo gì đó sao? Kháo Sơn Hổ không đáp hỏi ngược lại. Đúng, Diệp Phàm nhướng mắt trả lời. Cục trưởng giỏi thế sao? Hừ. Sau khi Ngọc Thế Hùng hừ lạnh một tiếng đột nhiên quát Ngọc Miêu ở bên cạnh. Tát hắn mấy cái cho tao, cho em gái nhà ông hả giận rồi hãy nói. Dám ức hiếp em gái của ông, không biết mở to mắt ra mà nhìn. Ngọc, ông chủ Ngọc, không thể như vậy. Trương Thắng và Trần Đắc Chí bị hù dọa đến mức sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên nhưng thấy Ngọc Miêu kéo tay áo lên, hai người ngây người cũng không dám đứng ra ngăn cản. Nói đùa, ai dám đứng ra ngăn cản chứ, chọc giận Kháo Sơn Hổ phát huy đạp gãy bắp chân mình có lẽ cũng phải tự nhận bản thân xui xẻo. Kháo Sơn Hổ, tưởng thế nào, hóa ra cũng là một người không biết phân biệt tốt xấu, làm người ta rất là thất vọng. Không, cực kỳ thất vọng, đánh mất phong cách hào kiệt anh hùng cả đời của mình. Diệp Phàm lắc đầu thản nhiên cười nói, không hề để ý, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Mẹ kiếp, còn dám mạnh miệng, chửi anh Ngọc của chúng ta, bố mày không đánh cho mày một trận phải hét lên thì bố mày không gọi là Ngọc Miêu nữa. Ngọc Miêu mắng chửi, vung quả đấm xông tới. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng không quan tâm, duỗi ngón tay bắn lên cánh tay Ngọc Miêu, nghiêng người tránh sang. Dừng tay, nơi này là cục công an. Ở cửa thang gác đột nhiên toát ra tiếng quát lớn của một người. Cục trưởng Chu tới rồi. Diệp Phàm chậm rãi nói. Cục công an các anh thật đúng là náo nhiệt, đại sảnh của cục công an biến thành nơi lưu manh biểu diễn, nhân viên công an thấy nhân viên nhà nước bị đánh mà chỉ biết dương mắt đứng nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đang làm gì vậy? Muốn gây chuyện phải không? Công an, lưu manh các anh đều là bùn đất có phải không? Chu Bá Thành cảm thấy vô cùng mất mặt, Kháo Sơn Hổ cũng quá liều lĩnh rồi, quả thực xem cục công an như hậu viện nhà mình. Mặc dù nói y có một người chị thường vụ, nghe nói trên thành phố cũng có một người họ hàng thường vụ, nhưng cũng không thể không xem cơ quan chấp pháp cường lực của nhà nước không ra gì như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cục công an làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Hơn nữa người bị đánh còn là Diệp Phàm, người có quan hệ khá tốt với mình. Ngoài ra quan hệ của tiểu tử này với cục trưởng Vu Kiến Thần của cục thành phố hình như cũng rất tốt, nếu thật sự bị đánh tốt xấu gì cũng sẽ tới tai cục trưởng Vu. Bố mày phải vất vả lắm mới ngồi lên được vị trí cục trưởng cục công an huyện, đừng có chưa ngồi ấm chỗ đã bị người ta kéo xuống chứ. Chu Bá Thành trước kia cũng có quan hệ không tệ lắm với Diệp Phàm. Nhưng gần đây sau khi bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương bị ngã ngựa, trong lòng Chu Bá Thành cũng có chút rối loạn, cảm giác không có chỗ ký thác cứ trôi nổi khắp nơi. Trước mắt thế cục trong huyện quá phức tạp, cho nên y vẫn nằm ở trạng thái quan sát. Gần đây thế lực Ngọc Gia có chút vươn lên, Phí Gia và Ngọc Gia đều chìa cành ô liu về phía cục trưởng cục công an y. Chu Bá Thành có tính toán nghiêng về phía Phí Gia, bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn mặc dù nói là bí thư, nhưng vừa mới tới, cơ bản chưa ổn định. Thế lực Ngọc Gia mặc dù có chút vươn lên nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể đạt tới độ cao của Phí Gia. Nền tảng Phí Gia rất giàu có, đứng ở Ngư Dương đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị ngã. Gần đây thế lực lại càng như mặt trời ban trưa. Chu Bá Thành cảm giác nếu như đi theo Phí Mặc lăn lộn thì có lẽ còn có chút ít tiền đồ, bởi vì Phí Gia là dây leo, hình như sẽ không đổ. Diệp Phàm trước kia đi theo Lý Hồng Dương. Hiện tại Lý Hồng Dương bị lật đổ không phải lập tức bị Phí Gia điều đến cục tôn giáo sao, nghe nói lúc ấy khi hội nghị thường ủy thảo luận, chủ tịch huyện vệ và Phí Mặc còn chủ trương muốn xử hắn theo pháp luật. Xem ra tiểu tử này này xui xẻo đến mức không còn hy vọng gì rồi. Cục trưởng Chu, chúng tôi. Trương Thắng mấp máy một hồi lâu cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cục trưởng Diệp, ngồi đi, rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói trước đi. Chu Bá Thành nhàn nhạt hỏi, liếc mắt nhìn Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng nói. Ông chủ Ngọc, tất cả mọi người đều tới để xử lý chuyện, biết rõ nội tình không phải sẽ dễ làm hơn sao? Hừ, bản thân tôi cũng muốn nghe xem sao. Ngọc Thế Hùng hừ một tiếng cũng ngồi xuống. Văn Viễn, tên tiểu tử Diệp Phàm đó gặp xui xẻo rồi, ha ha ha. Chu Tiểu Đào cười như điên không dứt, gọi điện thoại cho con trai Phí Mặc là Phí Văn Viễn. Hai người này là đồng bọn, cộng thêm cháu cục trưởng Vương Thiên Lượng của cục tài chính thành phố là Vương Tiểu Ba tạo thành một tam giác sắt ba chân.
Lần trước ở Thủy Vân Cư, ba người đồng thời bị thiết quyền của Diệp Phàm hù dọa sợ vỡ mật, mặc dù nói lúc ấy Phí Văn Viễn đã tránh được kiếp nạn không bị bắt vào căn cứ Dương Đầu Phong chịu khổ, nhưng vì chuyện này cha Phí Văn Viễn là Phí Mặc đã vô cùng mất mặt trên hội nghị thường ủy. Sau này vẫn bị Phí Mặc đưa vào cục công an ăn cơm tù 2 ngày, dĩ nhiên là giả vờ để người khác nhìn thấy. Đương nhiên cũng không phải là cơm tù gì cả, mà là rượu và thức ăn của Thái tử gia, tự có người đưa tới. Xui xẻo, gần đây không phải hắn gặp đủ loại xui xẻo sao? Từ một chủ tịch thị trấn lớn bị lột mũ, điều tới làm cục trưởng một cục rách nát không ai muốn tới. Còn có người nào xui xẻo hơn hắn, ha ha ha. Phí Văn Viễn cười nói, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Lần này hắn lại càng muốn xui xẻo hơn, cậu biết hắn chọc vào người nào không? Chu Tiểu Đào cười thần bí nhỏ giọng nói. Người nào? Phí Văn Viễn cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói là chọc vào đại tiểu thư Ngọc Gia, ha ha ha. Đại cục trưởng Diệp lại đùa giỡn vào đại tiểu thư Ngọc Gia. Chu Tiểu Đào cũng không kìm được cười điên cuồng, khiến cho mấy đồng chí công an đang làm thêm giờ ở cách vách còn tưởng trưởng phòng Chu có phải mắc bệnh điên rồi không, lúc thì cười lúc lại làm gì đó. Đùa bỡn lưu manh, đùa bỡn thế nào, hắn dám sao? Đây chính là Ngọc đại tiểu thư, cho dù là chúng ta cũng không dám làm loạn. Anh Chu, Ngọc đại tiểu thư là thiên tiên mỹ nhân. Không phải nghe nói thời gian trước anh Chu còn tặng hoa gì sao? Phí Văn Viễn cũng không quên bỡn cợt Chu Tiểu Đào mấy câu. Tặng hoa, hừ, chuyện cũ rích rồi mà tiểu tử cậu còn nhắc đến. Chu Tiểu Đào tức giận mắng một câu, nói tiếp. Vừa rồi tôi có kêu người đi tìm hiểu, hình như tên đó đâm vào chiếc xe thể thao của Ngọc Kiều Long. Sau đó có lẽ Ngọc Kiều Long tức giận, tiểu tử này trong cơn nóng giận sinh ra vô lễ với Ngọc đại tiểu thư, túm vào ngực của Ngọc đại tiểu thư. Nghe nói còn cấu mấy cái, tay sắp thò vào trong cổ áo, hắc hắc hắc. Chu Tiểu Đào đắc ý không thôi, đương nhiên là cố ý thêm mắm thêm muối. Chuyện đó khẳng định rất thú vị, đáng tiếc không phải là chúng ta. Phí Văn Viễn rất tiếc nuối. Tiểu tử đó đúng là may mắn, bộ ngực của Ngọc đại tiểu thư mà hắn dám sờ soạng. Nghe nói ngọn núi của cô nương đó còn chưa có ai sờ qua, ai. Sờ ngực cô ta, thú vị không cần phải nói, mẹ kiếp, chuyện tốt gì cũng bị hắn chiếm sạch. Chu Tiểu Đào cũng có chút mùi vị chua xót nói. Đúng, ai dám đi sờ chứ? Đây không phải là muốn ăn cờ lê của Kháo Sơn Hổ sao? Ai, đáng tiếc, đáng hận. Phí Văn Viễn rất đau lòng tại sao người vô lễ không phải là mình, đáng tiếc y biết mình cũng không có gan hù dọa. Chương 375, nhân tình như tờ giấy mỏng. Cục trưởng Chu, chuyện là như vậy, sau bữa cơm chiều tôi đang đứng bên một xe bán nước trái cây chờ xe. Đột nhiên nghe một âm thanh chói tai truyền đến, vừa nhìn lên thì thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Ngọc đại tiểu thư đang lao tới. Lúc ấy bác gái bán trái cây đang cúi đầu gọt táo. Tôi thấy nguy hiểm nên nhảy vào tới định kéo bác ấy ra nhưng không kịp, cả hai người đều bị té vào trong xe trái cây, quần bị xé toạc, điện thoại di động bên hông cũng bị vỡ rồi, may mà còn giữ được mạng. Diệp Phàm kể hết tình huống một lần, dĩ nhiên là bỏ qua chuyện chụp trúng ngực kia. Nói nhảm, tôi thừa nhận lúc đó chiếc xe có quẹt nhẹ một chút, anh có tổn thất gì tôi bồi thường là được. Còn anh đường đường là một đại cục trưởng lại có thể dậu đổ bìm leo. Thấy tôi là một cô nương nên đùa giỡn dở trò lưu manh. Ngọc Kiều Long không phục. Ngọc cô nương, lúc ấy cô căn bản không nói gì đến chuyện bồi thường, tôi đã nói qua với cô chuyện này, cô cứ thế định lái xe rời đi. Tôi không có cách nào nên mới bắt cô ở lại, dĩ nhiên là để muốn giải quyết chuyện này. Gian hàng của bác gái bán nước trái cây đột nhiên bị cô đụng phải tan tành, còn kiếm tiền được sao, cuộc sống dân chúng khổ cực a. Cô còn có lương tâm không? Lúc ấy còn cuồng ngạo vô cùng. Tôi đề nghị cục trưởng Chu phải xử lý nghiêm túc chuyện này, chỉ riêng vấn đề thái độ cũng đáng phải suy nghĩ. Diệp Phàm nói vẻ nghiêm túc. Hừ, cục trưởng Chu, quần áo, điện thoại di động, quầy bán trái cây thì Ngọc Gia chúng ta sẽ bồi thường theo giá, nhưng chuyện tiểu tử họ Diệp này đùa bỡn em gái của tôi thì không thể bỏ qua. Giữa ban ngày ban mặt mà cục trưởng Diệp dám làm càn. Làm nhân viên công vụ quốc gia lại chi pháp phạm pháp. Đùa giỡn phụ nữ, nói thế nào cũng không thông, hừ. Ta cũng yêu cầu cục trưởng Chu nhất định xử lý nghiêm khắc hung thủ đùa giỡn phụ nữ, trả lại sự bình yên cho Ngư Dương. Ngọc Thế Hùng miệng lưỡi cũng không kém, bám chặt vào quan chế, dùng nó để chế quan, khăng khăng muốn chụp tội lưu manh lên đầu Diệp Phàm,
chuyện này là thứ mà quan viên sợ nhất, chỉ e động vào là bay mũ. Ông chủ Ngọc, cục trưởng Diệp, tôi xem chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì. Ông chủ Ngọc bồi thường theo giá, còn cục trưởng Diệp nói với Ngọc cô nương vài tiếng thì thế nào? Các anh xem đó, cục công an cũng đã cuối năm còn rất nhiều chuyện phải làm. Chu Bá Thành nói rất huyền chuyển, chẳng qua có chút nghiêng về Ngọc gia, bởi vì y nói vậy chẳng phải là chứng minh Diệp Phàm có đùa bỡn lưu manh rồi. Tuy nói không nói rõ ra muốn Diệp Phàm chịu nhận lỗi với Ngọc Kiều Long nhưng người sáng suốt nhìn vào là thấy ngay. Hừ, cái tên Chu Bá Thành cũng quá hám lợi rồi. Trước kia mình chịu bị Phó Cục trưởng Công an huyện Cổ Trinh Hoa và Vương Tiểu Ba đánh đập để hỗ trợ y. Cuối cùng đẩy ngã Cổ Trinh Hoa nên y mới có thể thừa cơ lên chức. Không ngờ bí thư Lý Hồng Dương vừa ngã xuống thì thấy Ngọc gia thế lớn đã vội tính chuyện trở mặt. Diệp Phàm nghĩ tới chuyện này, sắc mặt có chút khó coi. Cục trưởng Chu, tôi đã nói với anh lúc ấy do tình thế gấp gáp nên bắt lấy cổ áo Ngọc cô nương, chẳng lẽ như vậy cũng coi là vô lễ sao? Nói nhảm, rõ ràng là anh bắt. Ngọc Kiều Long giận đến muốn ngất đi, Diệp Phàm ngay cả chuyện đó cũng nói ra. Ha ha ha, cục trưởng Diệp, tôi cũng chưa nói là anh đã làm gì. Anh là người bị thương, ông chủ Ngọc cũng đã hứa hẹn bồi thường, chẳng qua anh nói vài câu với Ngọc cô nương là xong thôi, càng nói nhiều chẳng phải càng thêm phức tạp sao. Chu Bá Thành cười gượng, cố gắng giàn hòa chuyện này, dĩ nhiên trong lòng y cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao y ngồi lên ghế này là do Diệp Phàm giúp đỡ rất lớn, tuy nhiên chút xấu hổ này so với thế lực của Ngọc gia và cái mũ quan hiện giờ của mình thì thấm vào đâu. Ngọc gia muốn xử lý nghiêm khắc Diệp Phàm tội đùa giỡn phụ nữ, đây là tội rất nghiêm trọng, có khi phải chịu trách nhiệm hình sự. Chu Bá Thành còn chưa tới mức cạn tàu giáo máng như vậy, hơn nữa một quan viên bị chụp tội này thì coi như xong đời, đừng mong bao giờ có thể lên chức. Diệp Phàm lại không chịu thừa nhận nên Chu Bá Thành cũng không thể làm tới, có lòng bảo Diệp Phàm nói sai thì coi như xong, thật ra chuyện này cũng là biến tướng thừa nhận nên Diệp Phàm dĩ nhiên không chịu. Ngay vào lúc này, điện thoại vang lên, Chu Bách Thành vừa nối thông thì sắc mặt lập tức nặng nề, bước nhanh sang phòng khác để nghe. Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói nhu hòa của trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Ngọc Nhã Chi. Cục trưởng Chu, nghe nói cục trưởng Diệp giữa ban ngày làm ra chuyện gì rất có tiếng vang ở phố huyện A. Anh là ở cục công an phải duy trì bình an cho huyện, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, trách nhiệm nặng nề, những chuyện này tôi không nói nữa, ai? Sớm biết vậy tôi đã bảo em gái không đi ra ngoài dạo phố rồi, xảy ra chuyện này thật là phiền toái. May mà chưa xảy ra chuyện gì, nếu không thì không biết nói sao nữa. Sau khi cúp điện thoại, Chu Bá Thành đứng ngây ra một lúc, xem ra Ngọc gia đã chuyển lời qua miệng trưởng ban tuyên giáo Ngọc Nhã Chi, nếu như không xử lý Diệp Phàm thì Ngọc gia sẽ gây sự. Tuy nhiên Diệp Phàm hình như có quan hệ với cục trưởng cục công an thành phố Vu Kiến Thần, nếu như xử lý hắn thì đắc tội Vu Kiến Thần. Nhưng có lẽ quan hệ Vu Kiến Thần với Diệp Phàm cũng không sâu đậm gì. Chu Bá Thành đang tính toán thì điện thoại lại vang lên, là Phí Vũ Vân con trai Phí Mặc gọi tới. Cục trưởng Chu khỏe chứ, vừa tối tôi có xem TV với cha tôi, nghe nói ở Ngư Dương vừa phát sinh chuyện mới. Cha tôi lúc ấy có nói, ai, công tác trị an của huyện thành Ngư Dương chắc là phải chỉnh đốn một chút, ban ngày mà vẫn có thể phát sinh chuyện như vậy, nếu mà buổi tối thì còn hiểu được. Hơn nữa cứ luôn bảo mấy anh chị em chúng tôi buổi tối phải về sớm nếu không gặp phải loại người này thì đúng là phiền toái. Đặc biệt là với chị họ của tôi, cha tôi lại càng dặn dò lâu, cuối cùng chị họ tôi bực mình bảo cái đó phải do lãnh đạo cục công an chịu trách nhiệm chứ, cứ điều cục trưởng ra trấn thủ đại môn đi. Ha ha ha, cha tôi liền quát bảo chị họ tôi thì biết cái gì. Lãnh đạo có khó khăn của lãnh đạo, chẳng qua chuyện này nếu như không xử lý tốt chỉ e quần chúng sẽ nói này nọ. Lãnh đạo nếu quả thật có trách nhiệm thì cũng không thể đem đổi đi, cũng không thể để cho chị An huyện thành đi xuống, ảnh hưởng tới danh tiếng của cổ thành Ngư Dương. Nghe xong mấy lời trong mềm có cứng của Phí Vũ Vân, sắc mặt của Chu Bá Thành tức thời đen sạm lại. Y hiểu đây là bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc mượn miệng con trai Phí Vũ Vân chuyển lời cho mình, nếu như làm theo ý thì Phí gia sẽ nâng đỡ mình. Nếu như khăng khăng muốn trọi cứng thì mũ quan của mình sẽ lung lay rồi. Diệp Phàm chính là một ví dụ, mấy cục hẻo lánh của Ngư Dương còn có rất nhiều, không phải chỉ có một mình cục tôn giáo. Hơn nữa Phí Mặc giết Diệp Phàm cũng coi như là con khỉ đầu tiên cho những con gà khác nhìn vào. Chu Bá Thành suy nghĩ một chút, nội tâm tranh đấu kịch liệt,
cuối cùng quyết định ngả về Phí Mặc, nói. Bí thư Phí, chuyện phát sinh ở trạm xe phố huyện tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Đối với những phần tử vô pháp vô thiên đùa giỡn phụ nữ, cho dù là ai thì cục công an chúng tôi cũng chấp pháp công bằng. Chu Bá Thành nói chuyện như chém đinh chặt sắt, trên thực tế là tỏ thái độ với Phí Mặc là đầu nhập. Tốt tốt tốt, cục trưởng Chu là một cục trưởng tốt, có thể bảo vệ bình an một phương, bí thư Vương Xương Nhiên gần đây hay lên thành phố, chắc sau này lên thành phố cũng phải nhìn vào ai rồi. Cục trưởng Chu hãy làm cho thật tốt nhé. Lồng ngực của Chu Bá Thành nghe xong câu này thì lập tức phập phồng. Cảm giác này dĩ nhiên là do hưng phấn bởi câu nói của Phí Mặc, câu nói này rõ ràng là ám chỉ nếu như bí thư ủy ban chính pháp Vương Xương Nhiên đi thành phố thì sau này Chu Bá Thành sẽ kiêm nhiệm luôn vị trí bí thư ủy ban chính pháp, có thể vào thường vụ. Ha ha, bí thư Vương có thể thăng chức tôi cũng rất cao hứng a. Cảm ơn bí thư Phí khích lệ, tôi sẽ làm tốt công tác, luôn nghe chỉ thị của bí thư Phí. Chu Bá Thành nhiệt huyết sôi trào, chính thức biểu thị lòng trung thành với Phí gia. Ha ha ha, còn nói là chỉ thị sao, chúng ta là bạn bè mà. Phí Mặc sau khi cúp điện thoại, lẩm bẩm. Thằng oát Diệp Phàm, chiều nay lại dám bỉ mặt mình, đã vậy thì ông cho mày ăn bùn. Không phải là mấy cái bàn sao, để xem ai cấp cho mày. Hừ, chỉ cần mày ngồi cái bàn không hợp với đãi ngộ thì ông sẽ cho mày đẹp mặt, giờ thì tiện nghi cho con bé của Ngọc gia đã. Cho mày ngồi trong cục vài ba ngày đi. Sau này không thức thời sẽ chỉ đến nơi đến chốn, xem có ai ở Ngư Dương dám khiêu chiến quyền uy của Phí Mặc này. Nếu như có thể kích động mâu thuẫn giữa hắn và Ngọc Gia rồi trực tiếp vuốt cái mũ của hắn thì tốt hơn. Ngọc Gia dạo này cũng có vẻ vọng động rồi, lần này đối đầu với Diệp Phàm càng tốt. Tiểu tử này tranh đấu với Ngọc Gia cũng không tệ, lúc chiều chủ tịch huyện vệ và bí thư cổ không phải là muốn thu xếp hắn làm một trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng sao. Trợ lý chủ tịch huyện là tốt, còn là cấp trưởng phòng, còn hơn cả phó ban. Quyền lực càng lớn thì tiền vốn để đấu với Ngọc Gia càng dày. Đời người không có đấu tranh thì còn gì là vui. Tốt nhất là có thể nắm trong tay các cuộc tranh đấu mới là nguyện vọng lớn nhất của Phí Mặc ta, ha ha ha. Diệp Phàm, xin lỗi rồi, vì cái mũ của bí thư ủy ban chính pháp, Chu Bá Thành này đành thất lễ với cậu, có mất mũ quan cũng đừng trách tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Xu lợi tránh hại vốn là bản tính con người. Người không ích kỷ sẽ bị trời tru đất diệt. Đời này làm gì có chính nghĩa, đạo đức, công lý đều trên cơ sở tư lợi mà thôi. Chu Bá Thành thầm nghĩ rồi đẩy cửa đi ra, coi như tìm được lý do để bất nghĩa với anh em. Chương 376, dựa vào. Sắc mặt Chu Bá Thành trầm xuống, bày ra tư thế cục trưởng, lạnh giọng. Cục trưởng Diệp, chuyện này phải điều tra rõ ràng. Cô nương Ngọc Kiều Long đâm vào anh là sự thật, Ngọc gia nên bồi thường tổn thất kinh tế cho anh, nhưng sau đó anh lại động thủ đùa giỡn cô Ngọc Kiều Long nên cũng phải điều tra lấy chứng cứ. Hơn nữa quốc gia đã khuyên bảo, chỉ thị nhiều lần phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ nhi đồng, cho nên xin lỗi cục trưởng Diệp, vương tử phạm pháp còn phải chịu tội giống như thứ dân, huống chi chúng ta là cán bộ của đảng, thì càng phải tuân thủ pháp luật quốc gia, quan viên phạm pháp thì tính chất càng nghiêm trọng, càng ác liệt. Bây giờ đã muộn rồi, có làm thêm trong cục đến bây giờ cũng nên nghỉ làm rồi. Buổi tối nên đành ủy khuất anh một chút, đợi mấy ngày trong cục rồi hãy nói. Chu Bá Thành nghiêm nét mặt, nghiễm nhiên duy trì một hình tượng bao thanh thiên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, quay đầu nói với Trần Đắc Chí. Trưởng phòng Trần, đưa cục trưởng Diệp vào phòng giam giữ ở tạm mấy ngày mai tiếp tục điều tra lấy chứng cứ. Cục trưởng Chu, chuyện đã không còn gì phải xác định tại sao còn muốn giam giữ tôi, xin lấy lệnh bắt giam của Viện Kiểm sát ra. Trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh, đau lòng liếc mắt nhìn Chu Bá Thành, không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh như vậy. Thời gian trước ở Lâm Tuyền đang còn gọi nhau là anh em, trong nháy mắt đã không nhận người quen rồi. Cõi đời này còn có tình cảm anh em gì nữa? Hừ, cục trưởng Diệp, tôi nể mặt cậu cho nên mới nói như vậy, cậu đừng không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Chuyện này cậu có hiềm nghi cực lớn, ảnh hưởng vô cùng không tốt, dẫn đi. Chu Bá Thành gầm nhẹ một tiếng. Đi thôi cục trưởng Diệp, lẽ nào thật sự muốn tôi phải còng anh? Trần Đắc Chí lắc đầu, đẩy Diệp Phàm đi, quơ quơ còng sắt trên tay. Tôi tự đi được, hừ, cục trưởng Chu, anh rất công chính, ha ha ha. Diệp Phàm cười điên cuồng mấy tiếng, quay đầu liếc nhìn Kháo Sơn Hổ. Kháo Sơn Hổ, ha ha ha.
Thú vị lắm, còn cô nữa. Hừ. Diệp Phàm lại trợn mắt liếc nhìn Ngọc Kiều Long, hừ một tiếng xoay người không nhìn ai nữa bước đi. Đợi đã, bộ quần áo của cậu bao nhiêu tiền, còn cả điện thoại di động nữa. Kháo Sơn Hổ bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm liếc nhìn, không khỏi cảm thấy trong lòng đột nhiên nhảy lên, trong lòng mơ hồ cảm giác bản thân có phải đã làm chuyện sai gì không. Tiền của Ngọc gia, Diệp Phàm tôi không dám cầm, không đưa cũng được, vì số tiền đó, nói thật, tôi ngại có hơi dơ bẩn. Diệp Phàm cười nhạt bước đi, khiến Ngọc Kiều Long đứng nhìn bên không khỏi cảm thấy một trận đau nhức, thầm nghĩ, đây là chuyện gì chứ? Hắn là một tên điên cuồng, một tên lưu manh mà thôi. Khi tiến vào phòng tạm giam tối đen như mực, trong đầu Diệp Phàm như đan xen hàng ngàn suy nghĩ, hồi tưởng lại quãng thời gian gần đây. Xem ra trên đời này không quyền không tiền không thế thì sẽ chịu khinh dễ, tại sao Chu Bá Thành lại biến thành như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là từ chỗ bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Mình mất đi chỗ dựa, đương nhiên sẽ giảm bớt không ít phân lượng trong lòng y. Gần đây mình lại đặc biệt xui xẻo, đắc tội với chủ tịch huyện và Phí Mặc của Phí gia khiến Chu Bá Thành khi chọn lựa nhất định sẽ thận trọng suy nghĩ. Nguyên nhân thứ hai khẳng định là vì thường vụ của Ngọc gia Ngọc Nhã Chi rồi. Nếu chỉ nói riêng là một Kháo Sơn Hổ, mặc dù lợi hại nhưng Chu Bá Thành là cục trưởng một cục trong huyện, có lẽ cũng không kiêng kỵ đến mức độ này. Lẽ nào Chu Bá Thành cục trưởng cục công an có ý muốn dựa vào Ngọc gia Ngư Dương, có lẽ không nhanh như vậy, dựa vào Ngọc gia vậy chi bằng dựa vào Phí gia, hình như thế lực của Phí gia còn lớn hơn. Anh Ngọc, nếu không em vào trong cho một bài học, để thằng nhãi nhốt trong nhà giam đó không được yên thân. Mẹ kiếp, hắn cũng quá cuồng ngạo, lại dám ở trước mặt anh Ngọc kiêu ngạo, ức hiếp tiểu thư, không phải là đồ cẩu tạp chủng sao? Ngọc Miêu tức giận bất bình quát lên. Em gái, hắn không làm gì em chứ? Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng liếc nhìn em gái Ngọc Kiều Long. Vấn đề lớn thì không có, chỉ là bị hắn đùa bỡn một chút, làm chút hành động lưu manh. Ngọc Kiều Long đỏ mặt nói. Ai, em gái, tính khí của em cũng phải thay đổi đi. Người ta dù sao cũng là một cục trưởng, nếu nói sau lưng không có ai cũng không thể. Ngọc gia chúng ta mặc dù nói có thế lực hùng mạnh ở Ngư Dương, nhưng cũng còn có Phí gia, Tiếu gia, Tạ gia, Ngư Dương này không phải toàn bộ là thiên hạ của Ngọc gia chúng ta. Hôm nay Chu Bá Thành nhất định là nể mặt chị mới nhún nhường như vậy, nếu không có chị ở thành phố thì. Ngọc Thế Hùng nói, nhưng xoay mặt lại nói cứng. Nhưng cũng không cần lo lắng gì cả, tên cục trưởng kiêu ngạo bị đẩy vào lãnh cung cũng không có gì phải lo lắng. Ngọc gia chúng ta ở Ngư Dương mặc dù nói chưa hẳn chiếm được vị trí đầu tiên, nhưng cũng không phải là thế lực mà bất kỳ nhà nào cũng có thể vuốt râu hùm. Ai dám ức hiếp em gái của anh sẽ để hắn hoàn toàn hết đời. Lúc này điện thoại vang lên, sau khi Ngọc Thế Hùng nhận điện thoại trả lời mấy tiếng, liền xoay người nói với Ngọc Kiều Long. Chị muốn gặp em, anh, em. Ngọc Kiều Long có vẻ sợ hãi, xem ra vẫn có chút e ngại chị gái. Người chị trên miệng Ngọc Kiều Long đương nhiên chính là trưởng ban tuyên truyền, thường vụ huyện ủy Ngọc Nhã Chi. Ngọc Nhã Chi cũng được xem là người lèo lái Ngọc gia ở Ngư Dương, Kháo Sơn Hổ đại diện là bên Hắc Đạo, còn Bạch Đạo thì người đại diện là Ngọc Nhã Chi. Thật ra chị gái Ngọc Nhã Chi mới là người đại diện chân chính của Ngọc gia, đại diện trên quan trường Bạch Đạo, cho nên Ngọc gia có cả Hắc Bạch như vậy, thế lực vững bước bay lên cũng là bình thường. Hắc Đạo kiếm tiền, Bạch Đạo bảo vệ, hai bên kết hợp. Được rồi, không cần sợ, có lẽ chị không làm gì em đâu. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần bị phê bình đi. Chuyện hôm nay nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ hình như cũng không chủ yếu là ảnh hưởng rất không tốt, ha ha ha. Ngọc Thế Hùng phóng đãng cười nói, cười đến mức Ngọc Kiều Long cứ trợn mắt, hai cánh tay non nớt cứ tàn ác đập xuống ngực của anh trai, sẵn giọng. Em đánh chết anh, người ta đang lo lắng, anh còn cười xấu xa như vậy, có giống một người anh trai không? Sau đó cô ta thấp giọng hỏi. Anh, tên cục trưởng Diệp đó có phải bị lột mũ quan rồi không? Lột mũ quan, có khả năng. Quan viên sợ nhất là chuyện này, nhưng cũng ảnh hưởng không tốt đến danh dự của em. Sau này em phải chú ý một chút, vì chuyện nhỏ như đánh giấm mà đại cục trưởng người ta bị mất mũ thật sự cũng có chút đáng tiếc. Y quay đầu cười chế nhạo nhìn chằm chằm Ngọc Kiều Long, có chút dáng vẻ kinh ngạc. Không đúng, tên họ Diệp đó ức hiếp em. Hắn mất mũ quan thì cứ mất, liên quan gì đến em nên vui mừng mới đúng,
em gái anh từ lúc nào lại có trái tim nhân ái mềm yếu như vậy, em hỏi như vậy là có ý tứ gì? Hừ, anh cười cái gì, không sai, tốt nhất là lột mũ quan của tên họ Diệp đó, nhốt hắn vào đại lao thì càng tốt, dám khinh dễ tóc của bổn cô nương, còn. Ngọc Kiều Long khôi phục lại dáng vẻ điên cuồng, nhưng trong nội tâm luôn có cảm giác có vẻ không thoải mái, cũng không có loại cảm giác chiến thắng như trước kia. Lúc này bộ ngực lại mơ hồ nóng lên, liếc mắt nhìn ngực mình, thầm nghĩ, tên lưu manh, ngực mình lại bị hắn chộp vào, đây là nơi từ trước đến nay không có ai sờ qua. Hình như sờ vào cũng có cảm giác khác thường, cũng không đau, còn có chút tê tê, phi phi phi, tại sao mình lại có loại suy nghĩ này chứ, tên đàn ông thối tha, đồ tay bẩn, đồ khốn khiếp, đi chết đi. Tâm tình của Ngọc Kiều Long rất phức tạp, quay đầu nhìn lại công lớn của cục công an, xoay người lái xe đi. Cái cậu Diệp này, có chuyện gì vậy? Bận việc không đến cũng không gọi điện nói một tiếng, hôm nay là đại hỷ sự của anh Tào, cậu ấy lại có thể không có tin tức gì cả, sắp 11 giờ rồi. Tôi thấy anh chàng này đúng là muốn ăn đòn rồi, có phải thiếu niên đắc chí thăng lên làm chủ tịch thị trấn rồi một bước lên trời không, ha ha ha. Vu Kiến Thần khàn giọng chửi mắng trong kiểm phổ các thành phố Mặc Hương. Lão Vu, có lẽ chú Diệp đang kẹt xe trên đường, chúng ta từ từ uống trà, một đêm không ngủ cũng không có căn hệ gì, từ từ chờ xem, ha ha ha. Tào Vãn Niên trải qua rất nhiều gian khổ, đạp vỡ rất nhiều đại môn lãnh đạo, cuối cùng đã tu thành chính quả, ngồi lên được vị trí trưởng ban ban tổ chức thị ủy, thần kinh căng thẳng mười mấy ngày thoáng chốc đã buông lỏng. Hôm nay cũng đặc biệt hưng phấn, nhưng y che giấu rất tốt, cũng không có dáng vẻ cuồng ngạo. Ai, lần này nếu không phải nhờ chủ tịch tỉnh Tề ủng hộ, lão ca tôi có lẽ đã không giành được vị trí này rồi. Thật là may mắn. Tào Vãn Niên thở dài một tiếng. Lão Tào, anh bây giờ đã lên ngựa rồi, sau này có cơ hội nhất định phải giúp đỡ chú Diệp, tiểu Diệp rất tốt, là một người trọng tình nghĩa. Vu Kiến Thần cười nói. Được, chờ một thời gian ngắn đi, cậu ấy không phải có tham gia vào lớp học nhân tài xuyên thế kỷ sao? Đợi sau khi học xong sẽ nghĩ cách. Tào Vãn Niên nhấp một ngụm trà gật gật đầu. Lão Tào, bây giờ chủ tịch, bí thư huyện Ngư Dương đều thay đổi rồi, nghe nói trước mắt Phí gia đang chủ đạo, thế lực của Ngọc gia cũng đang đuổi theo. Chú Diệp trước kia nghe nói có quan hệ tương đối tốt với Lý Hồng Dương. Thoáng cái mất đi chỗ dựa cũng không biết có gặp phải sự đả kích của Phí gia không, nghe nói chú ấy Phí gia cũng có chút hút mắc. Vu Kiến Thần có vẻ lo lắng nói. Nếu muốn ra tay có lẽ cũng không nhanh như vậy, cũng phải ngồi yên ổn lên vị trí bí thư khối đảng Ngư Dương, có lẽ sẽ đợi đến lúc nền tảng vững chắc mới ra tay. Hơn nữa cuối năm rồi, lúc này bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn và chủ tịch huyện vệ có lẽ cũng sẽ quan tâm đến đại cục. Bí thư, chủ tịch huyện đều mới nhậm chức, hai mắt còn mịt mờ chưa rõ trắng đen, lúc này nhân sự lộn xộn nhất định sẽ tạo ra bất lợi cho bản thân. Chuyện bất lợi, Cổ Bảo Toàn nhất định sẽ không làm. Y còn phải quan sát, chọn lựa người chung ý mình, nhất thời cũng chưa nhìn ra ai, cho nên cuối năm rồi, có lẽ cần ổn định, vững vàng qua sang năm không phải tốt hơn sao. Cho nên mấy ngày này có lẽ không có điều chỉnh nhân sự gì lớn, vấn đề tương đối trở tay kịp phạm vi nhỏ có lẽ sẽ giải quyết trước. Tào Vãn Niên nhàn nhạt phân tích. Đúng, anh Tào nói cũng đúng. Mấy ngày nữa là cuối năm rồi. Đầu tiên nên để Diệp Phàm ngồi vững vàng đã rồi hãy nói. Anh Tào biết Cổ Bảo Toàn sao? Vu Kiến Thần hỏi. Biết chứ, trước kia khi y còn làm phó chủ tịch huyện Cổ Xuyên, tôi có quen biết y. Đợi qua năm mới, chúng ta tìm cơ hội giới thiệu chú Diệp cho bí thư Cổ quen biết một chút. Trong một huyện, bí thư huyện ủy có vai trò rất quan trọng, nhưng nghe nói Cổ Bảo Toàn và bí thư Chu của thị ủy đi lại tương đối thân thiết. Cho nên có một số chuyện cũng rất phức tạp, một thị trấn. Một huyện, một thành phố cũng không phải cô lập. Có lẽ bổ nhiệm một bí thư đảng ủy thị trấn cũng cần có ngoại giao trong thành phố. Nói đơn giản, ví dụ như Diệp Phàm ngồi lên được vị trí bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, Cổ Bảo Toàn làm bí thư huyện ủy, đối với loại thị trấn có ảnh hưởng rất lớn đối với cả huyện, y nhất định muốn nắm trong tay. Cổ Bảo Toàn sắp xếp xong thành viên nòng cốt của mình cũng là củng cố thêm thế lực của mình. Thế lực bản thân mà ổn định cũng sẽ tiến thêm một bước trong việc tiếp tục phục vụ bí thư thị ủy Chu Càn Dương. Cổ Bảo Toàn làm rất tốt, sau này có cơ hội tiến thêm một bước trèo lên. Cổ Bảo Toàn có thể quản lý tốt Ngư Dương cũng có ảnh hưởng đến bí thư Chu. Chỉ riêng hạng mục kinh tế, bí thư Chu cần kinh tế Ngư Dương ổn định, nhanh chóng tăng trưởng. Nếu huyện ổn định,
Bí thư Chu cũng có khả năng tiến thêm một bước. Cho nên từ thành phố đến huyện, huyện đến thị trấn đến thôn xã đều đan xen lẫn lộn vào nhau. Không có một nơi nào cô lập tồn tại, thỉnh thoảng bổ nhiệm nhân sự trong thành phố sẽ ảnh hưởng đến huyện, xã, thị trấn. Tào Vãn Niên thở dài. Chương 377, không phải là một món đồ. Lão Tào, hiện tại quan hệ trong thành phố cũng rất không rõ ràng, có vẻ hỗn loạn. Phu Kiến Thần lắc đầu. Đúng, bố cục trước kia tương đối rõ ràng. Bí thư Dương Quốc Đống của thị ủy một hệ, chủ tịch thành phố là Hạo Thông một hệ, khi Chu Càn Dương là phó bí thư, cũng có một hệ, chỉ là thế lực có lớn có nhỏ mà thôi. Hiện tại bí thư Chu lên chức rồi, y khẳng định cũng có một hệ. Chủ tịch thành phố là Hạo Thông cũng tăng cường lực lượng trong hệ của mình. Còn lại thì không rõ ràng. Tào Vãn Niên cũng cảm thấy nhức đầu, thế lực trong thành phố không rõ, khiến y cũng không biết theo ai. Tôi nghe nói hiện tại phó bí thư Tạ Quốc Trung xếp thứ 3 trong thành phố cũng có manh mối tự lập thành một hệ. Còn phó bí thư chuyên trách thứ 2 Ngọc Hoài Nhân xếp vị trí thứ 4 cũng có xu thế kết bè cánh với thư ký trưởng Phí Ngọc. Bí thư ủy ban tư pháp Tần Thiên Cương và trưởng ban tuyên giáo Khổng Hân Hô có phương hướng không rõ ràng. Tư lệnh cố của quân khu một hệ. Phó chủ tịch thành phố Lô có lẽ sẽ theo bí thư Chu. Lão Tào, anh nên thận trọng một chút mới được. Nếu tìm sai đồng bọn thì có thể đưa tới phiền phức vô cùng. Phu Kiến Thần cũng nghe thấy có rất nhiều tin tức nho nhỏ. Ha ha ha, chúng ta không nói những chuyện phiền lòng này nữa. Tối nay phải thư thái mà thưởng trà, lão Phu, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện bản thân chúng ta có thể quyết định, có những chuyện còn liên lụy lên trên tỉnh. Tào Vãn Niên cười nói, cũng không nói những chuyện này nữa. Trưởng phòng Trương, tối nay tạm giam ai trong nhà lao vậy? Tối nay cậu còn phải trực ban, đêm đông rét mướt thật sự không chịu nổi. Mẹ kiếp, sắp đến cuối năm rồi, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Cuộc sống thật là gian nan. Giám đốc Sở Triệu Thiết Hải của Sở Công an thị trấn Lâm Tuyền có việc vừa mới làm xong, tiện mắt nhìn thấy Phó trưởng phòng Trương Thắng đang đứng bên ngoài phòng tạm giam, cùng với Phó trưởng phòng Trần Đắc Chí của phòng an ninh trật tự hút thuốc nói chuyện. Anh nói phải lắm, mấy ngày này ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Người sắp biến thành xác ướp rồi. Những binh tôm tướng tép chúng ta đúng là số khổ, ngày đông rét mướt thế này vẫn phải trông nhà giam. Người bị giam giữ bên trong cũng không phải là trọng phạm gì. Là một cục trưởng, có lẽ biết bay lên trời, chui xuống đất. Giám đốc Triệu, nếu nói ra người này, anh khẳng định còn quen biết, ha ha ha. Trương Thắng cười nói, đứng dậy đưa điếu thuốc tới cẩn thận châm lửa. Triệu Thiết Hải mặc dù nói chỉ là giám đốc Sở Công an thị trấn Lâm Tuyền, nhưng y còn có thêm chức danh đảng ủy viên phòng công an, cho nên trong cục cũng xem như người có tiếng nói. Trương Thắng đương nhiên muốn nịnh bợ một chút rồi. Cục trưởng, có quen biết, người nào vậy? Triệu Thiết Hải tỏ ra hứng thú. Diệp Phàm, thế nào hả? Ha ha ha. Trương Thắng hơi có dáng vẻ đắc ý. Diệp Phàm, cục trưởng Diệp, cậu ấy bị sao vậy? Trong lòng Tiếu Tuấn Thần chợt cả kinh, thất thanh kêu lên nhưng trong giây lát đã khôi phục được bình tĩnh. Ha ha ha! Trương Thắng và Trần Đắc Chí nở nụ cười nói. Thấy chưa, giám đốc Triệu, tôi nói anh sẽ kinh ngạc mà, quả nhiên là như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Triệu Thiết Hải như tối sầm lại. Ai, còn không phải xui xẻo chọc vào cô nương đại tiểu thư Ngọc gia. Trương Thắng thở dài, giống như có chút lòng đồng tình. Ngọc Kiều Long, cục trưởng Diệp tại sao lại chọc vào cô ta? Triệu Thiết Hải giả vờ hiếu kỳ hỏi. Thật ra chuyện rất đơn giản, lúc ấy Ngọc đại tiểu thư lái xe đâm vào một quầy trái cây ở trạm xe, cục trưởng Diệp cũng đang ở đấy, còn thuận tay cứu được một bác gái ở quầy trái cây. Kết quả như thế nào? Ngọc đại tiểu thư đâm vào người ta cũng không quan tâm đến người bị đâm mà lái xe bỏ đi. Sau đó có lẽ cục trưởng Diệp không thấy cô ta đi đến. Hơn nữa bản thân cậu ấy hình như cũng bị thương ở bắp chân, điện thoại di động cũng bị đâm nát, quần sắp rách thành hai mảnh. Cho nên ngăn cản Ngọc tiểu thư không cho đi, cô nương đó rất lợi hại, hình như túm lấy một cánh tay cục trưởng Diệp, lại còn nói cục trưởng Diệp muốn giở trò lưu manh, giám đốc Sở Triệu, anh thử nghĩ xem, ở huyện Ngư Dương này có ai không biết Ngọc gia kháo sơn hổ Ngọc Thế Hùng, có gan đi giở trò lưu manh với em gái ruột của y sao? Đây còn không phải là tự tìm đường chết. Cho dù là cục trưởng Diệp không biết Ngọc đại tiểu thư, nhưng người ta vẫn nhìn thấy chiếc xe thể thao hơn 100 vạn, vô cùng giàu có.
Cục trưởng Diệp có thể ngồi lên được vị trí cục trưởng, nhãn lực có lẽ không kém như vậy, chuyện này, hắc hắc hắc. Trương Thắng vừa cau mày vừa thể hiện ra dáng vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác. Chuyện này cục trưởng Chu có biết không? Tôi nghĩ chuyện này các cậu nhất định không xử lý được, người ta dù sao cũng là một cục trưởng, cấp bậc của chúng ta không đủ, chuyện này cần cấp bậc gì chứ? Triệu Thiết Hải hỏi. Cục trưởng Chu tự mình xử lý. Trần Đắc Chí nhàn nhạt cười nói, lộ ra vẻ thần bí. Lúc này Trương Thắng dùng ngón tay chỉ lên trời nói. Lúc ấy sau khi cục trưởng Chu nhận điện thoại cũng không nói gì cả, giống như biến thành một người khác, mạnh mẽ xử lý. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Trong lòng Triệu Thiết Hải chợt lạnh, vốn tưởng rằng cục trưởng Chu Bá Thành không biết chuyện này, đến cầu xin y có lẽ không khó để thả Diệp Phàm ra. Nếu chuyện này Chu Bá Thành tự mình xử lý thì ý tứ có chút ý vị sâu xa rồi. Cục trưởng Chu trước kia hình như có quan hệ rất tốt với Diệp Phàm. Lúc ấy thấy Chu Bá Thành thường xuyên vỗ vai Diệp Phàm gọi chú em, Triệu Thiết Hải còn có chút chua xót trong lòng. Nghĩ thầm mình là đồng sự cùng hệ thống công an mà còn chưa từng thấy cục trưởng Chu thân mật với mình như vậy. Không ngờ thời cuộc đổi thay, lòng người khó đoán, người này cũng biến đổi quá nhanh. Anh em gì đó đều là giả dối, có quyền có thế có tiền thì là anh em với người ta, mình nhổ vào. Trong đáy lòng Triệu Thiết Hải hung hăng nhổ một bãi nước miếng với cục trưởng Chu Bá Thành. Sau khi đi tới cửa suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên nói với cục trưởng Vu của cục thành phố, xem có thể dàn xếp một chút không. Ngọc Gia có thế lực rất lớn, nếu cục trưởng Vu cũng giống như cục trưởng Chu thì Diệp Phàm thật sự có chút khó sống rồi. Mình là một giám đốc sở, mặc dù nói còn đeo thêm danh hiệu đảng ủy. Nếu thật sự chọc vào Chu Bá Thành tạo ra chút mánh lưới gì đó, người ta muốn bắn rụng danh hiệu đảng ủy viên của mình cũng không khó. Triệu Thiết Hải biết nếu đem chuyện này thọc đến cục thành phố thì rất nguy hiểm, có lẽ cái mũ giám đốc sở, danh hiệu đảng ủy viên mà mình vất vả lắm mới kiếm được sẽ vì một câu nói mà biến mất. Nếu nói cho cục trưởng Vu thì phải xem trong mắt Vu Kiến Thần, Chu Bá Thành và Diệp Phàm, ai có phân lượng lớn hơn, Triệu Thiết Hải quyết định đánh cược, trong lòng hung hăng mắng, cõi đời này mặc dù nói người nào cũng buôn bán, giao dịch quyền tiền, giao dịch quyền sắc, giao dịch quyền, nhưng nhân gian luôn có một chút tình cảm anh em. Người nào cũng vô tình thì xã hội này há không phải biến thành biển băng hết sao? Triệu Thiết Hải ta rất công nhận tình cảm anh em, nếu gặp xui xẻo thì chống đỡ, cùng lắm thì quay về làm một cảnh sát nhỏ chuyên quản lý những chuyện vớ vẩn trong nhà thì càng tốt, thằng cụ nó, phải gọi điện thoại thôi. Nghĩ tới những chuyện phiền lòng, Triệu Thiết Hải len lén chuồn ra ngoài, quả quyết gọi điện thoại. Đã 12 giờ rồi, Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần cũng đang chuẩn bị đứng lên rời đi. Vu Kiến Thần đang hùng hổ mắng Diệp Phàm thì điện thoại vang lên, trong lòng đang tức giận cho nên thanh âm cũng đặc biệt lớn, vừa cầm điện thoại đã hét lên. Người nào vậy, muộn như vậy còn làm phiền người khác, không muốn để người ta yên sao? Cục trưởng Vu, tôi là Triệu Thiết Hải ở thị trấn Lâm Tuyền. Có chuyện gấp cần nói với ngài. Trong lòng Triệu Thiết Hải chấn động, biết lúc này trong lòng Vu Kiến Thần đang khó chịu, khi xui xẻo đụng phải cũng phải cố lên gân nói chuyện. Việc gấp. Cái thị trấn rách nát của cậu thì có chuyện gấp gì? Không phải lại đụng phải một tên tội phạm truy nã cấp một đi lang thang ở chỗ cậu đấy chứ? Tôi thấy Lâm Tuyền các cậu sắp biến thành hang trộm rồi. Vu Kiến Thần tức giận hừ nói. Không phải, anh Diệp xảy ra chuyện rồi. Triệu Thiết Hải vội vàng nói, y thật sự sợ làm Vu Kiến Thần mất hứng thoáng cái cúp điện thoại thì phiền phức. Diệp Phàm xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Trong lòng Vu Kiến Thần cả kinh hỏi, Triệu Thiết Hải cũng không có cách nào, nói rõ chuyện này tương đối lớn, cho nên cũng vội, tựa hồ như hét lên. Nói ra rất dài dòng, mấy ngày trước bị người ta lột mất mũ quan điều tới cục tôn giáo làm cục trưởng rồi, hôm nay lại chọc vào người của Ngọc Gia Ngư Dương bị nhốt vào trong cục cảnh sát rồi. Triệu Thiết Hải đại khái tường thuật lại. Chuyện này thật sự do Chu Bá Thành tự mình làm sao? Vu Kiến Thần hừ nói. Vô cùng chính xác. Có lẽ cục trưởng Chu cũng bị áp lực ở trên ép xuống nên không còn cách nào. Triệu Thiết Hải vội vàng bồi thêm một câu. Cậu nghĩ cách gặp chú Diệp trước, nghe ý tứ của cậu ấy rồi hãy nói. Tùy thời báo cáo lại với tôi, hừ, Chu Bá Thành. Vu Kiến Thần vô cùng tỉnh táo cúp điện thoại. Lão Tào, Diệp Phàm xảy ra chuyện rồi. Mẹ kiếp, thật đúng là cái miệng quạ đen của tôi nói chúng. Sắc mặt Vu Kiến Thần trầm xuống. Đem chuyện của Diệp Phàm nói với Tào Vãn Niên.
Chu Bá Thành không phải là đồ vật gì, quan hệ của tôi và Diệp Phàm, y có lẽ cũng biết, hơn nữa lúc ấy khi y thăng lên làm cục trưởng còn nhờ Diệp Phàm quất roi mới giúp y dẫy ra được, không có Diệp Phàm làm gì có chiếc ghế cục trưởng cho y ngồi. Con chó đẻ, làm vậy là có ý tứ gì chứ? Vu Kiến Thần tức tối mắng đập chén trà kêu ken két. Lão Vu, bớt giận đi. Có lẽ Chu Bá Thành bị áp lực cấp trên cho nên mới đành phải làm như vậy, đầu tiên phải tìm hiểu rõ tình huống đã hãy nói. Ngọc Gia Ngư Dương cả Hắc Đạo và Bạch Đạo đều có quan hệ, trong thành phố rất nhiều người đều biết. Nghe nói Ngọc Hoài Nhân chính là đường thúc của Ngọc Gia, chuyện này phải thận trọng mới được. Tào Vạn Niên rất tỉnh táo nói. Tôi không quan tâm hắn là đường thúc con mẹ gì, Ngọc Hoài Nhân đúng là phó bí thư, nhưng cũng không thể ức hiếp người ta như vậy. Từ tình huống tìm hiểu của Thiết Hải mà nhìn, rõ ràng là con quỷ nhỏ Ngọc Gia đó giở trò, đã đâm vào người ta không nói câu nào đã muốn chuồn đi. Người bị hại ngược lại lại bị giam giữ, đây là chuyện cục công an nên làm sao? Lão Tào, anh nghĩ xem, nếu Chu Bá Thành thật sự chịu áp lực, y ít nhất cũng phải thông báo với tôi mới đúng. Đến bây giờ một cú điện thoại cũng không có, xem Vu Kiến Thần tôi là ai chứ, phải biết rằng Diệp Phàm là anh em tốt của tôi. Y không biết quan hệ với anh thì y cũng nên biết quan hệ với tôi chứ. Thanh âm nói chuyện của Vu Kiến Thần rất lớn, phát ra vô cùng bực tức. Đúng, thật sự có chút không đúng. Chu Bá Thành trước kia không phải có quan hệ khá tốt với Diệp Phàm sao? Không nể mặt anh cũng không thể đối đãi với chú Diệp như vậy. Lẽ nào bên trong còn có gút mắc nào khác? Lẽ nào Chu Bá Thành thấy Lý Hồng Dương bị lật đổ nên thay đổi dựa vào Ngọc Gia Ngư Dương? Có lẽ không phải như vậy. Ngọc Gia tạm thời vẫn chưa so sánh được với Phí Gia, nếu muốn theo cũng phải theo Phí Gia mới đúng. Không phải Phí Gia đang tác quái sao? Tào Vạn Niên kinh nghiệm già dặn, nói mấy câu đã đoán ra được chút manh mối, nhưng sau khi nói xong cũng vẫn lắc đầu, cho rằng chuyện này hình như không bình thường. Trương Thắng, trời lạnh các anh em cực khổ rồi, nào, ăn canh đi. Triệu Thiết Hải đi tới quán ăn tiện tay mua về 4 chén canh đùi gà mang vào. Cảm ơn Giám đốc Triệu. Món canh này thơm thật. Trương Thắng cười cười nhận lấy. Tôi đi thăm cục trưởng Diệp, dù sao vẫn còn dư lại một chén, thuận tay cầm đi, trước kia dù sao cũng từng làm việc chung. Ai, xem như là đồng nghiệp có phải không? Ha ha ha. Triệu Thiết Hải cười cười lấy chìa khóa mở cửa từ chỗ Trương Thắng. Chương 378, ngồi trong nhà xí thu xếp việc lớn công kích Ngọc Gia. Cục trưởng Diệp, Thiết Hải đã tới chậm, thật xin lỗi. Triệu Thiết Hải bật đèn điện nói tiếp. Uống trước chén canh rồi hãy nói, cho ấm người đã. Là Thiết Hải à, không có chuyện gì, nơi này không tồi, lạnh như băng vừa lúc có thể luyện công, ha ha ha. Diệp Phàm cười nhạt nhận lấy chén canh rồi uống cạn. Cục trưởng Diệp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi đã gọi cho cục trưởng Vu, y bảo tôi vào đây thăm dò tình hình xem sao. Mẹ kiếp, đồ chó đẻ, không phải là người. Triệu Thiết Hải nhỏ giọng hỏi. Thật ra thì Diệp Phàm bị nhốt trong phòng thẩm vấn nên tường cách âm, bên ngoài không thể nghe được. Chuyện này chắc anh cũng biết, lúc ấy tôi vội vàng nên chụp trúng ngực cô gái kia nên cô ta bảo tôi là lưu manh. Chẳng qua Chu Bá Thành này đúng là không ra gì, tôi chắc là y bị áp lực từ trên nên làm vậy, không hề có chút tình anh em. Cho dù là có áp lực từ bên trên thì từ phương diện thái độ cũng phải khác chứ, bên đây một chút tình cảm cũng không lưu lại, làm tôi hết sức khó chấp nhận. Nếu quả thật còn có tình anh em thì lúc sau đã lén quay lại xem thế nào, người này đúng là không thể kết giao. Hừ, Ngọc Gia, ông đây trước hết đấu với Kháo Sơn Hổ rồi hãy nói. Anh nghĩ cách đem tôi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tôi muốn gọi điện thoại, xem ra không gọi thì không được rồi. Người càng hiền thì càng bị bắt nạt, lấy mũ quan của tôi biếm vào lãnh cung, giờ còn nhốt vào cục cảnh sát, có phải tiếp theo sẽ lấy mạng không, mẹ kiếp. Diệp Phàm cũng nhịn không được nữa. Quyết định xuất thủ phản kích, Ngư Dương đại gia tộc thì như thế nào, ông đây cũng muốn đấu một trận. Cái này hay lắm, chúng ta cùng đi ra, nói là đi nhà cầu. Có tôi ở đây bọn Trương Thắng chắc là cũng yên tâm. Tôi có điện thoại di động đây, chúng ta đi nhà cầu gọi. Triệu Thiết Hải ngừng một lát lại nói tiếp. Cục trưởng Diệp, nếu như muốn làm cho Ngọc Gia một chút màu sắc thì tốt nhất xuất thủ từ Sơn Trang Kính Nguyệt của bọn họ. Nghe nói đêm nay có mấy người ở tỉnh Tích Ninh tới đó, nhất định có vụ làm ăn lớn. Làm ăn lớn, Sơn Trang Kính Nguyệt, anh nói cho tôi nghe xem trong đó có gì. Diệp Phàm hỏi.
Sơn trang kính nguyệt của Ngọc Gia xây ở chỗ giao hai con đường giữa Nam Phúc chúng ta và tỉnh Tích Ninh. Phong cảnh đúng là không tệ, còn có một đầm nhỏ vây quanh. Bên trên đó Ngọc Gia có mở một sơn trang theo kiểu khách sạn. Bình thường cũng có bạn bè tới đánh vài ván mạt chược, ăn thua không lớn. Tuy nhiên dưới nền đất là một sòng bạc lớn, bảo vệ nghiêm mật, chỉ cần có động tĩnh gì là có vài đường để tẩu thoát. Cho dù là cảnh sát hình sự huyện ra mặt thì chắc người chưa tới, người ta đã sớm sắp xếp xong xuôi ngồi ở trên lầu uống trà nói chuyện phiếm rồi, cảnh sát hình sự cũng không thể bắt người tán gẫu. Huống chi cục cảnh sát huyện chưa từng xuất động qua, không biết thế nào để làm. Triệu Thiết Hải nặng nề. Thế cục cảnh sát thành phố thì sao? Diệp Phàm hỏi. Khó nói, nghe nói Ngọc Gia tại thành phố cũng có căn cơ rất sâu, có lẽ trong cục cảnh sát thành phố cũng có người. Bọn họ chỉ cần động ra phía Ngư Dương thì bên này đã biết để thu tay, chẳng phải là công dã tràng sao. Triệu Thiết Hải lắc đầu, cảm thấy cho dù cục cảnh sát thành phố ra mặt cũng chỉ nắm chắc được 5 phần. Hừ, buổi tối nay Sơn Trang có vụ làm ăn lớn sao? Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống hỏi. Tuyệt đối có. Nếu không đám ông chủ lớn ở tỉnh Thích Ninh chẳng lẽ đến xó xỉnh hẻo lánh Sơn Trang Kính Nguyệt đó ngắm cảnh a? Nghe nói Hàng Châu, Nghĩa Ô đều có ông chủ lớn, tới một lúc mười mấy cái limousine, Mercedes-Benz, Ferrari đều có. Thiết Hải, nếu như muốn anh dẫn đường phối hợp người anh có tham gia hay không? Diệp Phàm giả bộ tùy ý hỏi. Được, Diệp ca, mạng tôi coi như giao cho anh rồi. Triệu Thiết Hải không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp rất tự nhiên. Tuyệt đối không giống giả vờ. Ừ, cảm ơn. Diệp Phàm cười cười, vỗ vai Triệu Thiết Hải đi ra ngoài. Trương Thắng, cục trưởng Diệp muốn đi nhà cầu, để tôi đi kèm. Triệu Thiết Hải nói. Có cần chúng tôi đi cùng không? Trương Thắng có chút chần chờ, xem ra vẫn không yên lòng. Làm sao, còn sợ Triệu Thiết Hải này để hắn chạy, vậy tôi thì sao? Triệu Thiết Hải trầm mặt khiến Trương Thắng hoảng hồn lập tức nói. Được, có anh Triệu thì cho dù là con cọp cũng trốn không thoát. Thật ra thì Trương Thắng sợ cục trưởng Chu trách tội, bởi vì Diệp Phàm là Chu Bá Thành tự mình xử lý. Tuy nhiên Triệu Thiết Hải ra mặt khiến Trương Thắng cũng có chút luống cuống, Triệu Thiết Hải dù gì cũng là thành viên đảng ủy cục, đắc tội IE là sau này có phiền toái. Hai người đến phòng vệ sinh, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại, Triệu Thiết Hải thì canh chừng ở cửa, tạm thời giữ chức quản lý nhà cầu. Lô Vĩ, cậu nghe qua về Ngư Dương Ngọc Gia chưa? Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Ngọc ở Ngư Dương cũng không biết thì em làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố còn làm cái gì? Làm sao vậy Diệp ca, có phải Ngọc Gia chọc anh không? Lô Vĩ vừa nằm ngủ thì bị điện thoại đánh thức, nghe giọng bất thiện của Diệp Phàm thì ngửi ra mùi vị gì đó, lập tức nhảy dựng lên. Có cách gì tóm được sòng bạc ở Sơn Trang Kính Nguyệt không? Diệp Phàm lạnh như băng. Sơn Trang Kính Nguyệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp ca, anh nói cho em nghe, có phải Ngọc Gia làm gì anh rồi không? Lô Vĩ nhảy xuống giường. Hừ, anh bị một cô nương Ngọc Gia bảo là lưu manh đem nhốt vào cục cảnh sát rồi, giờ anh đang ngồi ở nhà cầu gọi điện thoại. Điện thoại này là của Giám đốc Sở Cảnh sát Lâm Tuyền. Nghe nói tối nay Sơn Trang Kính Nguyệt có vụ làm ăn lớn, tuy nhiên nghe nói nơi đó là tổ ong vò vẽ không dễ chọc đâu. Diệp Phàm cố ý cười nói. Bị một cô nương đem vào cục. Lô Vĩ kêu lên thất thanh, không hề nghĩ ngợi nói. Đại ca, anh thu xếp đi, anh thu xếp sao em sẽ làm liền như vậy. Đừng nói là tổ ong vò vẽ, dù là mông cọp em cũng phải kiểm tra, hừ. Để anh nói qua trước với cục trưởng Vu rồi em phối hợp hành động. Diệp Phàm nói. Đại ca, cục trưởng Vu có cần nói hay không? Em sợ cục trưởng Vu sau khi nghe lại do dự. Thật ra thì em đã sớm muốn đi thọc vào tổ ong vò vẽ Sơn Trang Kính Nguyệt này rồi. Mấy ngày hôm trước em đã phái trinh sát vào trong đó đúng là có đánh bạc rất lớn. Nghe nói có một ông chủ người Thích Ninh một lần đã đặt ra 50 vạn, lần trước em cũng có nói qua với cục trưởng Vu. Chẳng qua cục trưởng Vu nghe xong liên tục nghĩ ngợi, cuối cùng mịt mờ điểm ra Ngọc Hoài Nhân trên thành phố có thể là người nhà họ Ngọc, người ta là phó bí thư chuyên trách thứ hai, tạm thời không nên động. Lô Vĩ nói, ý em là nếu như nói với cục trưởng Vu thì biết đâu y sẽ không để cho chúng ta chọc vào tổ ong vò vẽ đó, ở vị trí y chắc sẽ có chỗ không tiện. Trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh. Ừ, cục trưởng Vu tuy nói có quan hệ rất tốt với anh nhưng chuyện này chúng ta không thể phiền đến y,
y có thể ngồi lên vị trí cục trưởng cục công an thành phố cũng không dễ dàng. Nếu như bởi vì chuyện này mà cùng kết oán với Ngọc Gia, bị Ngọc Hoài Nhân nhìn chằm chằm vào thì cũng là một đại phiền toái. Em thì chỉ là một thằng đầu chọc nên không việc gì. Phía đông không sáng thì phía tây sáng, không ở Mạc Hương thì trở về tỉnh thành Thủy Châu không lý tưởng sao, ha ha ha. Lô Vĩ cười sảng khoái, thật ra là giả bộ. Chuyện này chắc là làm khó em. Diệp Phàm có chút khó xử. Không có chuyện gì đâu đại ca, nếu như là tối nay thì càng tốt hơn, đầu mối mà Thiết Hải cung cấp chắc là chính xác. Chỉ là em đến đội cảnh sát hình sự thành phố chưa lâu, không có mấy người có thể tin. Nếu như chưa còn xuất động thì tin tức đã tới Ngư Dương vậy coi như công dã tràng rồi. Sơn Trang Kính Nguyệt vô cùng không đơn giản, biện pháp phòng vệ chắc sắp vượt qua Cục An ninh Quốc gia rồi, mẹ kiếp. Bốn phương đều có tai mắt. Lô Vĩ cười mắng. Cục An ninh Quốc gia, nếu như mời các đồng chí bên quân đội phối hợp có được không? Diệp Phàm hỏi. Quân đội, Tề Thiên ở Thủy Châu, cũng quá xa, ngoài tầm tay với. Chờ chạy tới Ngư Dương người ta đã sớm tản mắt hết. Lô Vĩ gãi gãi đầu. Thiếu tá Tạ Tốn ở căn cứ Dương Đầu Phong chắc là được, cách Sơn Trang Kính Nguyệt không xa. Hơn nữa xe quân sự chạy tới sẽ khiến cho người nhà họ Ngọc không nghi ngờ, em nói đúng không? Diệp Phàm nói. Được, để em lập tức gọi điện cho Tề Thiên, bảo nó báo cho tiểu đoàn trưởng Tạ phái ra mười mấy tên lính, chúng ta cùng nhau chọc tổ ong vỏ vẽ đi, ha ha ha. Lô Vĩ cười xong vội vàng muốn cúp điện thoại. Không cần phiền toái như vậy, để anh gọi thẳng cho y, bảo y liên lạc với em. Diệp Phàm cười rồi cúp điện thoại. Thiếu tá Tạ, tôi là Diệp Phàm, cần mượn mười mấy người lính được không? Diệp Phàm hỏi. Diệp ca a, mượn binh lính làm gì? Tạ Tốn vừa tan việc, còn chưa ngủ. Bắt một vụ làm ăn ở Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia Ngư Dương. Anh phối hợp với đội trưởng Lô Vĩ ở đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Diệp Phàm nói. Được, anh đưa điện thoại của đội trưởng Lô cho tôi. Chuyện của Diệp ca giao phó có gì mà không được. Đừng nói là Sơn Trang Kính Nguyệt, cho dù là trăng trên trời cũng phải hái xuống, hừ. Tạ Tốn không nói hai lời. Bởi vì lần trước Tề Thiên có giới thiệu nên y biết Diệp Phàm có quan hệ với đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo, cho dù trời sập cũng có đoàn trưởng Thiết đi ra ngoài trống. Mọi người bình thường không biết đoàn trưởng Thiết nhưng Tạ Tốn lại lờ mờ biết nên không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn có cảm giác kích thích. Diệp Phàm sắp xếp xong xuôi mới gọi điện thoại cho Vu Kiến Thần. Anh Vu, ai, người anh em xui xẻo rồi, chọc phải cọp cái, xui quá, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ nói. Tiểu tử cậu a, ai, người ta là đại cô nương vậy mà để cậu sờ soạng như vậy sao, ha ha ha. Sờ là tốt. Cái này không phải là xui xẻo. Vu Kiến Thần đùa giỡn, sau mới nghiêm nghị nói. Em có ý kiến gì với Chu Kiến Thành không? Vu Kiến Thần biết Chu Bá Thành và Diệp Phàm đã khó có thể hóa giải mâu thuẫn, Chu Bá Thành tối nay làm vậy chính là tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Chương 379, đánh úp Sơn Trang Kính Nguyệt. Hừ, không phải là em nói gì y, nếu như quả thật y bị Ngọc Gia bức bách thì em cũng có thể chịu được, giam giữ mấy ngày thì mấy ngày. Thế nhưng y trở mặt lăng nhục em, lại còn giam giữ em giống như làm cho Ngọc Gia xem thì đúng là không thể bỏ qua. Chuyện hôm nay người sai là Ngọc Gia vậy mà y lại bắt giam em lại. Ngay cả vết thương trên chân em cũng không cho xử lý, may là em dùng chiếc quần rách buộc lại, nếu không máu sẽ chảy nhiều rồi. Anh Vu, em không muốn nói cái gì, anh cho Chu Bá Thành chút thuốc nhỏ mắt là được. Mẹ kiếp, đúng là làm lòng người rét lạnh. Diệp Phàm em không có bản lãnh. Hiện giờ Lý Hồng Dương bị điều đi, em cũng bị ném vào cục tôn giáo, ai nghĩ Chu Bá Thành trong nháy mắt thì trở mặt. Không nhận người cũng được, ít ra còn chừa chút tình cảm. Diệp Phàm có chút đau lòng, thật giống như đột nhiên bị người từ phía sau lưng đút một đao. Ừ, Chu Bá Thành đúng là đồ không có mắt, anh sẽ mang thuốc nhỏ mắt cho y. Ở chỗ khác của Ngư Dương thì anh không có quyền nhúng tay nhưng ở cục công an anh có quyền lên tiếng. Vu Kiến Thần mắng. Em còn bị nhốt ở trong đó, ảnh hưởng không tốt. Để anh đem em đi ra rồi hãy nói. Em không sao, chắc là ngày mai huyện ủy sẽ có người tới đưa ra, anh không cần nhúng tay vào, sau này có cơ hội tra thuốc nhỏ mắt cho họ Chu kia là được. Chuyện bên này em biết tự xử lý, đợi ngày mai không được thì anh hãy ra mặt, thay em nói với anh Tào một tiếng xin lỗi,
anh ấy lên chức mà em không tới chúc mừng được. Điện thoại vừa rồi cũng bị đụng hư, lần này đang dùng điện thoại của Thiết Hải trốn ở nhà xí gọi, ha ha ha. Diệp Phàm cười gượng. Người anh em, anh Tào biết chuyện quá muộn. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm trầm ổn của Tào Vạn Niên xin lỗi. Tào, là anh Tào à? Ai, bỏ đi, gần đây em xui xẻo quá. Em vẫn tin có anh Tào đó thì em còn có cơ hội đông sơn. Hiện tại em ở cục tôn giáo cũng rất tốt, lúc trước cũng quá mệt mỏi, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một lúc. Diệp Phàm nói, không nghĩ tới Vu Kiến Thần đem điện thoại cho Tào Vạn Niên. Diệp huynh đệ, có phải cậu chọc phải người nào không? Nếu không chỉ mới mấy ngày đã bị nhét vào cục tôn giáo rồi. Tào Vạn Niên quan tâm hỏi. Là lão đối thủ trước kia, đoán chừng là nhà họ Phí ở Ngư Dương, Phí Mặc. Cũng không hiểu vì chuyện gì mà chủ tịch huyện vừa nhận chức vệ sơ tinh rất có thành kiến với em, cứ một mực cắn chết không buông. Lần này cô gái kia làm súng cho Phí Mặc bắn em, đem em đập chết. Tuy nhiên chuyện này em đã có cách phản kích, phải cho nhà họ Phí ở Ngư Dương trả một cái giá thật đắt, hừ. Ừ, đến lúc thích hợp thì cũng phải phản kích nếu không người ta lại cho mình là mèo bệnh. Chẳng qua đánh cho đối phương một đòn đau là được, kết thành tử địch thì không hay. Trên quan trường một phút đồng hồ trước có lẽ hai người còn là địch nhân, có lẽ một phút đồng hồ sau chính là đồng minh không thể rời bỏ rồi, đồng minh và đối thủ tùy thời có thể chuyển đổi, chúng ta phải giỏi về việc thêm bạn bớt thù. Bằng hữu chính là nhân mạch, hoa hạ cái gì cũng không trọng yếu, nhân mạch mới là trên hết. Cho nên, bằng hữu càng nhiều đường, có lẽ nhất thời không dùng đến nhưng về lâu về dài thì sẽ cần đến. Nhớ kỹ, giỏi thêm bạn bớt thù mới là một quan viên có năng lượng, đối thủ quá nhiều thì sớm muộn cũng sẽ chết. Thật ra thì Chu Bá Thành không có gì không phải, gặp chuyện liên quan đến ngũ quan thì lựa chọn bỏ rơi bằng hữu, chuyện như vậy ở quan trường có rất nhiều. Người đời đều xu lợi tránh hại, không có gì là kỳ quái cả, cậu chẳng qua mới đụng lần đầu mà thôi. Chẳng qua Chu Bá Thành trở mặt quá nhanh, làm người như thế cũng không được. Loại người như vậy không thể tìm được bằng hữu, mãi mãi chỉ làm ngọn cỏ đầu tường. Trên quan trường tuy nói lấy chữ lợi làm đầu nhưng đã là người phải có tình cảm, nếu không còn không bằng con vật. Xưng huynh gọi đệ thì có rất nhiều nhưng phải phân chia ra huynh đệ chân chính và huynh đệ lợi ích. Lợi ích là theo thời gian, địa điểm, vòng tròn, nhân viên biến hóa mà biến hóa, cậu phải tùy thời biến hóa mà lấy hay bỏ. Dĩ nhiên chuyện kết oán không chết không thôi với Phí gia là chuyện khác. Nếu quả thật muốn sống mái cũng phải cần chờ đến lúc đủ thực lực, đừng làm chuyện lấy trứng chọi đá, tuy nhiên lúc cần anh Tào hỗ trợ thì cứ nói một tiếng. Cậu tạm thời cứ ở cục tôn giáo một thời gian ngắn, tuổi cậu mới 19, đường còn rất dài. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi hãy nói, cục tôn giáo chỉ là ván cầu. Ở đó cũng không hẳn là xấu, coi như cậu vẫn là cấp bậc trưởng phòng. Chỉ cần là vậy thì mọi chuyện đều dễ làm. Còn chuyện bây giờ chỉ có Kiến Thần mới có thể giải quyết, anh không tiện ra mặt. Tào Vạn Niên nói rất nhiều thứ huyền diệu, tưởng chừng như hiểu mà rốt cuộc lại không hiểu, chữ chữ đều ẩn chứa huyền cơ. Diệp Phàm chỉ có cách gật đầu như gà mổ thóc. Chẳng qua Tào Vạn Niên nói rất chân thành, thật sự xem Diệp Phàm như bằng hữu, thậm chí là dìu dắt. Đêm đã khuya, Diệp Phàm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà Triệu Thiết Hải đưa tới. Cảm giác vẫn lạnh. Phòng này là phòng giam kiêm thẩm vấn, Chu Bá Thành đem mình nhốt vào đây không biết có ý gì, nếu không có Triệu Thiết Hải cho lấy một giường một chăn bông tới thì chắc tối nay cả người đều bị đông cứng. Chu Bá Thành, người lợi hại, Diệp Phàm thầm mắng một câu rồi dứt khoát xếp bằng nhắm mắt hành khí luyện công, nhân lúc tĩnh lặng này biết đâu lại càng hiệu quả, đây cũng là một lần khảo nghiệm, tôi luyện ý chí của bản thân. Vào khoảng 4 giờ sáng, ở chỗ vùng đất tam giác nơi giao nhau của hai con đường tỉnh Nam Phúc và tỉnh Tích Ninh, cách đó 3 dặm có một sườn núi nhỏ. Sườn núi này vốn cũng không nổi danh, tuy nhiên sau khi Ngọc Gia xây dựng sơn trang Kính Nguyệt ở đây thì mới bắt đầu có danh tiếng. Bởi vì sườn núi này ở giữa bị lõm vào nên được gọi là núi lõm, phạm vi dài rộng chừng 1 dặm, tất cả nằm trong hồ Kính Nguyệt như một con rùa thần. Hồ Kính Nguyệt thật ra cũng không lớn, đường kính khoảng 2 dặm, 4 bề là núi vây quanh. Xung quanh cây cối ken dày. Lúc này cả sơn trang Kính Nguyệt đang được bao phủ một tầng sương mù, nếu có trang bị hồng ngoại nhìn vào thì thấy giống như bồng lai tiên đảo. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Lô Vĩ và thiếu tá Tạ Tốn của căn cứ Dương Đầu Phong đang đứng trong một chiếc xe quân sự cách đó không xa xem xét một tấm bản đồ. Tiểu đoàn trưởng Tạ,
Sơn Trang Kính Nguyệt bốn bể bị nước bao quanh, nối với đất liền bằng một cây cầu treo. Người của chúng ta vừa bước lên cầu treo thì chắc người của Sơn Trang Kính Nguyệt đã biết ngay, chờ đến khi xông vào thì đã tan cuộc rồi. Chúng ta không thể đi bắt một đám thực khách, anh có biện pháp gì để có thể tiến vào Sơn Trang Kính Nguyệt mà không để cho người khác phát hiện? Chỉ có đánh úp mới có hiệu quả, nếu như không có chứng cứ thì không thể ăn nói với người của nhà họ Ngọc. Lô Vĩ nhíu mày. Xuống nước. Tạ Tốn cười nói. Lính trinh sát chúng tôi có một đội lặn chuyên nghiệp, nếu như mang theo thiết bị lặn nhân lúc bóng tối lẻn vào chắc là không khó. Tôi vừa mới quan sát, khoảng cách từ bờ đến đó cũng chỉ vài trăm mét, hít vài hơi là có thể tới. Điều này e rằng không được, trước kia tôi có trà trộn với một thương gia tỉnh Tích Ninh đi vào nên hiểu rõ, nước trong hồ cũng không sâu lắm, chỉ khoảng 7, 8 đến 10 mét. Tuy nhiên nghe nói vòng quanh hồ có đặt một tầng lưới cá, muốn tiến vào thì phải cắt lưới mới được, nhưng cắt lưới thì phải nhô đầu để hút khí. Bên bờ trên hồ và trên cầu đều có tai mắt ngồi canh, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi ánh mắt của bọn chúng. Đội phó đội cảnh sát hình sự Chu Ba lắc đầu, cảm thấy phương pháp này không ổn. Điều này cũng có thể giải quyết, tôi có mang 5 bộ khí tài lặn đơn giản, ở cự ly ngắn không thành vấn đề vì bình dưỡng khí đủ để lặn 2 dặm. Tạ Tốn cười nói. Tốt, trước hết bảo 5 chiến sĩ đánh trận đầu, giải quyết lưới cá sau đó thì tất cả sẽ xông vào. Bộ đội các anh từ trong nước lên bờ giải quyết xong người trên đó. Lúc ấy đội trưởng Chu sẽ dẫn người xông vào, còn việc lặn xuống nước sẽ do tôi dẫn đầu, thiếu tá Tạ ở trên bờ chỉ huy. Lô Vĩ nói. Được, trước hết nhanh chóng giải quyết xong người canh gác, sau đó phải nhanh chóng ập vào, tôi có mang thuốc nổ bánh nhỏ, nếu không được thì phải cho nổ. Tạ Tốn hưng phấn, cặp mắt lóe lên trong đêm như mắt sói. Tuy nhiên muốn vào Sơn Trang Kính Nguyệt cũng phải chuẩn bị lý do mới được, nếu không vô cớ xông vào mà không thu được chứng cứ gì thì không biết ăn nói sao với Ngọc Gia, bọn họ ở Ngư Dương cũng không tầm thường, lúc tôi ở Dương Đầu Phong đã được chú tôi dặn qua. Người mà Tạ Tốn nói dĩ nhiên là Phó Bí Thư Thị ủy Tạ Quốc Trung. Tôi đã sớm chuẩn bị xong, gần đây Bộ Công an đang truy đuổi một đào phạm đặc biệt nghiêm trọng tên là Trần Thu Dương có ngoại hiệu là Sơn Cẩu Tử. Gã thích cạo đầu chọc, má trái có một nốt ruồi to như hạt đậu đỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.